Chương 141 Nana nói, ngươi bắt đầu trùng kích đi, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Vâng. Lam Hiên Vũ gật đầu. Hồn lực của hắn cũng sớm đã tràn đầy đến mức có thể đột phá song hoàn, chẳng qua hắn vẫn luôn một mực cố gắng áp chế. Lúc này đã có Nana bên người hộ pháp, chính hắn cũng rất an tâm. Hai mắt khép kín, hắn khoanh chân mà ngồi đó, hồn lực trong cơ thể dựa theo lộ tuyến vận hành huyền thiên công chậm rãi vận chuyển, tốc độ vận hành không tính là nhanh, nhưng rất ổn định hồn lực nhu hòa tập trung lại từ tất cả mọi nơi trên cơ thể, dựa theo lộ tuyên huyền thiên công mà chậm rãi đi về phía trước, từng bước một đẩy lên cao hơn. Trong không khí, các loại phẩm tử nguyên tố tự nhiên mà bị hắn hút lấy, gia nhập vào trong cơ thể, hồn lực đã đến giới hạn lập tức hướng về cấp độ cao hơn mà trùng kích lên. Nana chỉ yên lặng mà đứng ở bên người hắn, yên lặng cảm thụ biến hóa trên thân thể hắn. Chỉ cần có nguy hiểm xuất hiện nàng sẽ có thể ra tay trợ giúp lập tức, Hồn lực vận hành một vòng, hai vòng, khi vòng thứ ba đã đến, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy thân thể mình dường như bị giam cầm ở đó, một loại cảm giác khó chịu rất khó nói ra. Giống như quanh thân thể có một cái vỏ trứng đang hạn chế sự sinh trưởng của hắn. Tinh thần lực lập tức đánh trúng, cưỡng ép, thúc giục. Bằng vào tinh thần lực vượt xa mức hồn lực của bản thân, luôn hồn lực mới chỉ có 19 cấp kia lập tức bị thúc đẩy đến mức tận cùng. Phốc một tiếng, lỗ chân lông toàn thân lập tức mở ra, một tầng bạch quang nhàn dâng ra từ cơ thể, Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, hồn lực lập tức trở nên tràn đầy, vỏ trứng đột phá, hồn lực trong cơ thể lao lên mãnh liệt như ngựa hoang thoát cương, lập tức chạy quanh thân thể theo lộ tuyến Huyền Thiên Công chừng 3 vòng. Toàn thân hắn buông lỏng một hồi, cảm giác sảng khoái truyền đến từ tất cả xương cốt tứ chi, hắn biết, mình đã hoàn thành đột phá, chính thức tiến đến cảnh giới Song Hoàn, Đại Hồn Sư. Không phải buông lỏng, giờ mới là bắt đầu, tập trung tinh thần. Ngay lúc đó, giọng nói của Nana đột nhiên truyền đến, làm Lam Hiên Vũ phải dùng mình Quả nhiên, ngay khi Nana vừa dứt lời, làm hiền vũ, đột nhiên cảm thấy một hai cỗ khí tức nóng bỏng cùng lạnh vuốt đồng thời bay lên từ chỗ ngực. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, hắn chỉ thấy vòng xoáy kim ngân song sắc trong ngực đột nhiên mất ổn định mà rung động lên. Tất cả xương cốt tứ chi cũng đồng dạng trở nên lạnh như băng cùng nóng bỏng, thậm chí hắn có thể cảm thấy một cách mơ hồ từ trong kinh mạch cùng cốt cách của mình, không ngừng có hai năng lượng màu vàng bạc tuôn ra, bọn chúng như tơ như sợi mà chui ra trong sự chấn động nhỏ sau đó liền cứ như vậy mà dung nhập vào trong hồn lực của hắn chậm rãi chảy xuôi vào mỗi góc nhỏ trong cơ thể những năng lượng kim ngân này trôi nổi trong hồn lực tất nhiên sẽ không tránh khỏi va chạm mà mỗi khi bọn chúng sinh ra va chạm lập tức liền khiến hồn lực chấn động kịch liệt kinh mạch phồng lên kích thích thống khổ xé rách từng cảm giác nhao nhao chuyển đến toàn thân phảng phất như có hàng trăm ngàn mũi dao găm đang cắt vào nhất thời làm toàn thân lam hiên vũ đổ mồ hôi như suối thống khổ muốn kêu thành tiếng vòng xoáy âm thanh của Nana lại lần nữa vang lên, nhưng nàng vẫn không có ra tay giúp đỡ Lam Hiên Vũ vào thời điểm này. Vòng xoáy. Đúng vậy. Vòng xoáy. Lam Hiên Vũ cũng đã hiểu được chút gì đó từ nhắc nhở của nàng, hắn vội vàng cố gắng đem ý chí tinh thần của mình tập trung vào vòng xoáy trong ngực. Vòng xoáy này cũng đang mất ổn định mà rung động, nhưng hai loại năng lượng trong vòng xoáy đã bị hắn tu luyện thời gian dài như vậy, nên cũng đã không vòn xung đột quá mức như trước, cũng coi như có chút hài hòa. Lúc này, dưới khống chế tinh thần của hắn, vòng xoáy lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Hồn lực rót vào, bảo đảm độ ổn định của vòng xoáy. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu dẫn đường hồn lực đến hấp thụ những lực lượng huyết mạch hai màu kim ngân kia. Chăm sông đổ về biển. Lúc này, thứ vòng xoáy đang làm chính là việc này. Quả nhiễm dưới sự thôn phen của vòng xoáy, những thống khổ trên thân hắn đã dần dần giảm xuống, nhưng cũng càng lúc càng nhiều năng lượng vàng bạc bị cuốn tới vòng xoáy, làm hiên vũ giật mình phát hiện năng lượng vàng bạc đó tuôn ra từ tất cả xương cốt tứ chi của mình lại như là vô cùng vô tận vậy nhất là trong nội tạng đó là nơi dâng lên năng lượng song sắt nhiều nhất gần như mỗi phát đập của trái tim đều có năng lượng bị hấp nhiếp tới vòng xoáy bổ sung rất nhanh chóng gần như dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ biến lớn của vòng xoáy lúc này mà những năng lượng vàng bạc mới dung nhập vào đó cũng không bình thản như ban đầu cũng đã bắt đầu kịch liệt rung động không ngừng bài xích đối phương duy ngã độc tôn Rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng đã hiểu rõ vì sao Nana lại muốn mình phải tới bên người nàng khi đột phá 20 cấp. Lúc trước bản thân hắn hôn mê nên cũng không rõ lắm thân thể của mình đã có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được biến hóa của thân thể một cách rất chân thực. Loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ, cái loại thống khổ tê tâm liệt phế này đã không nói, còn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế chính mình. Vòng xoáy vàng bà kia còn đang không ngừng biến lớn, Lam Hiên Vũ rất hoài nghi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể của mình sẽ bạo thể mất. Thế nhưng là, hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao, thậm chí ngay cả kêu cứu với Nana hắn cũng không thể làm được. Chỉ có thể gượng chống, mắt thấy vòng xoáy kia đã trở nên càng lúc càng lớn, hai năng lượng kim, ngân song sắc cũng trở nên càng ngày càng táo bạo, không ngừng va chạm lẫn nhau, không ngừng bài xích lẫn nhau. Làm sao bây giờ? Phải làm sao mới được đây? Ổn định tinh thần, không vui không buồn giọng nói của nana lại một lần nữa truyền đến suy nghĩ của lam Hiên vũ cũng nhờ đó mà thông thấu đúng ngân lão sư cũng đã nói bất kể lúc nào cũng phải cố gắng giữ tỉnh táo lúc này cùng lúc điều khiển chiến cơ không gian cũng không có gì khác nhau thất kinh sẽ chỉ làm tất cả đều mất đi khống chế mà tới hướng diệt phong nhanh hơn chỉ có tỉnh táo lại mới có thể tìm được sinh cơ nghĩ tới đây lam hiền vũ nhanh chóng tỉnh táo lại vô luận có thể khống chế cục diện trước mắt hay không hắn cũng phải khống chế hết sức mình khống chế được vòng xoáy xoay tròn làm tốc độ của nó không ngừng tăng lên dưới tác dụng của lực lý tâm cường đại tần suất hai loại năng lượng va chạm lẫn nhau cũng theo đó mà giảm xuống đồng thời thử dung hợp hồn lực của mình vào trong đó hình thành một tầng ngăn cách giữa hai loại năng lượng làm hết mức khiến chúng không dễ dàng tiếp xúc như vậy do đó khiến va chạm của hai loại năng lượng thêm một bước giảm bớt quả nhiên sau khi hắn tỉnh táo lại tình huống đã cải thiện được một chút va chạm giảm bớt tính ổn định của vòng xoáy cũng theo đó mà tăng cường nhưng sau khi đột phá đến hai hoàn những năng lượng tuôn ra từ trong cơ thể hắn rồi cả trong huyết mạch lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều vòng xoáy vẫn trở nên càng lúc càng lớn trong cảm giác ban đầu của lam hiên vũ thì cái vòng xoáy tựa này cũng chỉ lớn cỡ nắm tay nhưng giờ khắc này vòng xoáy như đã sắp lan tràn đến từng ngóc ngách trong ngực hắn rồi thời gian dần trôi qua rốt cuộc thân thể hắn cũng bắt đầu không chịu nổi rồi toàn thân cũng đã kịch liệt run rẩy đây đã không phải chỉ tỉnh táo là có thể khống chế Tất cả năng lượng huyết mạch tuôn ra, từ xương cốt tứ chi đã hoàn toàn dung nhập vào vòng xoáy, thế nhưng vòng xoáy đang xoay tròn kịch liệt này thật sự là quá nhanh, năng lượng cũng đã quá nhiều rồi. Bây giờ Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể mình giống như một cái khí cầu, chỉ cần có một cây châm khẽ đụng hắn cũng sẽ nổ tung. Hiên Vũ, võ hồn dung hợp, tất cả đã có ta." Thanh âm của Nana lại vang lên lần nữa. Mà cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ cảm thấy một cỗ khí tức trong trẻo, nhưng lạnh lùng rót vào từ trên đỉnh đầu, lập tức khiến thân thể hắn được nhẹ nhõm rất nhiều. Mà cũng trong tích tắc này, hắn cảm thấy có vẻ như mình đã thoát khỏi tất cả thống khổ, vòng xoáy trong cơ thể cũng như không còn liên quan đến mình. Hắn theo bản năng mở hai mắt, lại cảm giác thấy chung quanh thân thể mình đang tràn đầy khí tức cuồng bạo. Nhanh! Thanh âm thúc giục của Nana vang lên. Chương 142 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio đối với nàng, tất nhiên Lam Hiên Vũ luôn tin tưởng một cách vô điều kiện. Hắn không chút do dự kép hai tay lại, Kim Ngân Văn Lam Ngân Thảo phóng thích mà ra. Hai loại Lam Ngân Thảo vòng lại ôm chọn lấy bàn tay. giữa hai tay hắn là năng lượng Kim Ngân đang mất ổn định mà dao động kịch liệt. trong nháy mắt sau đó, một điểm thải quang bắt đầu bộc phát từ trong lòng bàn tay của hắn, chỉ chớp mắt sau luồng thải quang cũng đã bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mình ngập vào một mảnh đen kịt, cái gì cũng không cảm giác được nữa rồi đã không còn thống khổ cũng không còn năng lượng dường như trong tích tắc này hắn đã rơi vào chân không tất cả mọi thứ chung quanh đều trống rỗng chất phác không lực không biết đã qua bao lâu hắn đột nhiên thấy được một điểm màu sắc rực rỡ đó là một điểm nào quang bảy màu mà ngay khi hắn vừa thấy được nó điểm sáng bảy màu kia đột nhiên phóng đại tất cả cảm giác cũng lập tức trở về gần như chỉ là vèo một lát hắn cũng đã về tới thế giới thực tất cả mọi thứ chung quanh lại một lần nữa trở nên rõ ràng, rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng đã cảm nhận được biến hóa của thân thể mình. Tất cả đã bình tĩnh trở lại, nếu không phải kinh mạch trong cơ thể còn mơ hồ đau nhức, thì có lẽ hắn còn thấy như chưa xảy ra chuyện gì. Hắn vội vàng tập trung tư tưởng đi kiểm tra thân thể, bóng xoáy kim ngân hai màu kia cũng đã vận chuyển một cách vững vàng, thể tích của nó cũng đã lớn hơn trước chừng một phần ba, nhưng trọng yếu hơn là hai loại năng lượng này đã trở nên càng thêm thuần túy, cũng càng sáng long lanh hơn, tươi đẹp như thực thể, bọn chúng vận chuyển một cách rất hài hòa, cũng không có ý đấu đá lẫn nhau. Mà ở trung tâm, quang điểm bảy màu kia cũng trở nên càng sáng lạn. Đúng vậy, hiện tại Lam Hiên Vũ đã có thể thấy rõ bảy màu sắc rồi, qua vẻ thể tích của nó cũng không có lớn hơn nhiều, vẫn chỉ cỡ hạt gạo như trước, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng là nó đã có chút bất đồng. Giống như đã tìm được tâm phúc vậy. Hồn lực đã được đột phá cũng vẫn ổn định như trước, vẫn là 20 cấp, đúng vậy, đây là 20 cấp sau khi người ta đột phá thì hồn lực cũng sẽ trực tiếp tới 21 cấp, nhưng chính mình lại trở về 20 cấp, không thể nghi ngờ, việc này là do võ hồn dung hợp kỹ vừa rồi. Lại xuống cấp, thế nhưng, có vẻ như tất cả nguy cơ lúc trước, cũng theo cái dáng cấp này mà khôi phục bình thường. Khi người sử dụng võ hồn dung hợp kỹ vào lúc đẳng cấp hồn lực tăng lên, thì nó sẽ không lấy đi lực lượng bản thân của ngươi, mà là một lần bộc phát duy nhất, dung hợp trong sự bộc phát. Cái này chính là tác dụng của loại huyết mạch bảy màu kia, cho nên nếu lần sau ngươi đột phá mà ta không ở bên cạnh thì nhất định ngươi phải giữ lại đủ tinh thần lực ít nhất cũng phải đủ hoàn thành một lần võ hồn dung hợp kỹ khi thân thể không chịu nổi nữa do đó triệt tiêu đi việc thăng cấp ngươi làm rất khá lần này tăng lên vô cùng vững chắc đã làm hai loại huyết mạch phù hợp hơn một chút nhưng ta cũng không nghĩ tới khi ngươi đột phá đến cảnh giới những huyết mạch trong cơ thể lại xuất hiện nhiều như vậy cho nên lần sau lại đột phá thì tốt nhất vẫn cần có người ở bên hộ pháp mà ở bên người ta là tốt nhất giọng nói của nana vang vọng bên tai đã làm cho lam hiên vũ trở nên rất an tâm mỗi lần có nàng ở bên hắn sẽ luôn cảm thấy rất an ổn thành công sao cuối cùng cũng thành công rồi sao lúc này cảm giác mỏi mệt mới bắt đầu truyền đến toàn thân đau buốt không nói nên lời lam hiên vũ chậm rãi mở hai mắt ngay khi hắn vừa mở mắt, Nana cũng không khỏi hơi sững sờ, vì nàng đã kinh ngạc mà thấy, đồng tử mắt trái của Lam Hiên Vũ hóa thành màu bạc, tràn đầy hào quang cơ trí, mà đồng tử bên mắt phải lại là màu vàng, mang theo vài phần mùi vị cuồng bạo. Hai loại tâm tình cùng màu sắc cũng chỉ lóe lên trong đáy mắt hắn rồi biến mất, nhưng trong nháy mắt đó vẫn để lại cho người ta một ấn tượng rất sâu. Sau khi điều chỉnh hồn lực của mình một lát, Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết Anana à, lão sư. Cái lực lượng huyết mạch này bá đạo tới như vậy sao? may là có người ở đây nếu không chỉ sợ sẽ rất phiền toái a à. nana mỉm cười nàng vươn tay kéo hắn dậy từ dưới mặt đất làm hiên vũ có chút tò mò mà nhìn chung quanh tại hắn nghĩ đến những lần trước mình bộc phát ra võ hồn dung hợp kỹ đều cực kỳ cường liệt đấy cái phòng tu luyện này có thể đỡ nổi sao nhưng hắn nào biết ngay khi hắn vừa bộc phát thì đã bị nana truyền tống đến một nơi khác từ sớm sau khi hoàn thành bộc phát mới được truyền tống về đến đây về sau hẳn là sẽ an toàn hơn nhiều đã có lần nếm thử này, lần tới đột phá chính ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý. Có điều, chuẩn bị tốt trước khi đột phá vẫn là tốt nhất. Thí dụ như dùng nhiều đồ ăn dinh dưỡng một chút, bảo đảm bổ sung được cho những tự hao của thân thể. Còn nữa, nếu ngươi có thể tìm được vật phẩm phụ trợ thanh tâm tĩnh khí thì sẽ khá hơn một chút. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm mình có thể hoàn thành một lần võ hồn dung hợp. Chỉ có như thế mới có thể làm hai loại huyết mạch kia của ngươi phục tùng nhất định phải nghe lời ta, trong quá trình tu luyện tới 30 cấp ngươi phải dùng võ hồn dung hợp kỹ, để tu luyện loại huyết mạch thứ ba kia 10 lần, rõ chứ? Vâng, vâng, ta hiểu rồi. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Trải qua biến hóa vừa rồi, hắn cũng đã hiểu rất rõ thân thể mình. Không hề nghi ngờ, hai loại huyết mạch trùng nhau như hắn là hồn sư bình thường không thể có, nhưng nó cũng là trụ cột song sinh võ hồn của hắn, không thể nghi ngờ song sinh võ hồn mang tới cho hắn rất nhiều thứ cường đại thí dụ như phụ trợ người khác có thể làm cho người khác trở nên mạnh mẽ việc này voa quan hệ rất lớn với huyết mạch của bản thân tu luyện những năm qua hiện tại trình độ lý giải về võ hồn của lam hiền vũ đã tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần hiện tại hắn cũng đã rõ vì sao năm đó mình có thể uy hiếp diệp linh đồng làm cho võ hồn của nàng không cách nào phát huy nổi tác dụng chính là lực uy hiếp đến từ huyết ạch trong vơ thể mình Huyết mạch kim sắc đối ứng với Kim Văn Lam Ngân Thảo, mà huyết mạch ngân sắc hẳn là đối ứng với Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Trên thực tế thì võ hồn của mình cũng chỉ là Lam Ngân Thảo mà thôi. Lam Ngân Thảo biến dị này là do hai loại huyết mạch mà đến. Bởi vậy, tuy hai loại huyết mạch này sẽ mang lại cho mình rất nhiều phiền toái, nhưng cũng giúp mình có thể không giống người thường, nó là căn bản của sự cường đại. Chỉ có thể tiếp nhận bọn chúng mới có thể khiến chúng phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa mà đi đôi với sự cường đại, thì hai loại huyết mạch này cũng mang cho mình những mỗi nguy hiểm rất lớn. Nếu không có Nana, lão sư che chở lúc trước thì chỉ sợ mình đã sớm ra vấn đề lớn rồi. Rồi sau đó đến việc mình dùng ra võ hồn dung hợp kỹ một cách cơ duyên xảo hợp, có vẻ chính nó đã trở thành chỗ căn bản để giải quyết vấn đề. Cho nên dù biết rõ sử dụng một lần là sẽ giảm xuống một cấp hồn lực, nhưng mình vẫn phải không ngừng thử sử dụng mới được. Có điều tốc độ tăng hồn lực thực sự là quá không được. Về phần Nana nói tính mạng của hắn vượt xa người thường, tuổi thọ sẽ dài hơn người thường rất nhiều, về điểm này thì đối với một đứa nhỏ mới có 11 tuổi như Lam Hiên Vũ thì cũng không có cảm giác gì quá lớn, việc này với hắn vẫn là rất xa. Đến đây đi, tới xem võ hồn của ngươi có thay đổi gì. Nana khẽ cười, ánh mắt Lam Hiên Vũ chợt sáng lên, đúng, đã chịu khổ nhiều như vậy, cũng nên xem biến hóa của võ hồn một chút rồi, đây cũng là việc hắn luôn mong đợi nhất từ trước tới nay tập trung tư tưởng suy nghĩ tụ lực cảm thụ những hiến hóa của hồn lực rồi chậm rãi khống chế phóng thích võ hồn hắn nâng tay trái theo thói quen mà phóng xuất ra ngân văn lam ngân thảo lam ngân thảo chậm rãi phóng ra từ trong lòng bàn tay khi nó mới vừa xuất hiện lam hiên vũ lập tức mở to hai mắt mà nhìn đúng vậy nó đã khác kim ngân văn lam ngân thảo ban đầu của hắn cũng không khác gì lắm so với lam ngân thảo thông thường nhìn qua cũng là hết sức nhỏ bé vẫn luôn là một bộ dạng dễ dàng bẻ gãy chẳng qua là có những đường vân màu sắc bất đồng mà thôi thế nhưng lam ngân thảo vừa phóng ra từ trong tay hắn lại có vẻ hoàn toàn bất đồng sai khi lam ngân thảo vừa phóng ra lam hiên vũ kinh ngạc mà phát hiện nó đã không còn là bộ dáng miếng bạc như trước tuy vẫn rất nhỏ bé nhưng lại là hình trụ tròn chỉ có đỉnh là hơi nhọn nó đã trở nên cứng cỏi hơn trước không biết bao nhiêu lần Chương 143 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Đường vân màu bạc lượn vòng mà lên. Khi Lam Hiên Vũ mới chỉ có nhất hoàn, đường vân màu bạc này còn rất lộn xộn, nhưng lúc này, thoạt nhìn nó đã mơ hồ hiện ra hình lưới, mỗi ô lưới đều là hình bầu dục, vô cùng kỳ dị. Hơn nữa, số đường vân cũng nhiều hơn trước. Lúc này Ngân Văn Lam Ngân Thảo nhìn qua rất ưu nhã động lòng người, đường vân màu bạc đã thay rồi rất có quy tắc, vừa nhìn đã thấy khác, tăng lên rõ ràng mà thứ làm cho lam hiên vũ giật mình hơn nữa còn ở phía sau theo ngân văn lam ngân thảo phóng thích hồn hoàn cũng xuất hiện theo thứ lam hiên vũ thấy là hai cái hồn hoàn bay lên từ dưới chân nhưng thứ làm cho hắn khiếp sợ chính là màu sắc của hai cái hồn hoàn này màu vàng hai cái hồn hoàn đều là màu vàng phải biết rằng hồn hoàn đầu tiên của hắn hắn là màu trắng đó màu trắng không phải đại biểu cho mười năm sao Tuy hắn vẫn luôn cảm thấy uy lực của hồn kỹ không chỉ là cấp độ 10 năm, nhưng màu sắc hồn hoàn vẫn luôn ở đó, mà lúc này, cả hai cái hồn hoàn đều là màu vàng, làm gì còn chút bóng dáng nào của màu trắng. Đây là có chuyện gì? Hồn hoàn sẽ tiến hóa từ tầng thấp tiến hóa đến cao, việc này cần hồn sư tiến hành những tu luyện đặc thù. Truyền linh tháp cũng nơi cho hồn sư tiến hành tu luyện, thế nhưng là cần tiêu phí vô cùng lớn, còn phải xem vận khí mà văn bản là lam hiên vũ cũng không có đi truyền linh tháp a à, hồn hoàn lại cứ như vậy mà nâng tới cấp độ trăm năm một cách khó hiểu hơn nữa một lát liền xuất hiện hai cái màu vàng nói cách khác hiện tại hắn đã là một gã đại hồn sư có được hai cái hồn hoàn trăm năm rồi có nghĩa là thực lực của hắn sẽ có những biến hóa long trời lở đất sự biến hóa này quả thực đã cho lam hiên vũ phải trợn mắt há mồm lam hiên vũ lại vội vàng nâng lên tay phải đem kim văn lam ngân thảo phóng thích ra ngoài kim văn lam ngân thảo phóng lên như diều gặp gió bề ngoài thì gần như giống hệt với ngân văn lam ngân thảo phía trên đường vân màu vàng cũng trở nên quy tắc cũng là hiện lên hình lưới lam ngân thảo ở hai tay đều trở nên cứng cáp hơn rồi đường vân cũng đã rất có quy tắc điều này đã làm cho lam hiên vũ vui mừng quá đỗi không cần thử công kích hắn cũng biết thực lực của mình đã tăng lên trên phạm vi lớn nana cũng kinh ngạc mà nhìn những biến hóa của lam hiên vũ khi nàng nhìn thấy đường vân trên hai loại lam ngân thảo thì cả người không khỏi hơi khẽ chấn động trong đầu nàng dường như có thứ gì đó đã bị xúc động một kinh ngạc không nói ra được thành lời nhưng khi nàng cẩn thận đi suy nghĩ thì nàng lại phát hiện mình không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì chỉ là cảm giác thân thiết với lam hiên vũ lại tăng lên vài phần nana lão sư sao hồn hoàn của ta lại đều biến thành trăm năm vậy bọn chúng vẫn là tự động xuất hiện cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng dung hợp hồn linh lam hiên vũ kinh ngạc mà nói với nana ánh mắt nana khẽ đổi nàng trầm giọng nói hiền vũ không được nói cho bất cứ ai biết là ngươi không có hồn linh hồn hoàn lại tự động xuất hiện rõ chưa làm hiền vũ sững sờ vội vàng truy vấn nana lão sư người biết đây là có chuyện gì đúng không người cho ta nói một chút đi nana lắc đầu nói bây giờ còn không phải lúc ngươi nên biết đợi lúc nào lão sư cảm thấy ngươi có thể biết lão sư sẽ nói thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ để bảo vệ bí mật này dù sao người trên thế giới này cũng không hoàn toàn là người tốt a à, làm hiền vũ có chút thất vọng nhưng nhìn vẻ nghiêm trọng này của nana hắn vẫn vội gật gật đầu đáp ứng nàng sẽ không nói ra chuyện này đến đây đi thử tác dụng của hồn hoàn thứ hai nào xem một chút còn có thay đổi gì không tay trái tới trước nana nói làm hiền vũ vội vàng gật đầu thu hồi kim văn lam ngân thảo sau đó thúc giục hồn hoàn đầu tiên trên tay trái một man kỳ dị xuất hiện khi hồn kỹ khống chế thủy nguyên tố được phát động, ngân văn lam ngân thảo đột nhiên trở nên trong suốt, hiện ra màu băng làm nhàn nhạt, nhạt, phía trên là ngân văn quấn quanh, cực kỳ xinh đẹp. Ngân văn lam ngân thảo lúc này giống như thủy tinh sáng long lanh, bên trong tràn đầy thủy nguyên tố nồng đậm. Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy thủy nguyên tố trong không khí đang như trăm sông đổ về một biển, mà vọt tới phía mình nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Cái này chính là tác dụng của hồn hoàn trăm năm tinh thần lực của hắn vốn đã cường đại nên rất nhớn việc khống chế là rất dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn hắn đã cảm thấy năng lực của mình có tiến bộ rất lớn trước kia hắn cũng chỉ là để ngân văn lam ngân thảo bao trùm bàn tay của mình rồi phát động khống chế thủy nguyên tố cũng không để cho ngân văn lam ngân thảo trực tiếp tham dự chiến đấu bởi vì cây cỏ như nó thì thật sự là quá yếu ớt gần như vô dụng nhưng sau khi tiến hóa rõ ràng ngân văn lam ngân thảo đã trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều đã có thể dung nạp thêm rất nhiều thủy nguyên tố bản thân nó cũng giống như một kiện vũ khí Lam hiên vũ quơ múa lại mộ cảm giác như mình đang cầm một chiếc gậy băng hồn hòm thứ hai nana nói suy nghĩ của lam hiên vũ khẽ động hồn hoàn thứ hai bay lên ngay sau đó mà chỉ nháy mắt sau đó hắn đã trợn mắt há hốc mồm hắn đã thành thói quen với việc ngân văn lam ngân thảo mang đến cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng mỗi lúc như vậy hắn đều thấy mình rất hòa hợp với thủy nguyên tố hơn nữa hắn cũng có thể làm cho thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố tự do chuyển đổi thế nhưng trong nháy mắt hồn hoàn thứ hai của hắn bay lên thì tất cả đều trở nên không còn giống vậy cảm giác trong trẻo mà lạnh lùng trong cơ thể chợt biến mất hồn hoàn đầu tiên rút về lam ngân thảo vẫn đang hiện ra màu băng lam cũng theo đó mà xuất hiện biến hóa long trời lở đất một đạo quang mang hòa hồng sắc bay lên từ lòng bàn tay hắn ngân văn lam ngân thảo lập tức trở thành một mảnh đỏ bừng giống như đang từ ngọc bích biến thành hồng bảo thạch nhiệt độ trong phòng tu luyện cũng tăng kịch liệt ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt vây quanh ngân văn lam ngân thảo chung quanh hòa nguyên tố cũng dần tụ tập về hướng lam hiên vũ điều này sao có thể chứ lam hiên vũ có nằm mơ cũng không nghĩ ra hồn hoàn thứ hai lại mang đến biến hóa như thế theo hắn nghĩ thì hồn kỹ thứ hai của ngân văn lam ngân thảo hẳn là một hồn kỹ tăng phúc cho băng thuộc tính tựa như băng triều của đống thiên thu băng có thể làm cho việc khống chế thủy nguyên tố trở nên càng mạnh hơn nữa nhưng mà ai biết cái hồn hoàn thứ hai này lại không có chút quan hệ với thủy nguyên tố hay băng nguyên tố mà thứ vừa ra tới chính là một mảnh hòa nguyên tố nồng đậm thủy hòa bất dung hắn còn chưa từng nghe có người có thể đồng thời khống chế hai loại nguyên tố này nhưng đây lại còn là hai hồn kỹ của cùng một võ hồn quả thực việc này đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Thế nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, không phải do hắn không tin, mà tất cả mọi thứ đã nói cho hắn biết, đúng, hồn kỹ thứ hai của ngươi đúng là khống chế hỏa nguyên tố. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ thật là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vốn cảm thấy võ hồn của mình sẽ trở nên cường đại nhờ huyết mạch tiến hóa, nên hồn kỹ cũng theo đó mà trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà ai biết, sự thật lại hoàn toàn đi ngược với kỳ vọng của hắn, hắn cũng không thấy hồn kỹ thứ hai là khống chế hòa nguyên tố tốt ở chỗ nào có thể khống chế hai loại nguyên tố cũng không có nghĩa là sẽ cường đại thủy nguyên tố cùng hòa nguyên tố vẫn luôn đối lập lẫn nhau tất nhiên sẽ không thể đồng thời sử dụng như lúc hắn vừa mới phóng xuất ra hồn kỹ thứ hai thì hồn kỹ đầu tiên sẽ trực tiếp thu hồi nói cách khác là hai hồn kỹ này của hắn sẽ không thể hỗ trợ lẫn nhau đây là việc lam hiên vũ rất không hy vọng thấy thứ hắn hy vọng đương nhiên là hồn kỹ có thể phụ trợ lẫn nhau, nhờ đó mà phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa. Thủy hỏa bất dung, thủy hỏa bất dung. Nana lão sư, làm sao lại biến thành như vậy? Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt buồn rười rượi mà nhìn Nana, trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của hắn đã rơi vào đáy cốc. Chương 144 ủng hộ kênh qua halazy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé phải tu luyện hồn lực tới hai lần đã gây ra đà kích không nhỏ. Đối với Lam Hiên Vũ, hiện tại hồn kỹ lại xuất hiện vấn đề thì sao hắn có thể không phiền muộn đây? Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ 11 tuổi. Nana cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, nàng có chút khó tin mà nhìn Lam Hiên Vũ. Nàng chậm rãi nâng tay phải của mình, một ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên từ trong lòng bàn tay nàng, nhưng sau đó nó lại ngưng tụ thành một cái hỏa cầu mà lơ lửng trên lòng bàn tay, Lam Hiên Vũ cảm thấy tất cả hòa nguyên tố trong phòng đều đã bị Nana hút lấy, ngọn lửa trên ngân văn lam ngân thảo của hắn cũng trở nên yếu đi. Hắn trừng lớn hai mắt, ngơ ngác mà nhìn Nana, Nana lão sư, người, người cũng có hòa nguyên tố. Nana cũng làm ánh mắt quái dị mà nhìn hắn, ban đầu ta rất hoài nghi về huyết mạch của ngươi, ta rất kỳ quái vì sao ta lại có cảm giác rất gần gũi với ngươi. Hiện tại xem ra, suy đoán của ta hẳn là đã chính xác, huyết mạch của chúng ta là giống nhau hoặc là nói huyết mạch của chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau có lẽ hồn kỹ thứ hai của ngươi cũng đã chứng minh điểm này làm hiên vũ ngơ ngác nhìn nàng nana lão sư vậy huyết mạch của ngươi là cái gì a à? nana cười khổ ta không nhớ rõ cái gì ta cũng không thể nhớ ra nổi ngay cả năng lực của bản thân ta là thế nào mà đến ta cũng không biết ta chỉ mơ hồ biết ta có thể dùng những lực lượng gì những năm gần đây lực lượng của ta đang dần dần thức tỉnh nhưng trí nhớ lại vẫn không có khôi phục có điều ta không nghĩ tới là sẽ có một người có cùng huyết mạch như ta có lẽ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cũng là vì huyết mạch trên người ngươi đã hấp dẫn ta vì vậy ta mới cảm thấy ngươi rất thân thiết nếu là như vậy thì ta biết mình nên dạy ngươi thế nào rồi không có ai thích hợp làm lão sư của ngươi hơn ta làm hiên vũ vội vàng gật đầu liên tục sự cường đại của nana lão sư hắn cũng đã thấy rồi nàng cũng có hỏa nguyên tố vậy thì thật tốt quá nana lão sư vậy ta nên làm như thế nào à Lam Hiên Vũ làm một vẻ mặt chờ mong mà hỏi. Nana nói, đồng thời có được thủy nguyên tố cùng hòa nguyên tố cũng không phải chuyện gì xấu. Quan trọng là ngươi nên học sử dụng chúng như thế nào. Không sai, thủy hòa bất dung, hai thứ này tương khắc. Nhưng đi sinh xong với tương khắc cũng không phải là không có tương sinh, thí dụ như vậy. Vừa nói nàng vừa nâng tay trái mà bắn ra một giọt nước tới hòa cầu bên tay phải, lập tức hỏa diễm mãnh liệt trồm lên, nó đã trở lên mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Khi hỏa diễm tràn đầy mà thủy nguyên tố lại yếu kém, như vậy thì thủy nguyên tố sẽ thành thứ cổ vũ cho hỏa diễm. Trái lại, khi thủy nguyên tố đủ mạnh mà hỏa nguyên tố lại yếu hơn thì lúc đó hỏa nguyên tố cũng có thể làm cho thủy nguyên tố sinh ra hơi nước, xuất hiện các loại biến hóa kỳ lạ. Hỏa diễm nhất định là cuồng bạo, mà thủy nguyên tố thì là thay đổi liên tục. Bởi vậy, thủy cùng hỏa cũng không phải hoàn toàn tương khắc, sử dụng thật tốt sẽ sinh ra một ít hiệu quả đặc thù. Lam Hiên Vũ tò mò nói, thế nhưng phải như thế nào mới có thể sử dụng thật tốt đây? nana nghiêm túc nói điều này cần chính người tự đi cảm ngộ người tới đây nàng vừa nói vừa tiến lên một bước một tay ôm lấy vai lam hiên vũ ngân quang lóe lên hai người hư không biến mất lam hiên vũ chỉ cảm thấy một hồi chóng mặt tất cả liền trở nên không giống nhau ngay sau đó rừng luồng gió rét lạnh gió thổi phần phật lên thân thể hắn giật mình phát hiện mình đã ở giữa không chung. trung chung quanh rất đen chỉ có từng điểm tinh quang dưới chân là mảng lớn mây mù cái này nana lão sư làm thế nào mà được làm sao chỉ một cái nháy mắt đã lên tới bầu trời hiên vũ nhìn xem nana vừa nói vừa nâng tay phải trong lòng bàn tay hiện ra một thủy cầu làm hiên vũ vội vàng nhìn chăm chú viên thủy cầu này là màu lam nhạt nhưng nó lại hết sức rõ ràng trong đêm đen như mực này sau đó hắn liền thấy viên thủy cầu bắt đầu xoay tròn rất nhanh bên trong đã xuất hiện một cái vòng xoáy chính xác mà nói thì chính thủy cầu biến thành ánh sáng đấy dưới sự xoay tròn cấp tốc cấp tốc thủy cầu cũng bắt đầu thu nhỏ lại cái này vó lẽ là áp xúc thủy nguyên tố theo tinh thần lực tăng trưởng làm hiên vũ cũng có một ít tâm đắc của mình đối với việc khống chế nguyên tố cho nên hắn cũng có thể nhìn ra nana cố ý làm động tác chậm kia là đang làm cái gì cổ tay nana khẽ run lên viên thủy cầu đang xoay tròn thủy cầu liền lơ lửng trên không trung trong lòng bàn tay nàng lại có một hỏa cầu xuất hiện hỏa cầu cũng bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao Lam Hiên Vũ phát hiện, hướng xoay của cái hỏa cầu này là trái ngược với viên thủy cầu kia, hơn nữa, viên hỏa cầu này cũng không phải ánh sáng mà là có rút lại từ bên trong. Màu sắc của nó rất nhanh liền biến thành màu đỏ sậm từ màu hỏa hồng sắc ban đầu. Sau đó, nhón tay Nana bắn ra, cũng không biết nàng làm như thế nào, nhưng hỏa cầu kia liền cứ như vậy mà bắn thẳng vào trong thủy cầu, cả hai vẫn đều đang xoay tròn với tốc độ cao nên không ai chạm vào ai, thế nhưng khả nguyên tố nóng bỏng tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến thủy nguyên tố, rất nhanh, trong thủy cầu liền xuất hiện một tầng sương mù. Nana na hất tay lên, hỏa cầu cùng thủy cầu liền bay ra ngoài mấy chục thước, sau đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, một đoàn quanh mang hai màu hồng lam bỗng nhiên nổ tung, làm phạm vi 10 mét quanh đó hoàn toàn bị chiếu dọi thành một màu. Hỏa nguyên tố trở nên càng thêm cuồng bạo, đồng thời còn mang theo một loại cảm giác kinh khủng. Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố còn có thể dùng như vậy sao? Lam Hiên Vũ tự hỏi với năng lực khống chế của mình là tuyệt đối không thể làm được việc này. Mấu chốt là hắn đã không nghĩ tới, thì ra sau khi hai loại nguyên tố này kết hợp còn có thể sinh ra hiệu quả như thế. Việc này quả thực đã làm cho người rất chấn kinh rồi. Kết hợp giữa thủy nguyên tố cùng hòa nguyên tố còn sinh ra hiệu quả gấp mấy lần, như vậy là là rất khó, gần giống với việc dung hợp quang nguyên tố với ám nguyên tố. Nhưng nếu có thể làm tốt thì uy lực cũng sẽ là cực lớn cái này không ai có thể dạy ngươi nên làm như thế nào chỉ có thể do chính ngươi dần dần lĩnh ngộ chân lý của hai loại nguyên tố mới có thể kết hợp được chúng không có kỹ xảo gì mấu chốt nằm ở mức độ lĩnh ngộ cùng quen thuộc của từng người nana nghiêm túc nói làm hiền vũ vội vàng gật đầu hắn hiểu được nana là đang điểm tỉnh mình chứ không phải đang dạy một màn vừa rồi với hắn mà nói là rất trọng yếu đấy ngân quang lóe lên hai đạo thân ảnh lại hư không tiêu thất mà ngay một khắc sau khi bọn hắn biến mất một tầng sóng năng lượng đảo qua Trần đã đứng trên đất bằng làm hiền vũ phát hiện bọn hắn đã trở lại phòng tu luyện rồi đương nhiên hắn vẫn không biết làm sao nana làm được nana lão sư đây là khống chế không gian nguyên tố sao làm hiền vũ tò mò hỏi ừ um. nana khẽ gật đầu nếu huyết mạch của ngươi thật sự cùng loại với ta thì sau này mỗi khi ngươi có thêm một cái hồn hoàn rất có thể sẽ nhiều thêm một loại nguyên tố sớm muộn gì cũng sẽ có được không gian nguyên tố thôi làm hiền vũ giật mình mà nhìn nàng a Nana lão sư, vậy người có thể khống chế bao nhiêu loại nguyên tố A? À? Nana mỉm cười, tay phải nàng vẽ lên một đường vòng cũng trước người, nguyên một đám nguyên tố cầu xuất hiện ngay sau đó. Thứ Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất tất nhiên sẽ là viên cầu màu lam kia, vì nó đại biểu cho thủy nguyên tố. Mà bên cạnh nó là cầu màu đỏ, đại biểu cho hỏa nguyên tố, còn có một viên cầu màu xanh, cái kia đại biểu phong nguyên tố, màu vàng. Có lẽ đại biểu cho thổ nguyên tố đi, cầu màu bạc cầu thật đẹp a à, khí tức của nó khá giống khi truyền tống cùng lúc trước truyền tống hẳn là không gian nguyên tố còn có cầu màu vàng kim đó là quang nguyên tố tràn đầy khí tức ấm áp cùng thần thánh cuối cùng là cầu tím hẳn là loại ám nguyên tố rất hiếm thấy thủy hỏa phong thổ không gian quang minh hắc ám thật là lợi hại vậy mà nana lão sư có thể khống chế thất trùng nguyên tố sao một màn này quả thực đã làm cho lam hiên vũ khó có thể tin Giờ hắn mới hiểu được mình và Nana lão sư chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Chương 145 Lam Hiên Vũ vô thức mà muốn hỏi Nana, lực lượng của người có thể phá hủy chiến hạm hay không. Nhưng mà lời chưa kịp ra tới miệng hắn đã đột nhiên nhớ tới ước định của mình và Đường Nhạc, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Không thể làm bại lộ chuyện của Đường Nhạc, đó là việc hắn đã đáp ứng người ta. Nana cho là hắn đang giật mình, mỉm cười nói, nếu huyết mạch của ngươi thật sự có thể biến hóa theo tình huống hiện tại thì tương lai ngươi cũng vẫn có thể mà việc bây giờ ngươi phải làm chính là khống chế thuần thục những nguyên tố ngươi đang có chính thức đi cảm ngộ tran lý của chúng những việc này đều phải do chính người tự làm ta cũng không dạy được ngươi bởi vì cảm ngộ của mỗi chúng ta cũng không hoàn toàn giống nhau nếu tất cả mọi thứ ngươi đều luyện tập theo phương pháp ta dạy bảo như vậy thì vĩnh viễn ngươi cũng chỉ sẽ theo sau cước bộ của ta mà không thể vượt qua ta làm hiên vũ nghe câu hiểu câu không mà gật gật đầu, hồn hoàn thứ hai này của hắn là khống chế hỏa nguyên tố khống chế, hiện tại xem ra có lẽ không phải là chuyện gì xấu đây. Nana lão sư, vậy bây giờ người có thể tự do khống chế thất trùng nguyên tố, hơn nữa còn khiến chúng làm bất cứ thứ gì sao? Làm hiên vũ hỏi, hẳn là là cũng được. Nana thu hồi lại bảy nguyên tố cầu cảm ngộ nguyên tố phải, do chính ngươi đi cảm thụ. Thừa dịp hai ngày này ngươi còn ở đây, ta dạy ngươi một ít kỹ xảo về nguyên tố sứ, chúng sẽ có trợ giúp đối với ngươi còn có bộ pháp lần trước, trong đó vẫn còn có điểm cần tiến thêm, ta cũng tiện dây cho ngươi luôn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau nghi nghe nàng muốn dạy mình thêm, tuy Lam Hiên Vũ vẫn có cao hứng, nhưng trong nội tâm hắn cũng đang tràn đầy không muốn, căn bản hắn cũng không có cách nào ở đây lâu, rất nhanh sẽ phải trở về. Nana lão sư, lúc nào người mới có thể tới Thiên La Tinh tiếp tục dạy ta a? À, ta thật là nhớ lúc trước ở cùng một chỗ. Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt sáng ngời mà lắc lắc tay Nana, nana than nhẹ một tiếng tạm thời ta vẫn không thể rời khỏi đây ta đáp ứng chuyện của người khác thì nhất định phải làm được có điều người cùng bạn của ngươi có thể triệu hoán thiên thu lúc cần thiết có thể thông qua triệu hoán nàng để liên hệ với ta có vấn đề gì ta sẽ giúp đỡ ngươi giải đáp a à, đúng rồi nana lão sư đống thiên thu muốn khảo thí sử lai khác học viện có phải rất khó không làm hiền vũ hỏi nana lắc đầu ta cũng không biết ta không biết về nơi đó lắm nhưng ta cảm thấy hẳn là nàng có thể thi đậu nàng học rất cố gắng hơn nữa lại vô cùng có thiên phú nàng cũng đã dần cảm ngộ được chân lý của băng nguyên tố nếu thật đúng là động thủ thì dù ngươi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng cho nên ngươi càng phải cố gắng thêm nữa mới được làm hiên vũ có chút không phục mà nói đó là vì hồn lực của chúng ta cách xa nhau nếu đẳng cấp hồn lực bằng nhau nhất định ta sẽ có thể thắng đấy nana mỉm cười hồn lực cũng không phải tuyệt đối mỗi người đều có thiên phú của riêng mình thiên phú của ngươi rất tốt nàng cũng không kém thực ra khi nàng giao thủ với người nàng đã giữ lại không ít thực lực chính là sợ thật sự đả thương tới ngươi lam hiên vũ thẻ lưỡi nana lão sư chúng ta học thôi nana bật cười được rồi vài ngày sau đó lam hiên vũ vẫn không có nhìn thấy đống thiên thu có vẻ như nàng đã giận thật mà thực sự là lam hiên vũ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì mỗi ngày hắn đều theo sát nana mà học tập như đói khát vậy chính như lam hiên vũ đã cho rằng như vậy những thứ nana dạy bảo đối với hắn đúng là hữu hiệu nhất tuy quý hồng bân tuyệt đối là một vị lão sư tốt nhưng về phần lý giải nguyên tố thì còn lâu hắn mới có thể so với nana hơn nữa có vẻ những chỉ điểm của nana rất phù hợp với lam hiên vũ mới chỉ học tập vài ngày cũng đã cho hắn những ích lợi không nhỏ thời gian đẹp luôn trôi qua rất nhanh thời gian phải quay về cũng đã đến thật sự là hiện tại lam hiên vũ rất muốn ngày nghỉ của mình có thể dài như những học viên khác có thể cho hắn thêm thời gian được ở một chỗ với nana lúc sắp chia tay nana tự mình tiễn gia đình hắn tới trung tâm du hành vũ trụ Lam Hiên Vũ ôm Nana, vành mắt hồng hồng, "Nana lão sư, bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại a?" À, Nana mỉm cười, "Ta là không thể rời khỏi đây một cách dễ dàng. Đợi ngươi có thời gian thì tới xem ta nha, hoặc là đợi về sau, khi ngươi đã đủ cường đại rồi." Lam Hiên Vũ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ dạ ý của Nana a, à, hắn vô thức mà nói một cách chắc chắn, "Nhất định ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ đấy." Nana nói, "Vậy trước tiên ngươi phải cố gắng thi đậu Sử Lai Khắc học viện a, à, như vậy là ngươi có thể đi học cùng Thiên Thu rồi." lam hiên vũ đỏ mặt lên ta vẫn còn chưa có gặp nàng cũng không biết lần sau triệu hoán nàng còn chịu tới nữa hay không nana lão sư người giúp ta lại nói xin lỗi với nàng nha ngày đó là ta không đúng nana mỉm cười nam tử hắn đại trượng phu dũng cảm gánh chịu là chuyện tốt tốt rồi thời gian của các ngươi sắp đến rồi đi đi thôi vâng lão sư gặp lại lam hiên vũ nhảy dựng lên mà hôn lên má nana một cái lúc này hắn mới quay về mà đi tới hướng trung tâm du hành vũ trụ cùng cha mẹ Đưa mắt nhìn gia đình hắn rời đi, Nana vẫn đứng yên ở nơi đó thật lâu, trong nội tâm nàng sao có thể cam lòng để Lam Hiên Vũ rời đi đây? Sau khi phát hiện huyết mạch của Lam Hiên Vũ đúng là gần như huyết mạch của nàng, có vẻ như loại cảm giác thân thiết này lại càng thêm mãnh liệt hơn. Thế nhưng nàng vẫn không thể đến bên cạnh hắn. Trên thực tế, nếu không phải vì nàng muốn để cho hắn có một cuộc sống yên tĩnh, thì ai có thể hạn chế được nàng đây? Một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến bên người Nana, nói khẽ, "Đi thôi." "Ừm." Nana nhẹ gật đầu đi tới bên người nàng đấy, chính là Vân Diễm. Bây giờ Vân Diễm cũng đã kết hôn rồi, giờ đây nàng đã càng nhiều thêm vài phần bộ dạng thủy mị. Nhìn tử tử với mãi tóc bạc xóa sóng bên cạnh này, trong nội tâm Vân Diễm không khỏi có chút ghen ghét. Nàng quen biết Nana đã 10 năm rồi, 10 năm, chính mình từ một cô gái trẻ trung mới ra đời dần lớn lên, đi vào cung điện của hôn nhân, giờ đây đã có thể thấy rõ dấu vết thời gian lưu lại trên người mình, Thế nhưng 10 năm qua đi, nhưng vị trước mắt này thì sao, dường như thời gian cũng không hề để lại chút dấu vết nào trên người nàng. Nàng thật sự sẽ không già sao? Chẳng lẽ hơn 1.000 năm đóng băng kia cũng đã đóng băng tuổi của nàng luôn rồi hay sao? Chính vì những tình huống này mà không biết bao nhiêu nhà khoa học của viện nghiên cứu đã muốn xâm nhập nghiên cứu nàng. Thế nhưng căn bản là không ai làm được. Từng người chiến thần điện tới bức bách nàng rồi lại từng người không công mà về, một cường giả sâu không lường được lại nguyện ý tuân thủ quy củ, như vậy thì còn ai dám bức bách quá nặng. Ai cũng không biết lực phá hoại của nàng có thể đạt đến trình độ như thế nào. Trong hệ thống đánh giá nội bộ nàng đã bị coi là một tồn tại cực độ nguy hiểm. Nếu không phải 10 năm vừa rồi nàng luôn không chủ động ra tay, cũng một mực bình tĩnh an ổn, thì chỉ sợ phía trên đã sớm mời cường gia đình cấp đến xử trí nàng. Phía trên lại tới hỏi, có thể kiểm tra thể chắc ngươi một lần nữa hay không Vân Diễm mang vẻ mặt trở mong, mà nhìn Nana, Nana lạnh nhạt nói, không phải đã đã làm rất nhiều lần rồi sao? Có kết quả gì đâu chứ? Vân diễn nói, lần này không giống vậy. Lần này bọn hắn muốn mời ngươi tới đấu Latin, đi khảo thí vào sử lai like khác học viện. Chỉ nơi đó mới có khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất liên bang. Tình huống của ngươi rất đặc thù, nên phía liên bang đã tiến hành liên thông với sử lai like khác học viện, bên phía học viện cũng đã đáp ứng. Nghe được mấy chữ sử lai like khác học viện, Nana không khỏi mà nhíu nhíu mày, nàng lắc đầu nói, ta không đi, ta chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh, không nên quấy rầy ta. Nói xong câu đó, sắc mặt của nàng đã chuyển sang lạnh lẽo, quay người mà đi. Nhìn bóng lưng Nana rời đi, Vân Diễm không khỏi thầm than một tiếng. Thực ra liên bang đã rất buông lỏng đối với Nana Kỳ, coi nàng ở một rằng cấp nguy hiểm, thì quả thực phải tiến thêm một bước trông giữ cùng hạn chế mới đúng. Nhưng liên bang không có làm vậy, chỉ đơn giản là để tuy nàng ở chỗ này làm một gã lão sư. Chương 146 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio, chứ lúc ban đầu nana đột ngột ra tay ở thiên la tinh vì bảo hộ lam hiên vũ cùng nam Trừng thì cũng không còn động thủ dễ dàng như vậy nên dù chiến thần điện tới bức bách nàng nàng cũng chỉ là đánh trả theo thế giận làm chiến thần điện cho ra một cái đánh giá là sâu không lường được sau khi nghiên cứu thì bên trên đã quyết định là quan sát trường kỳ quan sát không thể nghi ngờ nọn hắn cũng không cảm nhận được ác ý từ trên người nàng nàng đến từ trong băng tuyết vạn năm lại chỉ muốn muốn bình tĩnh mà sinh hoạt trên người có điểm kỳ lạ nhưng vẫn tuân theo quy củ liên bang là pháp trị nhưng cũng tôn trọng tự do dân chủ tại mấy năm trước khi nana đã có thân phận công dân tạm thời thì không còn ai có thể cùng biện pháp cưỡng chế nếu nàng không phạm tội đương nhiên cũng không phải không thể sử dụng một ít thủ đoạn chẳng qua là trước mắt liên bang còn không có ý nghĩ này nhưng điều vân diễm không biết đánh giá mà chiến thần điện giao cho liên bang có một ghi chép là có độ hoài nghi rất lớn nàng đã đột phá cực hạn của nhân loại đột phá cực hạn của nhân loại là có ý gì đột phá cực hạn là thần cách thần cấp cường giả là đỉnh phong cường giả mới bắt đầu xuất hiện sau khi đấu la tinh hoàn thành thăng cấp số lượng cụ thể có bao nhiêu có lẽ chỉ những nhân vật cao tầng của liên bang mới rõ ràng cho nên liên bang mới có ý muốn mời nàng tới đấu la tinh tiến hành khảo thí nhưng lúc này lại bị nana cự tuyệt gia đình lam hiên vũ bước lên chuyến tàu về nana cũng quay trở về học viện khi nàng trở lại văn phòng đống thiên thu đã ở chỗ này đợi nàng rồi mấy năm qua đống thiên thu vẫn luôn một mực đi theo học với nàng bọn hắn đi rồi như thế nào đây hết giận chưa Nana mỉm cười mà nhìn đệ tử đắc ý của mình. Đống thiên thu chu miệng, hừ một tiếng, chẳng muốn tức giận với hắn, dù sao hắn cũng chẳng phải người tốt, không rõ vì sao người lại thích hắn như vậy. Nana bật cười, còn nói không tức giận. Có điều, hiện tại cũng không phải lúc để tức giận người phải chuẩn bị, cho khỏa hạch tiếp theo thật tốt đi. Muốn thi đậu sử lai like khác học viện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vâng, đống thiên thu gật đầu nàng đột nhiên nói nana lão sư nếu như ta tới sử lai khắc học viện rồi người còn có thể đi theo ta nữa không người có muốn đi sử lai khắc học viện làm lão sư hay không a à? nana sửng sốt một lát nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu ta không đi ta đã thành thói quen với cuộc sống ở nơi này nên cũng không dễ dàng rời đi người có vấn đề gì trên việc tu luyện có thể tới hỏi ta bất cứ lúc nào hiện tại kỹ thuật thông tin cũng đã phát đạt đó cũng không phải vấn đề gì Đống thiên thu khẽ cắn môi, thế nhưng nếu như người không ở bên cạnh ta, có phải thuật triệu hoán của bọn hắn sẽ không thể triệu hoán ta tới không? Trong mắt Nana chợt toát ra vài phần kinh ngạc, nàng đột nhiên bật cười nói, thiên thu, có phải người thích hiền vũ rồi hay không hả? Hai mắt đống thiên thu lập tức trợn tròn, không có, ai thích tên kia chứ? Ta ghét hắn còn chưa kịp đây. Tuyệt đối ta sẽ không thích hắn, người cũng đừng nghĩ lung tung. Ta chỉ là, chỉ là, Nana mỉm cười lắc đầu, không việc gì đâu, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề Triệu Hoán này. Vừa nói xong, nàng giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, một đạo ngân quang lập tức nổi lên rồi bay về phía Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu đưa tay tiếp nhận, đó là một vật hình bầu dục màu bạc, bề ngoài có chút giống vỏ sò, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Trên vật màu bạc này có từng đường vân tinh xảo, bản thân nó tản ra từng vầng sáng nhu hòa, trong vầng sáng là hào quang bảy màu như ẩn như hiện, cực kỳ xinh đẹp. "Lão sư, đây là cái gì a?" À? Đống Thiên Thu tò mò hỏi. Nana nói, cái này là một khối lân phiến. Người cất kỹ nó đi, trên nó có khí tức của ta cùng năng lượng chấn động ta đã bảo tồn, có định vị không gian giống với chính bản thân ta. Nói cách khác, nếu bọn hiên vũ lại triệu hoán ngươi thì sẽ cảm giác được sự hiện hữu của nó. Ta đã cố hóa nguyên tố chi lực trên nó, nên bọn hắn có thể dùng cái này để định vị, triệu hoán ngươi. Cố hóa nguyên tố chi lực, Đống thiên thu có chút mờ mịt, nàng còn chưa từng nghe nói qua loại tình huống này, càng không biết đây là năng lực cường đại cỡ nào. Nana mỉm cười nói, người không cần phải nghĩ quá nhiều, chỉ cần mang nó bên người là được rồi, có thể đem coi như một chiếc đá vòng cổ mà đeo. Đây là quả lão sư cho ngươi. Cảm ơn lão sư. Đống thiên thu ngọt ngọt cười vậy ta đi trước, đi chuẩn bị. Nói xong, nàng liền sôi nổi mà ra khỏi phòng Nana. Nhìn bóng lưng nàng ly khai, Nana không khỏi có chút bật cười, nàng vô thức mà giơ tay sờ lên ngực mình từ trong quần áo lấy ra một cái vòng cổ màu vàng trên vòng cổ này là một vật mảnh hình thoi phía trên mơ hồ có sức sống tản ra vầng sáng vàng nhàn nhạt, nhạt sợi dây chuyền này tồn tại ở một không gian chỉ nàng mới có thể cảm nhận được sau khi thoát khỏi đông lạnh không lâu nàng đã cảm nhận được sự tồn tại của nó trong một lần ngần người đem nó triệu hoán đến bên mình rồi cũng đeo trên cổ nàng cảm thấy sợi dây chuyền này cực trọng yếu đối với mình thế nhưng mỗi khi nàng chạm đến nó muốn nhớ lại những hồi ức liên quan tới nó đầu nàng lại đau muốn nứt thậm chí trong nội tâm còn mang vài phần sợ hãi rất kháng cự phần nhớ lại này cho nên lúc này nàng cũng không miễn cưỡng bản thân mình chẳng qua mỗi lần thấy sợi dây chuyền này nàng luôn có một loại cảm giác rất đặc thù cái mặt dây chuyền này hẳn cũng là một khối lân phiến cùng một loại với cái mình đưa cho đống thiên thu chẳng qua lân phiến màu bà kia là thuộc về mình vậy cái lân phiến màu vàng này là thuộc về ai đây tội ác chi thành cái gì thất thủ làm sao có thể thất thủ một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh, thêm 5 chiếc trình sát hạm cấp sao băng, hủy diệt một chiếc phi thuyền vũ trụ dân dụng hẳn là vài phút đồng hồ mới đúng chứ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh âm cuồng nộ vang lên từ nơi trung tâm tội ác chi thành. Chúng ta cũng không rõ tình huống cụ thể lắm. Tin tức cuối cùng truyền về là Long, có vẻ bên kia kinh hô là Kim Sắc Long, sau đó liền không còn tin tức truyền về rồi. Tất cả chiến hạm đều đã mất liên hệ, hẳn là toàn quân bị diệt rồi. Chúng ta đang hoài nghi bên cạnh chiếc phi thuyền vũ trụ đó có hạm đội bảo hộ, đánh rắm. Một chiếc phi thuyền dân dụng có chiến hạm bảo hộ. Ngươi cho ta là người ngu sao? Đi tra rõ cho ta, lập tức đi nghe ngóng xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không tra được thì ngươi cũng không cần trở về. Ngươi có biết lần này chúng ta thu của người ta bao nhiêu tiền, chính là vì cái mạng của nhà công tử. Hiện tại thì hay rồi, tiền mất tật mang. Tất cả số chiến hạm đó ngươi có biết bao nhiêu tiền hay không hả? Phế vật, đều là phế vật. Phi thuyền vũ trụ vững vàng mà phi hành, lần này không còn gặp phải việc ngoài ý muốn gì nữa rồi. Mấy ngày sau, phi thuyền vững vàng mà đáp xuống trung tâm du hành vũ trụ Thiên La Tinh. Lam Hiên Vũ về đến nhà, trừ việc có chút nhớ Nana thì tâm tình của hắn cũng có thể coi như cao hứng bừng bừng. Hắn đã hoàn thành đột phá, trở thành một vị đại hồn sư chính thức, hơn nữa, hai loại Lam ngân thảo cũng đều tiến hóa rồi. Tuy bản thân huyết mạch hạn chế tốc độ tăng hồn lực của hắn, nhưng có huyết mạch chi lực này, tồn tại cũng làm cho thực lực của hắn vượt xa hồn sư đồng cấp, mang cho hắn nhiều thứ hơn. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngươi lại phải quay về học viện rồi. Học viện các ngươi cũng thiệt là quá khổ đi, không thể cho người ta thêm được chút thời gian nghỉ ngơi. Nam Trừng phàn nàn. làm Tiểu ôm lấy vai thê tử mà nói, con của chúng cũng sắp dương cánh bay cao rồi. Thực đúng là cách dạy học của lớp thiếu niên năng động không giống bình thường. Ở thời điểm này, chúng ta phải ủng hộ hắn mới phải. Nhưng Hiên Vũ A, à, có chuyện nhất định ba phải nhắc nhở ngươi một lát. Làm Hiên Vũ mở to mắt mà nhìn về phía Lam Tiêu, ba cứ nói đi. Chương 147 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Lam Tiêu nghiêm túc nói, ngươi nhớ kỹ, cho dù phải đối mặt với tình huống như thế nào cũng không thể xúc động. Lần này ngươi quá vọng động rồi, rõ ràng chưa từng lái chiến cơ không gian chính thức, vậy mà dám trực tiếp đi điều khiển, ngươi có biết việc này nguy hiểm tới mức nào không? Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì không hay thì ngươi để ba mẹ phải làm sao bây giờ, cho nên về sau ngươi nhất định không thể lỗ mãng gặp việc gì phải nghĩ lại mà làm sau lấy an toàn bản thân làm trọng tương lai nhất định ngươi còn phải gặp những nguy hiểm khác ngươi phải nghĩ ba mẹ còn đang chờ ngươi bình an trở về đây rõ chứ lam hiền vũ nhìn vào mắt lam tiêu hắn dùng sức mà gật đầu ba con hiểu người yên tâm đi về sau nhất định con sẽ không xúc động như vậy nữa con cũng sẽ học tập tốt cho mình mau chóng trở nên cường đại sớm ngày trở thành một vị cường giả có thể bảo hộ ba mẹ Lam Tiêu Mỉm cười xoa xoa đầu hắn, "Ba biết, vì ngươi muốn bảo hộ chúng ta mới lao ra như vậy. Còn nữa, lần sau không cho phép ngươi nói dối, nếu không phải việc lần này, quá lớn chỉ sợ chúng ta đã bị tên tiểu tử nhà ngươi lừa luôn rồi." Lam Hiên Vũ có chút lúng túng gãi đầu, vẫn là do hắn quá nhỏ tuổi nên cân nhắc không chu toàn, nhưng chính hắn cũng không hối hận, thậm chí cũng không cảm thấy nghĩ mà sợ như cha mẹ nói. Nghe con không sợ cọp, lúc này thì thứ nhiều nhất trong lòng hắn là hưng phấn, hưng phấn vì được điều khiển chiến cơ không gian nếu không phải sau đó hắn thấy tận mắt cái thực lực cá nhân khủng bố kia của nhà công tử chỉ sợ sự hưng phấn của hắn còn có thể cường liệt hơn nữa hiện tại hắn đã có chút hoài nghi về lựa chọn của mình đến tột cùng là hướng về phía hồn sư phát triển tốt hơn hay trở thành quan chỉ huy chiến hạm tốt hơn cái nào mới cường đại hơn đây về vấn đề này hắn quyết định đi tìm hai vị lão sư hỏi cho thật rõ vì nếu không làm rõ được cái nghi vấn này hắn sẽ mất đi phương hướng mà một khi đã không có một phương hướng cố định thì hắn còn cố gắng tu luyện học tập thế nào được đây ở nhà nghỉ ngơi một ngày lại củng cố tu vi một chút sau đó lam hiên vũ liền quay trở về học viện mấy năm này hắn đã thành thói quen với việc huấn luyện cường độ cao đột nhiên nghỉ ngơi dài như vậy nếu không phải quãng thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì hắn thật là có chút không quen đây quý lão sư ta có một chút nghi vấn muốn hỏi ngài ta có thể nói chuyện với ngài một chút chứ giữa trưa lam hiên vũ liền tìm tới quý hồng bân đối với vị đại ma vương này thì những đệ tử khác đều trốn tránh không kịp nhưng lam hiên vũ lại rất thân thiết với vị quý lão sư này quý hồng bân dạy nghiêm khắc giảng giải cũng rất chi tiết và chăm chú hơn nữa tri thức của hắn khá toàn diện đã cho lam hiên vũ được ích lợi không nhỏ ít nhất thì hiện tại hắn cũng đã rõ cái gì là đấu khải muốn trở thành một gã đấu khải sư cần phải làm những gì hắn còn học được rất tri thức cao thâm về phương diện võ hồn ngay cả phương diện hồn thú kỳ viễn cổ vị quý lão sư này cũng có những nghiên cứu khác với cha hắn Thứ Lam Tiêu nghiên cứu chính là những hồn thú cổ nhưng vẫn phổ biến, mà thứ Quý Hồng Bân nghiên cứu lại là những hồn thú cường đại của thời viễn cổ, nhất là những hồn thú có thể ở cùng một chỗ với nhân loại. A, à, chuyện gì? Quý Hồng Bân nghi ngờ hỏi đúng rồi, hồn lực của ngươi đã có dấu hiệu đột phá chưa? Lam Hiên vũ mỉm cười, quý lão sư, ta đang muốn nói với ngài đây, ta đã đột phá đến song hoàn rồi. Hơn nữa, không biết vì cái gì nhưng hồn hoàn của ta có vẻ đã sinh ra biến dị, tất cả đều biến thành trăm năm rồi. Hả? Quý Hồng Bân kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ, trăm năm. Ta nhớ ngươi đã nói, chính ngươi cũng không rõ hồn linh của mình là cái gì mà. Về vấn đề hồn linh, thân là lão sư thì sao Quý Hồng Bân có thể không hỏi Lam Hiên Vũ chứ? Nhưng Lam Hiên Vũ chỉ có thể nói cho hắn biết, đó là một cái hồn linh phụ thân mang về, là một loại thực vật, còn cụ thể là cái gì thì chính hắn cũng không rõ lắm, nhưng hẳn là không phải rất mạnh. Bởi vì hồn hoàn đầu tiên của hắn là 10 năm nên Quý Hồng Bân cũng không có hỏi nhiều vì gia đình bình thường mua sắm hồn linh sẽ đều là giật gấu vá vai ở phương diện kinh tế. Nhưng lúc này vừa nghe Lam Hiên Vũ nói như vậy, lòng hiếu kỳ của Quý Hồng Bân lập tức nổi lên. Lam Hiên Vũ vừa động ý nghĩ, phóng xuất ra ngân văn Lam Ngân Thảo, hai cái hồn hoàn màu vàng cũng bay từ dưới chân lên ngay sau đó. Vốn dĩ Quý Hồng Bân đã có chút thất vọng về hắn, dù sao thì tốc độ tăng trưởng hồn lực của hắn thật sự là quá chậm. Nhưng giờ khắc này, khi Lam Hiên Vũ phóng xuất võ hồn lại làm vị quý lão sư này chấn động, hai cái hồn hoàn trăm năm chưa nhắc tới, mấu chốt là Ngân Văn Lam Ngân Thảo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thoạt nhìn, Ngân Văn Lam Ngân Thảo đã là tướng mạo đại biến, không còn là bộ dáng yếu ớt ban đầu, đây quả thực là biến hóa cực lớn. Trong hiểu biết của Quý Hồng Bân về võ hồn thì loại biến hóa tới trình độ này, chỉ có thể là do võ hồn biến dị. Điều này cũng làm cho hắn không còn truy vấn Lam Hiền Vũ về vấn đề hồn linh nữa rồi, bởi vì bản thân võ hồn biến dị có thể dẫn đến hồn hoàn biến dị theo, do đó trở nên càng cường đại hơn không hề nghi ngờ chỉ từ bề ngoài đã có thể nhìn ra cây ngân văn lam ngân thảo này của lam hiên vũ là đang tiến hóa theo chiều hướng tốt đã như vậy thì quý hồng bân sao có thể không kinh hỉ đây hồn kỹ là cái gì phóng xuất ra cho ta xem một chút ánh mắt quý hồng bân sáng lên vội vàng nói hồn hoàn thứ hai của lam hiên vũ chợt lóe sáng một ngọn lửa bùng lên dưới khống chế của hắn nó dần ngưng tụ thành một cái hỏa cầu nhỏ mà lơ lửng trước mặt quý hồng bân thấy hỏa diễm quý hồng bân lập tức ngây ngẩn cả người thầy trò đã ba năm tất nhiên nắm đã quá quen thuộc với võ hồn của lam hiên vũ hồn kỹ đầu tiên rõ ràng là khống chế thủy nguyên tố làm sao bây giờ lại tới hỏa nguyên tố đây là cái tình huống gì vậy phải biết rằng đối với hồn sư bình thường thì thủy hỏa là không thể đồng thời xuất hiện nếu đồng thời xuất hiện thì đó chính là một tồn tại cùng loại với song sinh võ hồn tồn tại so ra hơi kém song sinh võ hồn nhưng cũng cường đại hơn một võ hồn rất nhiều nhưng tình huống này của Lam Hiên Vũ lại càng đặc thù hơn nữa, bản thân hắn đã là song sinh võ hồn rồi, giờ lại thêm một loại hòa nguyên tố, tình huống này là như thế nào? Kiến thức của Quý Hồng Bân tất nhiên sẽ lớn hơn Lam Hiên Vũ rất nhiều, lập tức hắn liền ý thức được rất nhiều tình huống. Khá lắm, nước lửa đồng nguyên. Thì ra hồn kỹ thứ hai là khống chế hỏa nguyên tố, cái biến dị này cũng thật lợi hại, Quý Hồng Bân mang vẻ mặt hưng phấn mà đi quanh người Lam Hiên Vũ ba vòng, trong lúc nhất thời, tất cả thất vọng trong lòng hắn đều đã biến mất, thay vào đó chính là phấn khởi mãnh liệt. "Lão sư, thủy cùng hỏa tương khắc, hai thứ này ở cùng một chỗ liệu có phải không tốt hay không?" Lam Hiên Vũ hỏi dò. Hắn muốn nhìn một chút, xem cách nhìn nhận của quý lão sư đối với phương diện này là như thế nào đây. Quý Hồng Bân tức giận nói, "Hồ đồ, ai nói tương khắc là sẽ nhất định không tốt? Đôi khi tương khắc còn tốt hơn tương sinh." Ngươi nghĩ thử xem, sau khi hai loại nguyên tố tương khắc trải qua xử lý đặc thù, thì va chạm sẽ sinh ra cái gì? Sẽ sinh ra phản ứng cực mạnh. Mà loại phản ứng này sẽ hóa thành luồng năng lượng cực lớn. Đó cũng không phải là một thêm một bằng hai, mà lớn hơn hai rất nhiều, rất có thể nó sẽ còn tăng theo cấp số nhân. Ta đã từng thấy qua hai vị hồn sư, bọn hắn khống chế nguyên tố tương khắc nhưng lại có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, bộc phát ra lực công kích cực kỳ khủng bố, mà bản thân ngươi lại đã có được hai loại nguyên tố này, đây quả thực là được trời ưu ái. Cái này cứ tu luyện là tốt rồi, tăng lực khống chế tới một cường độ nhất định là, ngươi sẽ có thể dùng võ hồn dung hợp kỹ một cách thường xuyên. Quý Hồng bân càng nói càng hưng phấn, toàn thân hắn đã trở nên phấn khởi, thậm chí có chút hoa trần múa tay rồi. Lam Hiên Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này. Về cơ bản thì cách giải thích của Quý lão sư cùng Na Na lão sư là giống nhau. Hơn nữa, cách Nana lão sư làm là biểu diễn trực tiếp cho hắn thấy hai loại nguyên tố này, và chạm sẽ sinh ra lực bộc phát như thế nào. Chương 148 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Tốt, thật sự là rất tốt. Ta không có nhìn lầm ngươi. Tiểu tử này, cuối cùng cũng mang cho ta một ít vui mừng. Ha 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 ha. Thật tốt quá, trong khoảng thời gian tới ngươi cũng đừng có đi tới chỗ ngân thiên phàm, ta sẽ dạy ngươi khống chế hỏa nguyên tố, sau đó lại cho ngươi mau chóng quen thuộc hai loại này hỗ trợ lẫn nhau, quen với quan hệ tương sinh tương khắc này. Làm gì đây hả? Mới trở về liền cướp người, ngươi còn xấu hổ hay không hả lão quý? Đúng lúc này, một giọng nói quái gở vang lên. Làm hiên vũ không cần nhìn cũng biết là ai tới, hắn vội vàng quay người hành lễ, ngân lão sư, Ngân Thiên Phàm mang vẻ mặt oán giận mà bước tới, cũng không thèm để ý tới Lam Hiên Vũ, đi thẳng tới trước mặt Quý Hồng Bân, cái bụng phình kia của hắn đã sắp đụng lên người Quý Hồng Bân, ngươi là cái kiểu gì đây? Hiên Vũ mới vừa về ngươi liền cướp người, ngươi cứ như vậy đấy sao? Trước kia chúng ta đã nói như thế nào? Quý Hồng Bân tức giận nói, đồ đần, ngươi nhìn không thấy sao? Hồn kỹ thứ hai của Hiên Vũ là hỏa nguyên tố, nước lửa đồng nguyên, cái này có nghĩa là gì ngươi còn không hiểu nữa à? Ngươi ngu thật hay giả ngu vậy? cơ hội hiếm thấy thế này còn không nhìn ra nữa sao? Thực ra Ngân Thiên Phàm vừa mới ở phía xa cũng đã thấy, tất nhiên hắn cũng biết rõ vì sao Quý Hồng Bân lại hưng phấn như vậy. Thế nhưng phương hướng hắn muốn cho Lam Hiên Vũ phát triển lại không giống với Quý Hồng Bân, nên tất nhiên sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Lâm trận mới mai gươm cũng không còn kịp rồi, hắn mới 20 cấp, làm sao có thể cạnh tranh với một đám đệ tử 30 cấp đây? Còn có vài ngày nữa sẽ tới lúc khảo nghiệm sơ bộ, sau đó chính là tuyển chọn toàn thiên La Tinh, trong thời gian ngắn như vậy thì ngươi có thể dạy hắn cái gì ngân thiên phàm tức giận nói lâm trận mới mài gươm không vui cũng quang có thể học một chút sẽ tốt một chút hơn nữa trong quá trình chọn rút hắn cũng sẽ không ngừng ứng dụng hồn kỹ cũng nên định ra phương hướng tu luyện cho hắn hắn có thể nâng cao chính mình trong thực chiến cái này ngươi không rõ sao quý hồng bân một chút cũng không nhường hai người cứ như vậy mà trừng mắt với đối phương Lam Hiên Vũ ngoan ngoãn đứng ở một bên, hắn đã sớm thành thói quen với việc hai vị này lão sư này cái lộn, bởi vì quá thường gặp. Ở thời điểm này, khuyên can chính là tìm mắng, đợi hai cái vị này cãi nhau không sai biệt lắm, thì tự bọn hắn sẽ tìm được một cái ước số chung lớn nhất, sau đó sẽ tự thỏa hiệp. Cho nên, hắn chỉ cần ở một bên chờ là tốt rồi. Ngân Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, nói, những thứ này của ngươi đều là phán đoán, mà những thứ hiên vũ học được từ ta đã có thể dùng, ta hoàn toàn có thể khẳng định, hiện tại hắn đã có năng lực thi đậu vào hệ chỉ huy giữa các hành tinh. Mà ngươi có thể bảo chứng hắn sẽ có thể thi đậu vào hệ đấu khảo sao? Lý Hồng Bân cả giận nói, nói bậy, ngươi cam đoan như thế nào? Ngân Thiên Phàm cười hắc hắc, cho ngươi xem một chút. Hắn vừa nói vừa nâng tay trái, đem hồn địa thông tin của mình lên rồi nhấn vài cái, lập tức một đạo trùm sáng phóng trên không trung. Kỹ thuật mắt trần ba chiều. Phương diện kỹ thuật này đã được ứng dụng vô cùng phổ biến ở liên bang giữa không gian đen kịt một chiến cơ không gian đột nhiên lao ra, mà ở phía xa kia là một đám cơ giáp lớn đang rằng co, chính là hình ảnh lần đầu tiên Lam Hiên Vũ điều khiển chiến cơ không gian tham chiến. Chiến cơ không gian không ngừng cải biến tư thế, né tránh xông kích của đối phương một cách tinh chuẩn vô cùng, hơn nữa còn phá hủy hai đài cơ giáp rất nhanh gọn. Hình ảnh đến đây liền dừng, cũng không có đoạn Lam Hiên Vũ bị tinh tế bộ sát võng khống chế được quý hồng bân nhìn xong những hình ảnh này thì không khỏi giật mình đứng lên hắn quay đầu nhìn về phía lam hiên vũ đó là ngươi ngân thiên phàm cho hắn xem cái này hiển nhiên không phải bắn tên không đích hắn khẽ gật đầu với lam hiên vũ còn đang ngơ ngác lam hiên vũ cũng gật đầu nhưng không có chờ hắn mở miệng ngân thiên phàm đã cướp lời ta vừa mới nhận được thư khen ngợi cùng hình ảnh này từ thiên đấu tinh Hiên Vũ đi phi thuyền vũ trụ tới thiên đấu tinh thì gặp hải tặc vũ trụ, nhưng lá gan của tiểu tử này lại rất lớn, chính mình tự điều khiển lấy phi thuyền vũ trụ vào tham chiến, hơn nữa còn phá hủy hai đài cơ giáp, lại vẫn còn còn sống trở về đây. Bằng vào phần kinh nghiệm thực chiến này và năng lực của bản thân hắn, người nói hắn có thi đậu vào hệ chỉ huy giữa các hành tinh được không đây? Lúc này Quý Hồng Bân đã trầm mặc, Ngân Thiên Phàm lại là kiêu ngạo hết mức, đúng là bởi vì trong tay hắn đã có thứ chứng minh, trong hình ảnh vừa rồi lam hiên vũ điều khiển chiến cơ không gian tiến lùi có độ tinh chuẩn mái né tránh công kích của địch nhân hơn nữa còn làm ra rất nhiều động tác khó ở tốc độ cao điều này đã làm quý hồng bân hơi khiếp sợ tuy chính quý hồng bân cũng không quá am hiểu việc điều khiển chiến cơ không gian nhưng dù không hiểu hắn cũng có thể nhìn ra được làm những động tác khó kia ở tốc độ cao là việc khó khăn tới mức nào vậy mà lam hiên vũ lại làm được một cách tinh chuẩn như thế việc này không thể không nhắc tới sự dạy bảo của ngân thiên phàm thành tựu trong việc điều khiển chiến cơ không gian của ngân thiên phàm thì quý hồng bân vẫn rất rõ lúc này đây biểu hiện này của lam hiên vũ đúng là có thực lực thi đậu hệ chỉ huy giữa các hành tinh thế nhưng quý hồng bân vẫn không cam lòng vốn dĩ hắn cũng đã định buông bỏ cũng không muốn phải tranh chấp thêm với ngân thiên phàm dù sao thì đẳng cấp hồn lực của lam hiên vũ cũng không có đạt yêu cầu với tinh thần lực đủ mạnh đó thì hệ hỉ huy giữa các hành tinh hiển nhiên thích hợp hơn nhưng bây giờ không giống vậy lam hiên vũ đã đột phá đến song hoàn rồi mà hồn kỹ thứ hai của hắn lại còn là khống chế hỏa nguyên tố hắn có được hai loại nguyên tố thủy hỏa cường đại lại có tinh thần lực mạnh mẽ đây quả thực là không thể tốt hơn rồi hắn hoàn toàn có thể dùng hai loại nguyên tố này để giải quyết vấn đề tu vi chưa đủ phải biết rằng hiện tại tinh thần lực của lam hiên vũ đã tới gần linh hải cảnh một khi hắn đột phá linh hải cảnh thì hắn chính là cấp bậc thiên tài của liên bang mà khống chế nhiều loại nguyên tố thì không thể nghi ngờ là thích hợp nhất với hồn sư có tinh thần lực cường đại như hắn như thế nào mới có thể thuyết phục ngân thiên phàm cho mình nhiều thời gian hơn đây tên mập mạp chết bầm này cũng không phải là dễ bị thuyết phục như vậy quý hồng bân thầm nghĩ đúng lúc này lam hiên vũ đột nhiên mở miệng ngân lão sư quý lão sư ta muốn hỏi các ngài một vấn đề có thể chứ ngân thiên phàm nhìn quý hồng bân bị dọa cho á khẩu đang đắc ý du dương hỏi đi Lam Hiền Vũ nói, hiện tại ở liên bang, thực lực cá nhân có thể chống lại chiến hạm hay không? Nói cách khác, rút cuộc là cường giả song giáp lưu đỉnh cấp cường đại hơn, hay vẫn là chiến hạm của liên bang cường đại hơn đây? Ngân Thiên Phàm không chút do dự nói, đương nhiên là chiến hạm cường đại hơn. Mấy năm qua ngươi đã học phân tích số liệu, lực công kích của mẫu hạm kinh khủng tới mức nào ngươi còn không biết sao? Đó là lực công kích có thể hủy diệt một tinh cầu a. Lam Hiền Vũ nói, vậy cực hạn của nhân loại có khả năng hủy diệt một tinh cầu hay không đây? Ngân Thiên Phàm nói, đó là không có khả năng, lực lượng của nhân loại co cường thịnh hơn nữa cũng là có hạn. Éch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn. Cuối cùng thì Quý Hồng Bân cũng đã tìm được cơ hội, hắn châm chọc mà nói, người không biết thì không sợ. Việc người không biết thì ít nói bừa đi. Từ trên lý luận mà nói, thực lực cực hạn của nhân loại là cái gì thì căn bản là hiện tại cũng không có người biết, nhưng ta có thể khẳng định, cho dù cường giả nhân loại đỉnh phong không thể chống lại mẫu hạm thì cũng có vô số biện pháp hủy diệt mẫu hạm. Nói vậy làm sao có thể? Ngân Thiên Phàm làm một vẻ mặt xem thường mẫu hạm là cái gì? Đó là tồn tại hủy thiên diệt địa chân chính, là vũ khí cường đại nhất của cả liên bang. Đấu khải sư hay cơ giáp sư có thể hủy diệt mẫu hạm? Ngươi đang định làm người si nói mộng sao? Quý Hồng Bân cười lạnh một tiếng, ta nói cho ngươi nói một chút. Ngân Thiên Phàm làm vẻ mặt kinh thường. Quý Hồng Bân nói, ngươi nói không sai. Xem đơn thuần từ cường độ năng lượng, thì gần như lực lượng thân thể của nhân loại không có khả năng chống lại mẫu hạm bởi vì uy lực của mẫu hạm thật sự là quá lớn năng lượng ẩn chứa trong nó chính là con số trên trời nhưng nhiều khi thực lực là không thể chỉ dùng trị số đi cân nhắc đấy đúng là lực lượng cá nhân rất khó so được với năng lượng chỉnh thể của mẫu hạm điểm này là không thể nghi ngờ cho dù là thần cấp cường giả hay sáu chữ đấu khải sư cũng vậy nhưng nó cũng chỉ là năng lượng chỉnh thể của mẫu hạm vậy thể tích của mẫu hạm là bao nhiêu dưới tình huống thể tích cực lớn như vậy sẽ không thể bị đánh thủng một lỗ nhỏ sao, năng lượng phòng hộ của nó có thể mở tới mức lớn nhất bất cứ lúc nào sao. Chương 149 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Tốc độ bộc phát của một cường giả thần cấp tuyệt đối nhanh hơn mẫu hạm, trước khi mẫu hạm hoàn toàn đạt tới tốc độ tối đa thì sẽ không thể so với một cường giả thần cấp. Dưới loại tình huống này, thần cấp cường giả sẽ không thể thẩm thấu vào trong trung tâm mẫu hạm sao? Mà một khi bọn hắn vào được tới trung tâm mẫu hạm thì còn ai có thể ngăn cản, trừ khi có một cường giả cùng cấp độ ở đó. Mỗi một chiếc mẫu hạm đều phải có thần cấp cường giả, đây vì cái gì? Vì để bảo đảm không bị địch đột nhập vào bên trong mẫu hạm, điểm này ngươi có thừa nhận hay không? Lúc này Ngân Thiên Phàm đã trầm mặc, Quý Hồng Bân nói không sai. Trong các hạm đội của liên bang, trong mỗi chiếc mẫu hạm đều có một vị cường giả thần cấp tọa chấn, chính là vì phòng ngừa những địch nhân cường đại thẩm thấu trong đó. Đương nhiên, đến giờ vẫn chưa xảy ra tình huống bên trong mẫu hạm bị địch nhân thẩm thấu, cái này chủ yếu là phòng ngừa phản loạn. Tự ý nào đó mà nói, cường giả thần cấp tọa chấn trong mẫu hạm thậm chí còn có tác dụng giám quân, địa vị siêu nhiên. Quý Hồng Bân tiếp tục nói, tuy sức chiến đấu cá nhân không thể so với chiến hạm một cách cách hoàn toàn, nhất là trong những trận chiến đấu giữa các hành tinh. Nhưng thể tích của một người lại được có bao nhiêu? Rất nhiều việc hạm đội không thể làm, nhưng với thân thể của nhân loại lại có thể hoàn thành. Huống chi, tiềm năng của nhân loại gần như vô hạn. Từ khi mẫu tinh chúng ta tiến hóa đến nay, hồn lực cực hạn của nhân loại từ 99 cấp ban đầu, tới bây giờ đã tăng lên tới 120 cấp, đấu khải cũng từ 4 chữ đấu khải tăng lên tới 6 chữ đấu khải, những việc này đã mở ra một cánh cửa lớn cho nhân loại. Hoàn toàn có thể nói, quân thể đấu khải sư vẫn là tồn tại cường đại nhất trong thế giới loài người. Nếu một chi liên bang hạm đội đối kháng với một đám đấu khải sư thần cấp, ta cá là đấu khải sư sẽ thắng hạm đội của liên bang có khả năng hủy diệt gia viên của đấu khải sư nhưng cuối cùng đấu khải sư nhất định có thể hủy diệt toàn hạm đội ngươi cũng đã học ở chỗ đó ngươi nên biết đấu khải sư đỉnh phong đáng sợ đến cỡ nào chưa thấy qua không phải là không tồn tại cho nên ngươi cũng không nên nói bừa nghe quý hồng bân mỉa mai ngân thiên phàm có chút không phục mà cũng trả lời lại một cách mỉa mai giống lúc ngươi gặp đấu khải sư sáu chữ vậy ngươi luôn mồm nói đấu khải sư sáu chữ nhưng cuối cùng là người bái kiến đấu khải sư sáu chữ hay vẫn là bái kiến một người có trăm mười cấp trở lên. Quý Hồng Bân hừ một tiếng, có bản lĩnh thì ngươi đem lời này đến sử lai like khắc nói đi, thử một chút xem có bị đánh thẳng mặt hay không. Ngân Thiên Phàm nói, dù sao ta cũng mặc kệ, bên cạnh ta đã có trăm phần trăm nắm chắc hiền vũ, có thể tiến vào hệ chỉ huy giữa các hành tinh, vậy thì sao phải cho hắn đi theo ngươi mạo hiểm. Ta muốn tăng cường năng lực thao tác thực tế cho hắn trong mấy ngày này, để cho hắn điều khiển chiến cơ không gian chính thức nhờ đó mà thông hiểu những thứ đã học quý hồng bân nhíu chặt đôi mày ngân thiên phàm nói cũng không sai với biểu hiện lúc trước của lam hiên vũ hắn hoàn toàn có thể thi vào sử lai like khắc học viện giữa các hành tinh hệ chỉ huy có thể nói là ván đã đóng thuyền mà muốn thi vào đấu khải hệ nhưng là khó khăn muôn phần làm hai người đều không nghĩ tới là lam hiên vũ lại đột nhiên mở miệng ngân lão sư nếu khẳng định ta có thể thi đậu hệ chỉ huy giữa các hành tinh rồi vậy ta muốn học điều khiển nguyên tố cùng quý lão sư một chút ánh mắt quý hồng bân sáng lên, mà ngân thiên phàm thì là vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước học tập, vì hồn lực bản thân tăng lên quá chậm nên Lam Hiên Vũ có khuynh hướng học về điều khiển chiến cơ không gian hơn. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là một đứa trẻ biết nhìn xa, người còn cái gì có thể nói nữa không? Quý Hồng Bân cười lớn rồi một tay kéo Lam Hiên Vũ về bên cạnh mình. Ngân Thiên Phàm cả giận nói, Hiên Vũ, tiểu tử ngươi là uống nhầm thuốc sao? Ngươi biết ngươi sẽ phải đối mặt khảo hạch gì không? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, thi đấu tuyển chọn của Sử Lai Khắc Học Viện, đúng không? Ngân Thiên Phàm sững sờ, ngươi lại thực sự biết rõ sao, là ai để lộ ra vậy? Sử Lai Khắc đã có văn bản quy định rõ ràng, trước khi kiểm tra ban đầu là không thể nói cho các ngươi biết đấy. Lam Hiên Vũ âm thầm oán thầm, người vừa mới nói như vậy không phải là muốn nói cho ta biết sao? Lam Hiên Vũ nói, ta nghe người khác nói. Ngân Lão Sư, người đừng nóng giận. Nếu như người cũng nói, Ta chắc chắn có thể thi đậu hệ chỉ huy giữa các hành tinh, vậy hãy để ta tới thử hệ đấu khải luôn a. À. Ta cũng thấy rất hứng thú đối với đấu hắn sư, được không? Ngân thiên phàm hừ một tiếng, không được. Ngươi có biết hay không, nếu có thể thi đậu hệ chỉ huy giữa các hành tinh của sử lai khác thì ít nhất ngươi cũng phải phấn đấu 10 năm. Ngươi không thể qua loa chủ quan. Thứ ngươi phải đối mặt là cạnh tranh cùng tất cả thiên tài của toàn liên bang. Đừng cho là mình đã xuất sắc, trong phạm vi liên bang thì chút năng lực đó của ngươi vẫn chưa là gì cả. Quý Hồng Bân nói: "Được rồi, ngươi bớt nói chuyện giật gân đi, thời gian tới hắn sẽ học cùng ta, ta để hắn mỗi ngày học cùng ngươi 2 giờ, quyết định như vậy đi. Hắn không chỉ là hy vọng của ngươi, mà cũng là hy vọng của ta. Lão Ngân, làm người không thể quá ích kỷ, ta thật vất vả mới tìm được cơ hội này." Ngân Thiên Phàm nhìn về phía Quý Hồng Bân, Quý Hồng Bân cũng không thèm nhìn hắn. Ngẫm lại lúc trước, khi mình thấy được biểu hiện của Lam Hiên Vũ trong thực chiến, Ngân Thiên Phàm hung hăng mà hừ một tiếng, xem như ngươi lợi hại hiền vũ cùng hắn học xong rồi hãy mau tới tìm ta nói xong hắn nổi giận đùng đùng mà thẳng bước đi quý hồng bân đưa mắt nhìn hắn rời đi hài lòng mà vỗ vai làm hiền vũ xem ra ngươi đã tăng được hứng thú với đấu khải sư rồi có thể nói cho ta biết vì sao không làm hiền vũ nghiêm túc nói quý lão sư ta muốn trở thành một cường giả có thể đánh tan một chiến hạm bằng lực lượng cá nhân quý hồng bân có chút bật cười nhưng trong lòng hắn có chút không cho là đúng bằng lực lượng của cá nhân đánh tan chiến hạm nào có đơn giản như vậy à Vòng phòng hộ của chiến hạm mạnh đến cỡ nào, Hải tử ngươi không biết. Có điều, tất nhiên hắn sẽ không đả kích tính tích cực của Lam Hiên Vũ vào lúc này, mà chỉ khẽ gật đầu, "Vậy ngươi phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Đi thôi, chúng ta bắt đầu." Mấy ngày kế tiếp, Lam Hiên Vũ hoàn toàn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, gần như mỗi ngày chỉ có 2 giờ minh tưởng, hoặc sau khi hao hết hồn lực mới có thể tiến hành minh tưởng khôi phục hồn lực. Quý Hồng Bân thật sự đã hạ ngoan tâm, chuẩn bị một số nguyên liệu nấu ăn quý hiếm cực lớn cho Lam Hiên Vũ, mỗi ngày trừ luyện tập thì chính là ăn cùng Minh Tưởng, căn bản là không có một chút thời gian trống để làm cái khác, thế nên hắn đã có chút mờ mịt cùng mệt mỏi. Mà Ngân Thiên Phàm cũng là nói được làm được, hắn đã bắt đầu cho Lam Hiên Vũ điều khiển chiến cơ không gian chính thức, đem những kiến thức đã học vào thực tế. Thứ làm Ngân Thiên Phàm hài lòng nhất thật ra là dũng khí của Lam Hiên Vũ lần đầu tiên tới chiến trường hắn đã có thể làm hết được những động tác trong huấn luyện hơn nữa còn thật sự đánh tan địch nhân đây chính là việc làm ngân thiên phàm hưng phấn nhất vì điều này có nghĩa là lam hiên vũ cũng không bị luống cuống ở trước chiến tranh chính thức sẽ không nhát gan đây chính là tố chất quan trọng nhất của một gã điều khiển chiến cơ nếu không có phần dũng khí này thì bình thường có luyện tập tốt thế nào đi nữa tới khi tiến vào chiến trường chính thức cũng sẽ sợ đầu sợ đuôi rồi ngay cả ba thành thực lực cũng không phát huy nổi Ngân Thiên Phàm quán thâu cho Lam Hiên Vũ, một lý niệm là dũng khí cùng trí tuệ đều quan trọng, chỉ có dũng khí là không đủ, còn phải tính được tất cả số liệu của chiến cơ không gian một cách chính xác, hơn nữa là bất cứ lúc nào cũng không chủ quan, đây mới là điều một gã phi công ưu tú cần phải làm được. Tốt rồi, từ giờ trở đi ngươi có thể nghỉ ngơi, ước chừng có thể nghỉ ngơi khoảng 8 giờ. Ngươi có thể không minh tưởng, đi ngủ một giấc khôi phục tinh lực cho tốt, buông lòng tinh thần một chút. Quý Hồng Bân nhìn Lam Hiên Vũ đang có chút mờ mịt, Lam Hiên Vũ hỏi, quý lão sư, chừng nào thì bắt đầu thi đấu tuyển chọn? Ở nơi nào a? À? Quý Hồng Bân nói, 9 giờ sau sẽ bắt đầu, đo đạc ban đầu sẽ tiến hành ngay tại học viện chúng ta, chỉ có lớp thiếu niên năng động các ngươi tham dự. Đo đạc ban đầu rất đơn giản, không cần lo lắng, chủ yếu là xác nhận tư cách mà thôi, sau đó mới là hải chọn. Hải chọn sẽ tiến hành vào 3 ngày sau, cho nên sau khi chấm dứt đo đạc kiểm tra chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện. Chương 150 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Lam Hiên Vũ cũng không biết mình đã quay về ký túc xá như thế nào nữa, vừa về đến phòng liền ngã xuống ngã xuống giường nằm ngáy. Một giấc ngủ này của hắn thật sự là quá thơm ngọt rồi, dạng sáng ngày thứ hai, vẫn là bị tiền lỗi đánh thức mới dậy được. Đi thôi, hôm nay bắt đầu tuyển chọn sơ bộ rồi, cũng không biết sẽ phải kiểm tra thế nào. Lam Hiên Vũ dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng cũng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút hoảng hốt, mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Cường độ huấn luyện của các sư phụ dành cho hắn chỉ sợ còn hơn cả gấp đôi so với các đệ tử lớp thiếu niên năng động. Thực sự là Chính Lam Hiên Vũ cũng không rõ vì sao Quý lão sư cùng Ngân lão sư lại coi trọng mình như vậy, nhất là Quý lão sư. Rõ ràng hồn lực của mỗi người trong lớp thiếu niên năng động đều mạnh hơn hẳn mình. Mình chiếm ưu thế cũng chỉ có song sinh võ hồn mà thôi. Chẳng qua là lúc này hắn cũng không có tinh lực đi suy nghĩ những thứ này, phải đi theo Lưu Phong cùng Tiền Lỗi tới sân huấn luyện. 21 học viên lớp thiếu niên năng động xếp thành một hàng. Đứng ở ngay đầu tiên bên trái chính là lớp trưởng Lữ Thiên Tầm. Lữ Thiên Tầm là người lớn tuổi nhất trong lớp, năm nay hắn đã 13 tuổi, thân cao hơn 1m7, hai con ngươi sáng người có thần, đã có vài phần bộ dáng của người trưởng thành. Lam Hiên Vũ đứng ở ngay đầu bên phải, không có biện pháp, ai bảo hắn có đẳng cấp hồn lực thấp nhất đây. Cái thứ hạng này là được xếp dựa theo đẳng cấp hồn lực, nó cũng có tác dụng xúc tiến việc tu luyện của các học viên, mục trọng thiên đứng ở phía trước quý hồng bân ngân thiên phàm cùng những lão sư của lớp thiếu niên năng động đều đã ở đây cùng các học viên đều có chút mờ mịt thì các sư phụ lại lộ vẻ rất hưng phấn bởi vì bọn họ đều rõ ý nghĩa của đợt tuyển chọn tiếp theo lớp thiếu niên năng động của thiên la học viện được mở ra chính là vì cái mục tiêu kia mặc dù hôm nay chỉ là đo đạc ban đầu nhưng cũng đã là một cái bắt đầu chính thức đúng lúc này ở lối vào sân huấn luyện có hai người sóng vai mà đi tới Người bên trái có thân hình cao lớn, một đầu tóc bạc, tướng mạo đường đường, chính là viện trưởng Trương Trạch Khải của Thiên La học viện. Bình thường vị viện trưởng này rất ít khi lộ diện, nhưng lại có địa vị rất cao ở Thiên La Tinh, có thể nói là hắn đã có một chỗ cắm rùi cho riêng mình. Ở bên cạnh hắn là một gã thanh niên nhìn qua chừng 25-26 tuổi, mày cao mắt sáng, dáng người thon dài mà cao ngất, trên mặt luôn mang vẻ mỉm cười ấm áp. Các vị lão sư bước tới trước theo sự dẫn dắt của Ngân Thiên Phàm. "Viện trưởng." Ngân Thiên Phàm mặt không đổi sắc mà kêu lên có vẻ trương trạch khải cũng đã quen với bộ dạng như vậy của hắn mỉm cười nói các vị khổ cực rồi kiểm tra ban đầu ngày hôm nay ta cầu chúc bọn nhỏ lớp thiếu niên năng động này có thể lấy được thành tích tốt ta giới thiệu cho các vị một lát vị này chính là trần nghệ lỗi đệ tử nội viện đến từ bên kia nghe được mấy chữ đệ tử nội viện này đồng tử mắt quý hồng bân đột nhiên co rút lại một lát ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một vòng sắc tươi đẹp trần nghệ lỗi khẽ gật đầu các vị lão sư tốt chứ hai vị này là Ngân Thiên Phạm học trưởng cùng Quý Hồng Bân học trưởng A, à, hai vị học trưởng tốt chứ. Đối với các lão sư khác, hắn đều là khẽ gật đầu thăm hỏi, nhưng đối với Ngân Thiên Phạm cùng Quý Hồng Bân hắn lại không người mà hành lễ. Ngân Thiên Phạm lóe thân mà tránh, hắn cũng không có nhận cái lễ này, ta là bị khai trừ đấy, không có chính thức tốt nghiệp, không chịu nổi hai chữ học trưởng này. Niên đệ khách khí. Quý Hồng Bân thì gật đầu hoàn lễ. Trần Nghệ lỗi chuyển hướng Trương Trạch Khải, nói, Trương Viện trưởng, chúng ta bắt đầu thôi. Tốt, mời trương trạch khải rất khách khí mà làm ra một cái thủ thế mời hiển nhiên mấy chữ nội viện đệ tử này đã mang đến cho các sư phụ của thiên la học viện một rung động thật lớn các vị lão sư đều như chúng tinh phủng nguyệt mà bước tới trước mặt đám đệ tử lớp thiếu niên năng động cùng trần nghệ lỗi trương trạch khải nói lớp thiếu niên năng động là một lần gửi nghiệm của học viện chúng ta coi như là lớp thí nghiệm lần tuyển chọn này cũng là cơ hội kiểm nghiệm thành quả của bọn hắn nếu như có hiệu quả tương lai học viện chúng ta sẽ tiếp tục duy trì lớp thiếu niên năng động này Trần Nghệ Lỗi mỉm cười, cầu chúc những hài tử này đều có thể khảo thí ra thành tích tốt. Ta đây sẽ bắt đầu. Mời. Trần Nghệ Lỗi tiến lên vài bước, đi tới trước mặt 21 học viên, mỉm cười nói, các ngươi tốt chứ? Ta là Trần Nghệ Lỗi. Khảo sát ban đầu ngày hôm nay rất đơn giản, chủ yếu là kiểm tra đo lường thân thể, hồn lực cùng tinh thần lực của các ngươi. Được rồi, mời các ngươi ra khỏi hàng, theo thứ tự tiến hành kiểm tra. Căn cứ theo tiêu chuẩn đã định ra thì dưới 12 tuổi, hồn lực trên 20 cấp sẽ coi như là thỏa mãn điều kiện hồn lực đạt trên 30 cấp có thể nối lỏng đến 13 tuổi. Phía dưới bắt đầu đi, từ trái qua phải. Lữ thiên tầm chính là người đầu tiên bên phía tay trái, hắn nghe vậy thì bước nhanh đến phía trước, bình thường, trong đám đệ tử của lớp thiếu niên năng động thì hắn cũng được xem như lão luyện, nhưng lúc này cũng lộ ra chút kích động. Lữ thiên tầm đi tới trước mặt Trần Nghệ Lỗi, cung kính nói, ngài khỏe chứ, ta là Lữ thiên tầm. Ừm, um, buông lỏng là tốt rồi, Trần Nghệ lỗi mỉm cười, cổ tay hắn run lên, một kim trúc cầu bay lên rồi lơ lửng trên đỉnh đầu Lữ Thiên Tầm. Sau đó, một tầng hào quang phóng xuống từ đỉnh đầu hắn, mãi cho đến dưới chân. Kim trúc cầu trở về, nó khớp lên hồn đạo thông tin của Trần Nghệ lỗi một lát, sau đó Trần Nghệ lỗi thì thầm, cốt linh, 13 tuổi, hồn lực, 33 cấp, tinh thần lực, 241 điểm. Đo đạc ban đầu, thông qua, nghe được mấy chữ đo đạc ban đầu thông qua này lữ thiên tầm khó nén được vẻ kích động hắn chặn lại nói cảm ơn lão sư tạ ơn sư phụ trần nghệ lỗi mỉm cười nói hải tuyển phía sau ngươi phải cố gắng lên người kế tiếp so với tưởng tượng thì khảo thí này còn đơn giản hơn nhiều chính là đệ tử tiến lên bị kim trúc cầu quét một lát sau đó trần nghệ lỗi sẽ cho ra số liệu là có hay không thông qua bên cạnh tất nhiên sẽ có lão sư của thiên là học viện chịu trách nhiệm ghi chép các học viên đứng ở chỗ này đều đã được học viện khảo thí quá nhiều lần rồi, nên thông qua tất cả là điều chắc chắn. Khảo thí sơ bộ này tất cả đều vượt qua vô cùng thuận lợi, kể cả lưu phong cùng tiền lỗi cũng đều thỏa mãn các hạng điều kiện. Rút cuộc cũng đến phiên Lam Hiên Vũ. Đêm qua Lam Hiên Vũ ngủ được thật sự là quá tốt rồi, nhưng những mỏi mệt quá mức lúc trước thật sự là quá nhiều, không phải chỉ một giấc ngủ là có thể giải trừ. Thế nên khi những người trước còn đang khảo thí, hắn liền mơ mơ màng màng mà khép mắt ngủ gật tại đó, rồi ngáy, rốt cuộc cũng tới phiên mình hắn vội vàng bước tới trước mặt trần nghệ lỗi trần nghệ lỗi nhìn cái bộ dáng còn đang buồn ngủ kia của lam hiên vũ thì không khỏi có chút tò mò hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử như vậy vào ngày kiểm tra ban đầu học viên khác thì sẽ không có người nào tự đi kéo căng thần kinh a mà đứa nhỏ trước mắt này lại không có hành lễ cũng không nói mình là ai người tên là gì trần nghệ lỗi hỏi lam hiên vũ sửng sốt một lát sau đó mới phản ứng kịp nói ngài khỏe chứ ta là lam hiên vũ Trần Nghệ Lỗi nhắc nhở hắn một câu, giữ vững tinh thần, nếu không sẽ ảnh hưởng tới đánh giá tinh thần lực của ngươi. A a, à, vâng. Lam Hiên Vũ vội vàng vận chuyển hồn lực, làm cho mình tập trung tinh thần. Kim Trúc Cầu lơ lửng đến đỉnh đầu Lam Hiên Vũ, hào quang chiếu xuống mà bao phủ thân thể của hắn. Sau đó Kim Trúc Cầu trở về, số liệu xuất hiện. Ồ. Vừa nhìn thấy số liệu, Trần Nghệ Lỗi liền không khỏi có chút kinh ngạc mà đứng lên. Cốt Linh, 10 tuổi? Ngươi vẫn chưa tới 11 tuổi sao? Trần Nghệ Lỗi kinh ngạc mà hỏi hắn còn nhớ, trong số liệu thiên la, học viện đưa cho hắn lúc trước thì tất cả hài tử đều là 11 tuổi trở lên. Làm hiên vũ dùng mình một cái, lúc trước hắn cũng không có chú ý tới việc đánh giá cốt linh kia, nhưng khảo thí lúc này, số tuổi thật của hắn liền bại lộ lập tức. Ta, ta còn có vài ngày nữa là tới 11 tuổi. Hắn đúng sắp tới 11 tuổi. Trần Nghệ lỗi cao mày lại nói, thế nhưng, người báo danh ghi là sắp 12 tuổi. Làm sao lại kém một tuổi? Lam hiền vũ gái gãi đầu, nói, có lẽ do lúc trước ta mới đi học, bà mẹ báo sai cho ta rồi. Chương 151 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Biến cố này làm các sư phụ của thiên la học viện không khỏi đều có chút kinh ngạc, làm hiền vũ vũng coi là tương đối lớn trong lớp thiếu niên năng động, những thứ khác nhìn qua cũng đều rất bình thường. Vậy khảo thí cốt linh này sao lại nhỏ hơn một tuổi? Sau khi nghe Lam Hiên Vũ nhỏ thiếu một tuổi, biểu lộ của Quý Hồng Bân trở nên vô cùng đặc sắc. Vốn dĩ hắn còn đang lo nếu Lam Hiên Vũ đã vượt qua 12 tuổi, hồn lực lại vừa mới đạt đến 20 cấp, vậy thì sẽ rất phiền toái trong những khảo hạch sau. Nhưng nếu là không đến 11 tuổi thì lại không giống vậy rồi. Nhỏ hơn 1 tuổi, điểm đánh giá tổng hợp của hắn sẽ cao hơn rất nhiều. Hắn là người từng trải nên tất nhiên nhớ rất rõ ràng những thứ này. Chẳng qua là, tại sao đứa nhỏ này phải báo cáo láo rồi một tuổi vậy? Trần Nghệ Lỗi cũng không có miệt mài theo đuổi, nhiệm vụ của hắn chỉ là đánh giá xem những hải tử này có tư cách tham gia hải tuyển phía sau hay không. Hồn lực, 20 cấp. Ồ, như thế nào không phải 21 cấp? Người có hồn hoàn thứ hai rồi chứ? Lại là một tình huống kỳ quái. a à, ân, có. Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu. Trần Nghệ Lỗi nói, tinh thần lực 499 khi thấy cái trị số tinh thần lực này, hắn không khỏi kinh sợ rồi. Cái tinh thần lực này thực là không được, đứa nhỏ này vẫn chưa tới 11 tuổi, vậy mà tinh thần lực đã tiếp cận linh hải cảnh rồi hả? Chẳng lẽ là tinh thần hệ hồn sư? Phóng thích võ hồn của ngươi một lát, để ta xác nhận ngươi có hồn hoàn thứ hai hay chưa? Trần Nghệ Lỗi nói. Vâng. Lam Hiên Vũ vội vàng phóng xuất ra ngân văn Lam Ngân Thảo, hai cái hồn hoàn màu vàng cũng bay lên ngay sau đó. Trần Nghệ Lỗi khẽ gật đầu, tốt, đo đạc ban đầu thông qua, Lam Hiên Vũ xem như hữu kinh vô hiểm mà thông qua được đo đạc ban đầu, lúc này, ánh mắt những đồng học đang đứng sau nhìn hắn đã trở nên khá rất nhiều. Không nói tới việc không ai biết hắn đã tới hai hoàn từ bao giờ, mà trọng yếu hơn là cái hồn hoàn 10 năm kia, vậy mà đã tiến hóa đến trăm năm. Cái này đã là rất không tầm thường rồi. Nhất là Lữ Thiên Tầm, ánh mắt hắn nhìn Lam Hiên Vũ lập tức trở nên cảnh giác hơn nhiều. Hai năm gần đây, nương theo cấp độ hồn lực tranh lệch càng lúc càng lớn, Lữ Thiên Tầm đã không còn coi Lam Hiên Vũ là đối thủ cạnh tranh nữa rồi. Nhưng không nghĩ tới, hồn lực của Lam Hiên Vũ lại thoáng cái tăng lên, có vẻ như võ hồn cũng có biến hóa, hồn hoàn cũng tăng cường. Còn có, số tinh thần lực đã có 499 điểm sao. Nói cách khác là hắn lại tiến thêm một bước, hắn đã sắp tiến vào linh hải cảnh rồi hà? Hả? Linh hải cảnh, đó đã là một tầng thứ khác của tinh thần lực rồi, tác dụng của tinh thần lực trong hồn đạo khoa học kỹ thuật hiện đại cùng với đấu khải sư càng lúc càng lớn tinh thần lực đạt đến trình độ như lam hiên vũ đã làm cho lữ thiên tầm không thể không khẩn trương lên khảo hạch chấm dứt trần nghệ lỗi rời đi cũng viện trưởng trương trạch khải quý hồng bân gọi lam hiên vũ tới trước mặt mình trước tiên tuổi của ngươi là có chuyện gì quý hồng bân nghiêm túc hỏi lúc này ngân thiên phàm cũng là vẻ mặt khiếp sợ hắn dạy học đối với Lam Hiên Vũ tuyệt đối có thể dùng hà khắc để hình dung, thế nên lúc trước Quý Hồng Bân mới cho rằng hắn đang đốt cháy giai đoạn. Đó vẫn là dưới tình huống Lam Hiên Vũ báo cáo tuổi lớn hơn một tuổi so với tuổi thật mà đã vậy rồi. Sử lai khắc học viện có được hồn đạo khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, nên cốt linh khảo thì tuyệt đối sẽ không sai, nói cách khác là Lam Hiên Vũ thật sự còn chưa tới 11 tuổi. Không đến 11 tuổi đã điều khiển chiến cơ không gian phá hủy hai đài cơ giáp, đây cũng quá làm cho người giật mình rồi. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói, hình như lúc trước ba ta báo danh cho ta như vậy đấy, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế thì đúng là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quý Hồng bân cao mày lại, nói, như vậy thì hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, năm nay ngươi có thể không cần tiếp tục tham dự tuyển chọn, đợi sang năm lại đến. Sẽ có thêm một năm thời gian chuẩn bị, khẳng định phần nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Thứ hai là có thể thử ngay năm nay, Ta đề nghị ngươi vẫn nên thử, cho dù không khảo thí được, thì sang năm cũng vẫn còn có cơ hội nhưng lại gia tăng lên kinh nghiệm rất nhiều." Tuổi Lam Hiên Vũ đột nhiên nhỏ một chút, việc này không có ý nghĩa quá lớn với Ngân Thiên Phàm, nhưng đối với Quý Hồng Bân thì có thể coi là một đại kinh hỉ rồi. Lam Hiên Vũ nói, "Vậy ta sẽ tham gia." Quý Hồng Bân khẽ gật đầu, nói, "Đi, tiếp tục huấn luyện đi." Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn Ngân Thiên Phàm bên cạnh, cứ như vậy mà kéo Lam Hiên Vũ đi mà lần này ngân thiên phàm lại không có bất kỳ ý nghĩ muốn ngăn trở nào nhỏ hơn một tuổi hoàn toàn có cơ hội hắn đã tuyệt đối không sốt ruột rồi nếu lam hiên vũ lại theo hắn học tập một năm nữa thì không biết hắn còn có thể trở nên mạnh như thế nào đây sinh hoạt tiếp theo của lam hiên vũ lại rơi về nước sôi lửa bỏng ba ngày chỉ chớp mắt là tới sau đó thứ những đệ tử lớp thiếu niên năng động của thiên la học viện phải gặp chính là hải tuyển bao trùm toàn bộ thiên la tinh quý hồng bân đứng ở trên bục giảng trầm tĩnh mà nhìn các học viên phía dưới đầu tiên là lão sư nên ta muốn chúc mừng các ngươi đã thông qua được đo đạc ban đầu ta nghĩ trong các ngươi đã có chút đồng học cũng đã đoán được khảo hạch lần này là muốn làm cái gì không sai lớp thiếu niên năng động được xây nên chính là vì cái này hẳn là các ngươi đã chú ý tới sau khi các ngươi tới thì học viện cũng không còn lại tuyển nhận lớp thiếu niên năng động đây là bởi vì, tài nguyên cần tiêu hao cho lớp thiếu niên năng động thật sự là nhiều lắm, nếu như không thể lấy được thành tích, như vậy thì học viện cũng đảm đương không nổi loại tiêu hao này nữa, khảo hạch tiếp theo sẽ sự kỳ trọng yếu, cho dù đối với học viện hay chính các ngươi cũng vậy. Cho nên, những lời tiếp theo của ta các ngươi đều phải nhớ kỹ. Thậm chí ta còn không thể nói cho các ngươi biết mục đích của lần khảo hạch này, trước khi các ngươi thông qua đo đạc sơ bộ. Từ khi các ngươi tiến vào lớp thiếu niên năng động đến giờ đã gần 4 năm, các ngươi đã thành thiếu niên từ những hài đồng mới ra đời cố gắng của các ngươi các sư phụ đều thấy rõ mà mục tiêu của các ngươi cũng chính là trở thành một đời nhân kiệt trở thành người nổi bật trong đám bạn cùng tuổi không sai thiên la học viện là học viện đứng đầu thiên la tinh ở chỗ này các ngươi có thể học được rất nhiều nhưng cho dù tương lai các ngươi có thuận lợi tốt nghiệp từ nơi này thì các ngươi cũng chỉ là một người khôi giảo của thiên la tinh mà không phải người nổi bật của toàn bộ liên bang chớ nói chi là tồn tại cực hạn chính thức nếu chỉ là vì thế thì cũng không cần lập ra lớp thiếu niên năng động các ngươi cứ học tập theo quỹ tích cũ cũng có thể phát triển sở dĩ học viện xây dựng lên lớp thiếu niên năng động là vì cho các ngươi một cơ hội chân chính tiến vào cái đỉnh cung điện kia nói đến đây dường như trên mặt quý hồng bân đã nhiều thêm vài phần hào quang thánh khiết hắn dừng lại một lát sau mới trầm giọng nói có một cái tên này ta khẳng định các ngươi đều đã nghe nói qua đó là một tồn tại đã làm uy chấn liên bang ba vạn năm nay đó là nơi mà mỗi một gã hồn sư đều hướng tới đó là sử lai khắc ba chữ sử lai khắc vừa ra lớp thiếu niên năng động đã biến thành một mảnh xôn xao tuyệt đại đa số đệ tử đều không rõ lắm về mục đích khảo hạch thế nhưng sử lai khắc học viện thì có người nào không biết đây ba vạn năm trước khi sử lai khắc học viện vừa mới thành lập thì chỉ có bảy học viên tại thời đại đó sử lai khắc học viện có một khẩu hiệu chỉ lấy quái vật không thu người bình thường lấy việc bồi dưỡng tinh anh làm nhiệm vụ của mình mà bảy học viên đó đã thành truyền thuyết ba vạn năm qua là sử lai khắc thất quái đời thứ nhất theo như truyền thuyết thì toàn bộ thất quái sử lai khắc, đời thứ nhất đều đã tu luyện đến cấp độ thần, nhất là hải thần đường tam, chính ngài đã một tay gây dựng nên đường môn, cũng đã là tông môn mạnh nhất, có truyền thừa ba vạn năm. Cái tên này, có thể nói là cực nổi tiếng, càng là thánh điện trong suy nghĩ của tất cả hồn sư, là một tồn tại chân chính có thể sánh vai cùng chính phủ liên bang. Tự ý nào đó mà nói thậm chí nó còn ở trên cả chính phủ liên bang. Chương 152 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Bỗng nhiên nghe được cái tên này, tất cả đệ tử lớp thiếu niên năng động đều trở nên kích động. Dù những người đã đoán được như Lữ Thiên Tầm hay Lam Hiên Vũ cũng phải có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là vì lực gây rung động của cái tên này quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Truyền thuyết về Sử Lai like Khác ai cũng đã nghe nói quá nhiều rồi. Trong đó, thì những truyền thuyết về cấp độ thần không biết đã xuất hiện qua bao nhiêu lần nữa. Các ngươi giật mình là bình thường. Lần này các ngươi sẽ phải tham gia khảo hạch tới từ Sử Lai like Khác học viện cũng chỉ có sử lai khác, học viện mới có thể yêu cầu dưới 12 tuổi đạt trên 20 cấp, trong khảo sát ban đầu, 13 tuổi đạt đến 30 cấp. Cái này chính là một cơ hội lại gần nơi thánh địa đó nhất của các ngươi. Bỏ qua cơ hội lần này thì rất nhiều người trong các ngươi sẽ bị quá tuổi, lúc đó cũng không còn cơ hội tiến vào sử lai khác nữa rồi. Sai khi nghe Quý Hồng Bân nói vậy, 24 tên đệ tử lớp thiếu niên năng động lại càng rung động hơn, quả thực là bọn hắn khó có thể nghĩ tới, thì ra lớp thiếu niên năng động được thành lập là, vì khảo thí vào sử lai khác học viện, mà giờ này khắc này thứ bọn hắn sẽ phải đối mặt chính là khảo hạch chiêu sinh của sử lai khắc ngày bình thường mỗi người đều oán than với những huấn luyện gian khổ nhưng đến tận sau đó bọn hắn mới ước gì trước kia mình có thể cố gắng hơn một ít quý hồng bân đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại khảo thí vào sử lai khắc còn khó hơn trong tưởng tượng của các ngươi rất nhiều hàng năm sử lai khắc học viện đều chiêu sinh một lần hơn nữa là chiêu sinh toàn bộ liên bang nói cách khác bất kỳ học viện nào trên toàn bộ những tinh cầu của liên bang đều có tư cách báo danh và cũng đều có khả năng thi đậu. Các người biết hàng năm có bao nhiêu hồn sư vừa độ tuổi trên toàn liên bang không? Ta cho các người biết, ít nhất cũng có 100 vạn. Người phù hợp với khảo sát ban đầu rất có thể sẽ vượt qua 10 vạn. Mà số lượng người sử lái khắc học viện nhận vào hàng năm là bao nhiêu đây? Quý Hồng Bân duỗi ra ba ngón tay, 30 người. Giống số người trong lớp thiếu niên năng động các ngươi, chỉ có 30 người. 10 vạn người lại chỉ nhận có 30, đó là cái xác suất gì vậy? Tất cả đệ tử lớp thiếu niên năng động không khỏi hít sâu một hơi, cho nên, khảo hạch tiếp theo các ngươi phải tham gia chính là cạnh tranh cùng 10 vạn người. Mà số người phù hợp điều kiện khảo hạch tại Thiên La Tinh chúng ta cũng có tới mấy nghìn người. Muốn đứng đầu danh sách mấy nghìn người này không phải một chuyện dễ dàng. Nên việc các ngươi cần phải làm là tiến vào danh sách 100 người đứng đầu trong hải tuyển tại Thiên La Tinh, chỉ có tiến vào danh sách 100 người này mới có tư cách tham gia khảo hạch sau. Mà khảo hạch sau đó sẽ tiến hành ở đấu La Tinh, cũng chính là tổng bộ của liên bang. Bởi vì, sử lai khác học viện là ở đó, có lẽ các ngươi sẽ muốn hỏi, học viện hao phí tài nguyên lớn như vậy mới bồi dưỡng được các ngươi, tại sao lại muốn đưa bọn ngươi tới sử lai khác học viện? Hiện tại ta cũng có thể nói cho các ngươi biết vì cái gì. Thứ nhất, khảo hạch của sử lai khác học viện chính là sự rèn luyện tốt nhất đối với các ngươi, những ai thất bại cũng sẽ học được rất nhiều thứ, tương lai các ngươi cũng sẽ là nhân tài cực ưu tú của thiên la học viện chúng ta thứ hai nếu trong các ngươi thật sự có người có thể thi vào sử lai khắc học viện trở thành đệ tử chính thức của sử lai khắc như vậy thì thiên la học viện sẽ đạt được ban thưởng đến từ sử lai khắc cứ có một học viên thi vào thiên la học viện sẽ đạt được một cái danh ngạch bồi dưỡng giáo sư và thời gian bồi dưỡng là một năm việc này có ích lợi và ý nghĩa cực lớn với học viện chúng ta cho nên vô luận là học viện đối với các ngươi hay do chính các ngươi đối với bản thân mình đều phải đưa ra một cái yêu cầu vô cùng hà khắc đó chính là không tiếc bất cứ giá nào mà phóng xuất ra hào quang rực rỡ nhất của chính mình làm hết mọi khả năng để đạt được thứ hạng tốt lần này mà thành công thì các ngươi sẽ có cơ hội bước lên đỉnh phong của đời người sẽ có một con đường thông thiên coi như là thất bại cũng không phải hối hận bởi vì nó đã cho các ngươi những kinh nghiệm đáng giá nhất nghe rõ cả rồi chứ nghe rõ tất cả đệ tử đều hô lên bên người Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng tiền lỗi đã kích động mà khẽ run người. Bọn hắn nào dám nghĩ tới, có một ngày mình lại có thể tham gia vào khảo hạch chiêu sinh của sử lai khắc. Mà bây giờ, cơ hội này đã bày tới trước mặt, làm sao bọn hắn có thể không kích động đây? Sao có thể không hưng phấn đây? So với hai người bọn hắn thì Lam Hiên Vũ bình tĩnh hơn nhiều, dù sao hắn cũng đã sớm đoán được. Khi Quý Hồng Bân nói bọn hắn sẽ khảo thí vào sử lai khắc, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là bóng dáng nhỏ nhắn có mái tóc dài màu xanh đậm kia nàng cũng muốn khảo thí vào sử lai khắc sao có vẻ như nàng còn mạnh hơn bất cứ người nào trong lớp mình nhưng muốn thi đậu sử lai khắc cũng không phải một chuyện dễ dàng quý lão sư vậy phương thức khảo hạch là cái gì lữ thiên tầm hỏi quý hồng bân nói hiện tại còn chưa rõ về phương thức khảo hạch hải tuyển lắm bởi vì khảo hạch mỗi năm của sử lai khắc học viện đều không giống nhau thứ duy nhất ta có thể nói cho các ngươi biết là cái này sẽ là khảo hạch tổng hợp sử lai khắc học viện yêu cầu phải là ba người một tổ tham gia khảo hạch đây cũng là lý do vì sao, sau khi các ngươi gia nhập lớp thiếu niên năng động vẫn luôn tu luyện theo tổ ba người. Lữ thiên tầm sững sờ, có chút vội vàng nói, ba người một tổ, có nghĩa thi đậu chính là ba người cùng thi đậu, thi không đậu cũng là cùng bị đào thải. Quý hồng bân khẽ gật đầu, chính là như vậy. Vừa nghe hắn nói như vậy, các đệ tử lớp thiếu niên năng động không khỏi hít sâu một hơi, nhất là những người có thực lực mạnh nhất trong một tổ nào đó, tất cả đều nhíu mày, như tổ của lữ thiên tầm thì rõ ràng thực lực của lữ thiên tầm mạnh hơn diệp linh đồng cùng thường kiếm giật cái này có nghĩa là hai người khác sẽ có khả năng kéo chân hắn quý hồng bân mắt hàm thâm ý mà nói cái gọi là tổng hợp khảo hạch khảo hạch không chỉ riêng thứ gì mà cả tốc độ của các ngươi lực lượng hồn lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng kể cả trí tuệ tâm tính cùng năng lực hợp tác đoàn đội thậm chí là một ít năng lực thiên kỳ bách quái không nên thử phỏng đoán mục đích khảo hạch của sử lai khắc bởi vì cho tới giờ sử lai khắc vẫn luôn không làm theo lẽ thường nếu như ngươi biểu hiện được một phương diện ưu tú và được nhận thức, như vậy thì ngươi sẽ có khả năng trúng tuyển trực tiếp mà không cần lại tham gia những khảo hạch còn lại. Thứ duy nhất ta có thể chỉ điểm các ngươi là luôn phải đứng thẳng, đó là thứ căn bản nhất. Có thể nói rằng những lời này của Quý Hồng Bân là đang khuyến khích mọi người, nhưng trên thực tế thì nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa, bởi vì vốn không có ai biết, rốt cuộc thì khảo hạch của sử lai khác là cái gì. Hải tuyển bắt đầu, khi các đệ tử lớp thiếu niên năng động cùng tiến vào mô phỏng khoang thuyền bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện quý hồng bân cùng mục trọng thiên cũng tiến vào đây còn là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy lão sư mình trong mô phỏng trong khoang thuyền đi theo chúng ta quý hồng bân khẽ gật đầu với các học viên những thứ nên dặn dò cũng đã dặn dò về sau như thế nào thì phải nhìn vận mệnh của bọn hắn dưới sự dẫn dắt của hai vị lão sư mọi người đi tới phòng huấn luyện quen thuộc đây là nơi bọn hắn vẫn luyện tập thực chiến nhiều nhất Quý Hồng Bân mang bọn hắn đi thẳng đến trước một quầy ngoài cùng bên trái. Tới đây bọn hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, phòng huấn luyện đã nhiều thêm cái quầy phục vụ. Màu sắc quầy hàng này hơi khác những quầy còn lại một chút, ngồi phía sau là một nữ tử có tướng mạo rất tú lệ. Nữ tử này nhìn qua chừng 20 tuổi, đoan trang tú lệ, mang theo một vẻ mỉm cười ôn hòa. Thấy mọi người tới đây, nàng chủ động đứng lên, mỉm cười nói, các ngươi tốt chứ, ta là Lăng Y Y, chương 153 ủng hộ kênh qua lazy com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Quý Hồng Bân khẽ gật đầu với nàng, xin chào, đã làm phiền ngươi. Lăng y y nhìn về 21 tên đệ tử phía sau hắn, mỉm cười nói, tốt rồi, mời các vị đi theo ta. Nụ cười của nàng rất đẹp, cho người ta một loại cảm giác như tắm. Nàng dơ bàn tay trắng nõn lên, một tầng hào quang nhu hòa lóe lên. Nháy mắt sau đó, tất cả học viên lớp thiếu niên năng động đã biến mất vô tung mục trọng thiên có chút cảm thán mà nói thật sự là hâm mộ những hài từ này lúc còn trẻ ta lạ không có cơ hội này quý hồng Bân liếc mắt nhìn hắn với tư cách chỉ nhiệm lớp thiếu niên năng động của ngươi nếu trong bọn hắn có người thi đậu thì ngươi cũng sẽ có cơ hội tới sử lai khắc bồi dưỡng không có tin tưởng với đám học viên của mình sao mục trọng thiên cười khổ trước mặt sử lai khắc học viện thì ai dám nói mình có lòng tin đây quý lão sư ngài là người hiểu rõ sử lai khác nhất ở đây ngài cảm thấy những hài tử này có cơ hội thi đậu hay không Quý Hồng Bân lắc đầu, ta cũng không biết. Phương thức khảo hạch của sử lai like khác sẽ thay đổi hàng năm, đôi khi vận khí thật sự rất trọng yếu. Mục Trọng Thiên nói, vậy ngài xem trọng tổ nào nhất đây? Quý Hồng Bân nói, tất nhiên là tổ Lam Hiên Vũ. Mục Trọng Thiên sững sờ, tổ Lam Hiên Vũ. Luận tu vi, hẳn là Lữ Thiên Tầm sẽ cơ hội lớn nhất. Lữ Thiên Tầm đã sớm vượt qua 30 cấp, Thường Kiếm Giật cũng đã qua 30 cấp, Diệp Linh Đồng cũng có 28 cấp. Thực lực tổng hợp của ba người lại mạnh nhất lớp không phải bọn hắn rất có cơ hội sao quý hồng bân lộ vẻ tươi cười ngươi nói như vậy là vì ngươi không biết về sử lai like khắc khẩu hiệu của sử lai like khắc là chỉ lấy quái vật không thu người bình thường thực lực của bọn nhóc lữ thiên tầm bọn coi như có thể trong đám bạn cùng tuổi nhưng ta hỏi ngươi trong toán liên bang thì cái tu vi này của bọn hắn còn có tác dụng hay không nhiều hay không coi như là không phải quá nhiều nhưng cũng sẽ không quá ít võ hồn của bọn hắn không kém nhưng vẫn có chút bình thường trừ phi bản thân chúng có một lĩnh vực nào đó rất đặc biệt, hoặc có thể dùng thực lực tuyệt đối đi nghiền ép đối thủ, nếu không thì khả năng trổ hết tài năng cũng sẽ không lớn. Mục Trọng Thiên nói, nhưng thực lực bình quân của Tổ Lam Hiên Vũ có chút yếu. Quả thật hắn là song sinh võ hồn, hơn nữa vô cùng kỳ lạ, nhưng dù sao tu vi cũng khá thấp. Mà nguy hại của cái võ hồn dung hợp kỹ kia cũng rất lớn, không thể luôn sử dụng. Mà nếu không có Lam Hiên Vũ phụ trợ thì thực lực của tiền lỗi và lưu phong cũng không được tốt cho nên thoạt nhìn thì tổ này của bọn hắn coi như cũng được, nhưng cẩn thận mà xem một chút thì lại là sơ hở trồng chất. Quý Hồng Bân nói, nhưng bọn hắn lại có đầy đủ sự quái dị. Tốc độ của Lưu Phong đã vượt qua lẽ thường, thậm chí nhanh đến nỗi không thể khống, điểm này hẳn là ngươi đã rõ. Thế nhưng nếu cái cực hạn tốc độ này của hắn trở nên khả khống thì sao đây? Chúng ta dạy không được không có nghĩa là sử lai khác cũng dạy không được. Mà trong ba người bọn hắn, quái dị nhất còn không phải Lưu Phong, cũng không phải Lam Hiên Vũ, mà là tiền lỗi. Võ hồn triệu hoán của tiểu tử này chính ta cũng chưa từng thấy qua, cho dù ban đầu học ở sử lai khác, ta cũng chưa nhìn thấy nó trên bất cứ điển tịch nào. Rất có thể đây chính là một loại võ hồn hoàn toàn mới, tuy không đáng tin cậy, thế nhưng nó đã đáng tin cậy từ lúc tiền lỗi biến thành người mạnh nhất lớp. Riêng cái võ hồn quái dị này của hắn cũng đã rất đáng được nghiên cứu. Cho nên, nếu bọn hắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch phía trước, thì cơ hội sau này sẽ lớn hơn người khác một chút. Mục trọng thiên chợt nói, thì ra là như vậy, vậy xem ra nếu sau này chúng ta tiếp tục xây dựng lớp thiếu niên năng động thì khi tuyển chọn đệ tử còn phải chú ý hai từ quái dị này rồi quý hồng bân nói xem một chút lần này có người thi đậu hay không đã nếu một người cũng không có thì chỉ sợ học viện cũng sẽ không hao phí nhiều tài nguyên như vậy nữa mục trọng thiên nói không phải ba người sao không phải ngươi nói thi đậu chính là một tổ cùng thi đậu sao quý hồng bân nói đó là lúc trước ta nói như vậy là vì tăng cường ý thức đoàn đội của bọn hắn để bọn chúng đừng bởi vì vứt bỏ đồng đội mà bị loại bỏ đến khảo hạch phía sau thì năng lực cùng đặc điểm cá nhân mới là thứ học viện coi trọng nhất về phần có cả tổ thi đậu hay không thì còn phải xem năng lực cá nhân của bọn hắn mục trọng thiên cười khổ ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ quý hồng bân mắt hàm thâm ý mà nói tiêu chuẩn khảo sát ban đầu của sử lai khác vẫn là tiếp tục sử dụng tiêu chuẩn của ba vạn năm trước nhưng theo thời đại tiến bộ cùng khoa học kỹ thuật phát triển, thân thể tố chất cùng thiên phú của người hiện nay đã tốt hơn rất nhiều so với 3 vạn năm trước. Nên thực ra cái tiêu chuẩn này cũng đã không tính cao. Chẳng qua là vì tuân theo truyền thống. Hơn nữa, hàng năm sử lai khác học viện chỉ thu 30 học viên, nên muốn thi đậu nói dễ vậy sao, cũng không phải dùng hồn lực cùng tuổi là có thể ước định. Phương thức khảo hạch luôn thiên kỳ bách quái, nhưng cuối cùng chính là bốn chữ, tố tổ chất tổng hợp hào quang lóe lên, Lam Hiên Vũ cùng các học viên đã được đưa tới một nơi khác. Nữ tử tên Lăng Y Y kia đứng trước mặt bọn hắn, nàng khẽ mỉm cười, các vị đồng học ta là người dẫn đường hải tuyển lần này của các ngươi. Tiếp tới ta sẽ giảng giải cho các ngươi một ít việc cần chú ý, tình huống tiếp theo như thế nào thì phải xem năng lực của chính các ngươi rồi. Lam Hiên Vũ vừa nghe nàng nói vừa quan sát tình huống bốn phía. Nơi này là một mảnh sơn cốc, chung quanh không có lấy một ngọn cỏ, là một cái hình đài giữa sườn núi phóng tầm mắt nhìn lại phía dưới là quái thạch lởm chởm lăng y y nói nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là sinh tồn dùng tiểu tổ làm đơn vị hành động ba người một tổ trong sơn cốc này có một ít hồn thú bọn chúng có tính công kích khá mạnh thời gian sinh tồn của các ngươi càng dài thì số điểm đạt được trong hải tuyển sẽ càng cao nếu có thể săn giết hồn thú thì sẽ có điểm cộng dựa theo từng loại nếu các ngươi bị hồn thú giết chết thì khảo hạch liền chấm dứt sinh tồn có vẻ cái này rất giống với khảo hạch trước kia khi bọn hắn tiến vào lớp thiếu niên năng động bọn hắn đều đã tham dự qua loại huấn luyện như vậy nên sau khi đám đệ tử lớp thiếu niên năng động nghe lăng y y nói vậy thì cũng không có phản ứng gì lớn sau khi thấy bọn hắn đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ lăng y y mắt hàm thâm ý mà mỉm cười vậy thì bắt đầu thôi chúc các ngươi may mắn nói xong hao tay lăng y y khẽ vẫy trong mơ hồ có một tầng năng lượng phóng ra từ trên người nàng nháy mắt sau đó, nàng đã hóa thành một đạo hào quang mà biến mất, lặng yên không một tiếng động. Tiền lỗi cùng Lưu Phong đứng sang hai bên người Lam Hiên Vũ, mấy năm qua, việc phối hợp của bọn hắn sớm đã hết sức ăn ý, cũng tạo thành đội hình dùng Lam Hiên Vũ làm hạch tâm chiến đấu. Lăng y y vừa đi, tiền lỗi đột nhiên nhíu nhíu mày, sao ta lại cảm thấy có chút không đúng. Còn nữa, hiện tại chúng ta là hơn 20 cá nhân ở cũng một chỗ, đây không phải là có thể cùng hành động sao. Chẳng phải là sẽ an toàn hơn rất nhiều hắn vừa dứt lời đột nhiên một tiếng giống vẫn nộ trời rung đất chuyển vang lên tất cả học viên lớp thiếu niên năng động đều bị dọa cho nhảy dựng không hẹn mà cùng tập trung về hướng thanh âm kia chuyển đến từ nơi này bọn hắn có thể thấy rõ tình huống phía dưới sơn cốc địa thế sơn cốc này vô cùng rộng rãi bên trong là đồi núi làm chủ nhưng lại không có thảm thực vật khắp nơi đều là trụi lùi mà một tiếng giống vẫn nộ kia là chuyển tới từ nơi sâu trong sơn cốc sau đó bọn hắn liền thấy một mảnh xương mù lượn lờ tình huống như thế nào đây Lữ Thiên Tầm hét lớn một tiếng để phòng chú ý ẩn nấp, tuy rằng tự ý nào đó mà nói mọi người đang là quan hệ cạnh tranh, nhưng Lăng Y Y đã nói khảo hạch bọn hắn phải đối mặt là sinh tồn, nói cách khác sống sót là việc trọng yếu nhất. Mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn hắn là đến từ ngoại bộ chứ không phải những đồng học ở đây. Đoàn kết nhất trí đối ngoại, bảo đảm sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Mọi người đều làm ra những phản ứng đầu tiên là tìm kiếm những núi đá mà tránh né, ngồi xổm người xuống tận khả năng mà ẩn nấp chính mình. Chương 154 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Ngao, lại là một tiếng giống ngập trời vang lên, tiếng rỗng phẫn nộ đinh tai nhức óc vang vọng trong sơn cốc, kéo dài không dứt. Ùng, ùng, ùng. Âm thanh trầm thấp vang lên trong cả sơn cốc. Sau đó là những âm thanh nhào vụn dày đặc. Làm hiên vũ liếc nhìn lại, hắn giật mình mà thấy. Không biết từ lúc nào trong sơn cốc đã chui ra rất nhiều sinh vật, chúng đang bay nhanh về bốn phương tám hướng vách núi, hắn tập trung nhìn vào, kia rõ ràng là một loại thần lằn mảnh dài hẹp, thân hình gầy cao. Những loại thần lằn này thoạt nhìn thì dài ngắn không đồng nhất, nhưng ngắn nhất cũng vượt qua một mét. Da màu nâu xám, mơ hồ có từng đường vằn màu đỏ sậm, trong những đường vằn màu đỏ sậm đó là hào quang lưu chuyển như nham thạch nóng chảy. Địa hỏa tích dịch. Nhiều như vậy. Chỉ một chút Lam Hiên Vũ đã nhận ra những hồn thú này, Địa hỏa tích dịch, một loại hồn thú hỏa thuộc tính, sống quần cư, bình thường đều là hai ba mươi đầu ở một chỗ sinh hoạt, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, bình thường chúng thường sinh hoạt phụ cận núi lửa. Nghe nói địa hỏa tích dịch tu luyện qua vạn năm có thể tiến hóa thành hỏa long, mà hỏa long chính là thuộc về Á Long, là một loại rất cường hãn. Lúc này, địa hỏa tích dịch xuất hiện ở trong sơn cốc đâu chỉ là trăm ngàn đầu. Bọn chúng đồng thời hướng về bốn phương tám hướng mà phóng đi, mà lớp thiếu niên năng động lại đang ở lưng chừng núi. Không thể nghi ngờ bọn hắn sẽ phải chịu sự trùng kích của đám hồn thú này. Lui lên hướng đỉnh núi. Lữ thiên tầm quyết định rất nhanh, không chút do dự mà nói. Nói xong, hắn là người đầu tiên phóng lên hướng đỉnh núi. Nơi này của bọn hắn cũng không có đường, bên người đều là vách núi, nhưng đối với những học viên của lớp thiếu niên năng động thì hiển nhiên điều này còn chưa coi vào đâu. Mọi người cũng hiểu rõ, tới đỉnh núi đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu bên ngoài sơn cốc là địa thế rộng rãi thì bọn hắn muốn chạy trốn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Địa hỏa tích dịch có một khuyết điểm là tốc độ cũng không quá nhanh. Cuối cùng thì khóa học của Quý Hồng Bân cũng không có uổng phí, những đặc tính của địa hỏa tích dịch đặc tính bọn hắn vẫn nhớ rõ rất rõ ràng ngao tiếng giống giận dữ lại một lần nữa vang lên. Địa hỏa tích dịch, phía dưới nghe được tiếng giống giận dữ này thì dốc độ chạy trốn đột nhiên tăng vọt. Sau đó, đám người Lam Hiên Vũ liền thấy được một màn khiếp sợ. Một đạo thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi đi ra từ trong sơn cốc, cái thanh âm ùng ùng trầm đục kia chính là âm thanh cước bộ của nó. Cái này là, ánh mắt mọi người đều động lại, đáng sợ hơn chính là quái vật khổng lồ kia đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt thật to đang nhìn về hướng bọn hắn bên này. Cái thứ này là cái quái gì vậy? Tiền lỗi nhịn không được mà hú lên quái dị. Đó là một đầu hồn thú cực lớn. Thân thể của nó cao hơn 30 mét, cái đuôi cực lớn kéo dài sau lưng, thân thể nó đang đứng thẳng, dùng hai chân cùng đuôi mà chống lấy thân thể khổng lồ, bước đi như bay. Sau lưng nó còn có một đôi cánh, cánh không lớn, hiển nhiên không đủ để khiến nó bay lên, nhưng cũng đang không ngừng đập rung, cũng tăng thêm cho nó một tốc độ nhất định. Trên đầu nó là cái miệng khổng lồ, có từng đám gai nhọn cực lớn kéo đai từ đỉnh đầu tới sau lưng, một mực lan tràn đến phần đuôi, toàn thân nó là lân phiến màu đỏ sậm bao trùm, chung quanh thân thể nó trong phạm vi mười mấy thước đang là không gian vạn vẹo, có thể thấy nhiệt độ trên người nó cao bao nhiêu. Loại hồn thú này, ai cũng chưa thấy qua, cho dù là Lam Hiên Vũ hiểu rõ nhất về hồn thú cũng vậy. Nhưng vô luận là từ hình thể hay từ khí tức của nó mà xem, thì tất cả mọi người đều biết, bọn hắn đã gặp được đại phiền toái rồi. Trước kia đệ tử lớp thiếu niên năng động cũng thường xuyên tiến hành huấn luyện sinh tồn thế này, nhưng những huấn luyện lúc đó được dựng lên là hoàn toàn nhằm vào tu vi của bọn hắn, nói cách khác bọn hắn chỉ gặp những hồn thú mạnh hơn mình một chút hoặc ngang bằng với mình chứ chưa bao giờ giống trước mắt đụng phải một tồn tại không cách nào chiến thắng như vậy không cần biết nhìn thế nào thì hồn thú trước mắt này ít nhất cũng phải là vạn năm cấp độ hơn nữa còn không phải vạn năm bình thường căn bản là bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ trong nháy mắt mọi người nhìn tới nó đã há to mồm ngay sau đó là một quả cầu lửa được nó phun tới hỏa cầu kia bay tới như sao băng, chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, mà trong quá trình phi hành nó còn kéo túm ra một đường đuôi lửa thật dài, tản mát ra khí tức kinh khủng, phảng phất muốn đốt cả trời đất. Hỏa cầu cực lớn đón gió mà biến lớn hơn nữa, vừa phun ra chỉ là đường kính 1 mét, nhưng khi nó tới gần bên cạnh vách núi này thì đường kính đã đạt đến 5 mét. Đây quả thực là như liều mạng với chủ pháo của chiến hạm cỡ nhỏ rồi. Chạy mau! Cũng không biết là ai hét to một tiếng, tất cả đệ tử lớp thiếu niên năng động đều đem hết khả năng mà quay người bỏ chạy, trong khoảng thời gian này cũng không ai cố bày ra trận hình, tận khả năng mà tránh đi những công kích trước người kia mới phải. Lam Hiên Vũ phản ứng rất nhanh, tay trái một phát bắt được tiền lỗi, tay phải cũng lập tức bắt lấy Lưu Phong, Kim Văn Lam Ngân Thảo lập tức xuất hiện, nhưng nó không vòng lại bàn tay của hắn mà là quấn lên tay Lưu Phong. Sau khi Tu Vi Tăng lên tới hai hoàn, Lam Hiên Vũ đã phát hiện khi mình phụ trợ cho Lưu Phong cùng tiền lỗi, chỉ cần dùng Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy bọn hắn là được cho dù không tiếp xúc thân thể nhưng chỉ cần lam ngân thảo tiếp xúc đối phương là hiệu quả phụ trợ cũng sẽ được như vậy lưu phong đã sớm triệu hồi ra bạch long thương hai cái hồn hoàn màu vàng bay lên từ dưới chân hắn phần đuôi thương khẽ điểm lên vách núi một chút ba người bọn hắn liền liền xông ra ngoài một cách mãnh liệt lưu phong mang theo lam hiên vũ cùng tiền lỗi trực tiếp bắn khỏi sườn núi như một quang ảnh màu trắng sau khi được lam hiên vũ tăng phúc tốc độc của lưu phong chẳng những nhanh vô cùng hơn nữa còn khống chế rất tốt Bọn hắn làm ra một cái chuyển hướng cực đẹp trên không trung, sau khi bắn về phía trước chừng 7-8 mét, một cái vòng qua lại nhích tới gần vách núi. Bạch Long Thương khẽ chống trên vách núi đá, bọn hắn lại tiếp tục phóng lên phía trên. Oanh! Một tiếng địa chấn nổ vang vang lên, cái hòa cầu cực lớn kia hung hăng mà đập lên vách núi đá. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, tiếng gầm cực lớn cũng nương theo sóng lửa kinh nhũng mà bộc phát trên người Lam Hiên Vũ tản mát ra một tầng băng sương mù, tận khả năng mà bao phủ lấy tiền lỗi cùng Lưu Phong, đối kháng lại luồng hỏa nhiệt bỗng nhiên bạo tăng. Nhưng luồng sóng xung cường đại vẫn đánh bay ba người vọt lên trên. Lam Hiên Vũ kéo tiền lỗi một phát, che ở trước người hắn, sau lưng ngưng tụ một tầng băng, dùng thân thể của mình mà ngăn trở cho tiền lỗi, đồng thời cũng giúp đỡ Lưu Phong ngăn lại đại lượng sóng xung kích một tầng kim sắc quang mang lóe lên rồi biến mất từ trên người hắn, khi sóng xung kích đánh lên thân thể hắn, tuy bọn hắn bị đánh bay nhưng Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy một cỗ đại lực truyền khắp toàn thân, ngược lại là tinh thần tăng nhiều. Hồn kỹ thứ hai của Kim Văn Lam Ngân Thảo Bá Thể. Khi Lam Hiên Vũ tiến vào trạng thái bá thể hắn sẽ có thể hóa giải lực công kích trên phạm vi lớn, đồng thời đem một bộ phận lực công kích đó chuyển hóa thành lực lượng bản thân, Lúc này bọn hắn đã không còn nhìn thấy những đệ tử khác của lớp thiếu niên năng động, cũng không biết bọn hắn ứng biến thế nào dưới trùng kích của hỏa cầu này đây. Lưu Phong lại tiếp tục phóng hướng lên trên, bằng vào kim văn lam ngân thảo tăng phúc, hắn có thể khống chế rất tốt tốc độ của bản thân, mỗi lần bạch long thương điểm lên, trên vách núi đá đều có thể kéo bọn hắn lên 7-8 mét. Sau khi đã ngăn được sóng xung kích, Lam Hiên vũ hướng dưới núi mà nhìn lại. Hồn thú khổng lồ kia vùa cúi một cái liền cắn chết một đầu địa hỏa tích dịch, hai ba miếng liền nuốt xuống, thân thể nó quét ngang cái đuôi khổng lồ vừa quét ra liền đánh bay một đám địa hỏa tích dịch sau đó nó sải bước mà lao tới hướng bọn hắn lúc này lam hiên vũ cũng đã nhìn thấy bộ nhóm đồng học những người kéo lên đỉnh núi như bọn hắn cũng có thí dụ như tổ kim tường rất am hiểu phi hành còn tổ có thực lực cường hãn như lữ thiên tầm mà những tổ còn lại kia đều lựa chọn hạ xuống không sai khi hỏa cầu đến mắt thấy đã không còn cách nào đối kháng thì như thế nào mới có thể kéo giãn khoảng cách nhanh nhất chính là thả rơi tự do cho nên, có bốn tổ của lớp thiếu niên năng động lựa chọn nhảy xuống bình đài giữa sườn núi kia trước tiên. Thậm chí bọn hắn còn tránh được ảnh hưởng của hỏa cầu kia rất tốt, chỉ cần ứng đối với những nham thạch đang lăn xuống từ không trung kia là được. Nhưng làm như vậy thì không thể nghi ngờ là càng kéo gần khoảng cách với đầu hồn thú khổng lồ kia, đồng thời bọn hắn cũng phải chống lại đám địa hỏa tích dịch đang lao tới. Chương 155 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Hiền Vũ, kia là cái gì vậy? Tiền Lỗi vẫn còn sợ hãi mà hỏi. Đối với việc Lam Hiên Vũ bảo vệ cho hắn, hắn đã sớm thành thói quen, vì bình thường lúc huấn luyện Lam Hiên Vũ cũng thường xuyên bảo hộ hắn. Ai bảo hắn là người yếu ớt nhất đây? Lam Hiên Vũ nói, cảm giác của ngươi không sai, vừa lúc Lăng Y Y biến mất chính là phóng xuất ra thứ này. Hiện tại tinh thần lực của tiền lỗi cũng không kém hơn Lam Hiên Vũ bao nhiêu, ít nhất cũng có 450 điểm rồi. Khi hồn lực của hắn đột phá tới song hoàn, tinh thần lực đã từng xuất hiện tình huống tăng mãnh liệt, hơn nữa, tiền lỗi còn có trực giác cực nhạy cảm, am hiểu nhất là phát hiện ra những nguy hiểm tiềm ẩn. Ta cũng không biết loại hồn thú này, hẳn là một loại hồn thú biến dị. Nhìn bộ dáng của nó thì vó lẽ vẫn thuộc loại địa hỏa tích dịch, chẳng qua là không biết nó đã tu luyện bao lâu, khả năng có tới mấy vạn năm, sau đó đã xảy ra lột xác. Bởi vì dù địa hỏa tích dịch tiến hóa thành là địa hỏa long cũng sẽ không có cánh, nhưng nó lại có cánh, hơn nữa toàn thân có lần phiến màu đỏ. Ta rất hoài nghi, có lẽ sau khi nó xuất hiện dị biến thì tiến hóa tới chân long. Hỏa thuộc tính biến thành Xích Long. Nó hẳn là một dạng tồn tại giữa Địa Hỏa Long và Xích Long. Sau khi Lam Hiên Vũ tỉnh táo lại thì cũng đã có phán đoán về con quái thú kia, tuy nó còn không phải chân long, nhưng cũng đã vượt xa tầng thứ Địa Long, nên giờ đừng nói là bọn hắn, cho dù là đến một ít thất hoàn cường giả cũng chỉ sợ không đối phó được nó. Lúc này bọn hắn cũng đã hiểu rõ, vì sao trước khi đi lăng y y lại để lại một ánh mắt có chút quái dị rồi, chỉ sợ nàng đang cầu an giúp bọn hắn. Địa Hỏa Xích Long đây là cái tên Lam Hiên Vũ tạm thời nghĩ cho cái mọi người. Lúc này, đầu địa hỏa xích long cực lớn kia không có nhìn về phía ba tổ đang chạy trên núi, mà đem ánh mắt tập trung vào bốn tổ phía dưới. Không hề nghi ngờ, hứng thú của nó, đối với nhân loại rõ ràng lớn hơn đối với những đầu địa hỏa tích dịch kia. Mà địa hỏa tích dịch cũng đã bắt đầu phát khởi tiến công với bốn tổ phía dưới của lớp thiếu niên năng động. Hiền Vũ, người nói về sau ta có thể triệu hồi ra một hồn thú mạnh như vậy không? hai mắt tiền lỗi như tỏa ánh sáng từ khi có lam hiên vũ phụ trợ hắn triệu hoán đã trở nên đáng tin cậy hơn nhiều tuy mỗi lần triệu hoán đều là một hồn thú khác nhau nhưng thực lực của chúng đều không tầm thường lam hiên vũ liếc mắt nhìn hắn ngươi sau thất hoàn hãy nghĩ tới vấn đề này lại nói đầu hồn thú lần trước ngươi bảo tồn vẫn còn chứ còn chứ đương nhiên còn ta đây là người rất đáng tin cậy tiền lỗi lập tức vỗ vỗ bộ ngực Lưu Phong đang mang theo bọn hắn bay nhanh tức giận nói, ra mặt dày đến loại trình độ này rồi sao, cũng là một việc rất khó khăn. Ta thực là bội phục ngươi. Ngươi cút. Tiền lỗi tức giận nói. Ngao lại là một tiếng giống rung trời, địa hỏa xích long há miệng, hỏa cầu cực lớn thứ hai đã bay xuống phía bốn tổ bên dưới. Mà lúc này, bốn tổ này lại đang tụ tập ở một chỗ, mà chiến đấu với những thứ đầu địa hỏa tích dịch đang vậy quanh. Hỏa cầu cực lớn lại đến đột nhiên như vậy thì quả thực là tai họa ngập đầu, lam hiên vũ đột nhiên nghĩa được gì đó hắn quay sang nói với lưu phong nhanh kéo giãn khoảng cách với hạ tổ kim tường cùng lữ thiên tầm có vẻ đầu địa hòa xích long kia thích công kích nơi nhiều người đúng vậy nó vừa xuất hiện liền lập tức công kích bọn hắn mà ngay sau khi bọn hắn phân tán nó lại chẳng thèm nhìn bên này một cái trực tiếp công kích bốn tổ dưới mặt đất hai bên có cái gì khác nhau nhân số ý nghĩ của lam hiên vũ cực kỳ linh hoạt theo học ngân thiên phàm đã nhiều năm như vậy, nếu ý nghĩ không linh hoạt sẽ không thể theo kịp tiết tấu của vị lão sư này. Hơn nữa hắn vừa mới đột nhiên nhớ tới, khi lăng y y giới thiệu về hải tuyển nàng cũng đã nói, để bọn chúng dùng tiểu tổ làm đơn vị hành động. Tuy nàng không có có nói rõ nhưng có vẻ như đang ám chỉ cái gì. Nói cách khác, rất có thể bọn hắn sẽ gặp mặt địa hỏa xích long trực tiếp công kích. Như vậy thì dùng tiểu tổ làm đơn vị hành động sẽ khá hơn một chút sao? Hay sẽ có thay đổi gì? hiện tại lam hiên vũ không có cách nào đi xác định những phán đoán này nhưng hắn nhất định phải đi nếm thử đầu điệu hỏa xích long kia thật sự là rất đáng sợ ai cũng không ngăn được công kích của nó muốn sống sót dưới loại tình huống này thì đầu tiên chỉ có thể tránh phải đối mặt chính diện với công kích của nó lưu phong vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào những quyết định của lam hiên vũ ba người một tổ thì nhất định phải có một cái hạch tâm không chỉ là hạch tâm chiến đấu mà còn là gạch tâm chỉ huy lưu phong vừa lóe lên hắn không leo thêm lên trên nữa mà nhanh chóng lách mình về phía xa Oanh! Hỏa cầu nổ tung, sóng lửa kinh khủng tàn sát bừa bãi, mảng lớn địa hỏa tích dịch, bị nổ cho tung bay à tất nhiên bị tạc bay theo còn có những đệ tử của lớp thiếu niên năng động. Dù thế nào bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái khảo hạch hải tuyển này sẽ thảm liệt tới như vậy, hơn nữa lại còn phải đối mặt với một đối thủ không cách nào ngăn cản. Bốn tổ tổng cộng 12 người, lập tức có 7 người bị sóng lửa cắn nuốt, mà ba người còn lại cũng bị nổ bay từ phía tránh né, không phải bọn hắn không muốn né tránh mà còn phải đối mặt với đám địa hỏa tích dịch vây công từ bốn phương tám hướng nên căn bản là bọn hắn không có cơ hội né tránh trong chốc lát tổn thất vô cùng nghiêm trọng lam hiền vũ vẫn luôn chú ý tới tình huống phía dưới khi có bảy người bị sóng lửa nuốt hết hắn lập tức chú ý tới biến hóa của đầu địa hỏa xích long kia địa hỏa xích long nâng cặp mắt lạnh như băng mà nhìn tới hướng đỉnh núi vốn ba tổ này của bọn lam hiền vũ cũng cách nhau không xa lắm nên ngay khi chúng cùng lên núi thì cũng đã gần tương đối rồi Lúc này, Tổ Lam Hiên Vũ lại đã kéo giãn khoảng cách, nên hai tổ Lữ Thiên Tầm cùng Kim Tường lại biến thành gần nhau. Mấy người bên tổ Kim Tường có thể bay, tất nhiên bọn hắn sẽ tận lực mà đi theo Lữ Thiên Tầm, dù sao thì ai chẳng muốn ở cùng chỗ với cường giả chứ. Về phần Lam Hiên Vũ bên này, quan hệ của bọn hắn với Kim Tường vốn cũng không quá tốt nên hắn cũng không có ý muốn hợp tác. Lúc này, tình huống phía dưới đã khủng bố như vậy, nên mấy người Kim Tường cũng không có chú ý đến việc ba người Lam Hiên Vũ đã kéo giãn khoảng cách. Mà nháy mắt sau đó, địa hỏa xích long lại há miệng hỏa cầu thứ ba phóng thẳng đến phía hai tổ của kim tường và lữ thiên tầm làm hiên vũ vẫn luôn một mực chú ý hướng đi của địa hỏa xích long khi thấy nó vừa phun ra hỏa cầu hắn đã lập tức xác nhận được phán đoán lúc trước của mình hét lớn một tiếng tách ra nhanh tách ra dùng tiểu tổ làm đơn vị có lẽ nó sẽ không công kích nữa tất cả mọi người tách ra một tiếng hét này hắn đã dùng hết sức mà hôn nên cũng đủ truyền khắp đỉnh núi cùng dưới núi vô luận nói như thế nào thì tất cả mọi người cũng là đồng học ba năm nay với nhau có thể giúp đỡ một chút đương nhiên hắn sẽ giúp mắt thấy hỏa cầu bay vụt mà đến đám người lữ thiên tầm đã sợ tới mức hồn bay lên trời ba người bên kim tường thì vội vàng bay sang bên cạnh mà chính lúc này cùng là lúc giọng nói của lam hiên vũ truyền đến lữ thiên tầm luôn luôn làm việc quả quyết quyết định thật nhanh một tay bắt lấy thường kiếm giật đồng thời nói với diệp linh đồng bên người nhảy xuống Lúc trước nọn hắn là bằng vào thực lực cường đại của bản thân mà miễn cưỡng trèo lên, nhưng lúc này hỏa cầu đã đến, căn bản là không có khả năng né về phía trước. Lữ Thiên Tầm cùng Diệp Linh Đồng nhảy xuống, chỉ một nháy mắt sau, một tiếng nổ vang kịch liệt truyền tới từ phía sau đỉnh đầu bọn hắn. Từng khối nham thạch lớn mang theo hỏa quang cuồn cuộn mà lao xuống. Thường kiếm giật lập tức phóng thích một cái hồn kỹ chậm chạp, trì hoãn hướng về phía trước. Làm giảm bớt tốc độ rơi, Lữ Thiên Tầm cũng ngửa đầu thét dài một tiếng, Hoàng Kim Sư Tử hống, trong tiếng giống phẫn nộ này của hắn, tất cả đá nham thạch chung quanh đều bị chấn bay. Diệp Linh Đồng một phát bắt được Lữ Thiên Tầm, trên người nàng là bạch quang nở rộ, bỗng nhiên dừng giữa không chung một lát, sau đó chụp một trường về phía vách núi bên cạnh, ba người lại lần nữa rơi xuống bình đài giữa sườn núi, sự phối hợp này không thể bảo là không ăn ý. Lữ Thiên Tầm cũng không có nhìn hướng địa hỏa xích long nữa, mà nhìn về phía ba người Lam Hiên Vũ nơi xa kia. Lúc này, nhóm Lam Hiên Vũ đã kéo giãn một khoảng cách khá xa bọn họ, đang leo lên trên từ một phương hướng khác, Lữ Thiên Tầm hít sâu một hơi, tự nhủ Lam Hiên Vũ lợi hại, không thể nghi ngờ, hắn đã thiếu nợ rồi. Nếu không có một tiếng nhắc nhở kia của Lam Hiên Vũ, thì không hẳn hắn sẽ quyết định nhảy xuống nhanh như vậy. Dù sao bọn hắn đã rất vất vả mới leo đến nơi cao như vậy, nhưng nhảy xuống lại là biện pháp tốt nhất để kéo giãn khoảng cách với Kim Tường, lập tức có thể phân tán ra. Không thể nghi ngờ, phán đoán của Lam Hiên Vũ đã cứu được những người còn lại này mà lúc này năm người còn sống phía dưới cũng đã nhanh chóng tách ra một bên hai người một bên ba người đã kéo ra được một khoảng cách nhất định nhưng một màn kỳ dị cũng xuất hiện nay sau đó sau khi bọn hắn tách ra đầu địa hỏa xích long cực lớn kia lại giống như không nhìn thấy bọn hắn nữa vậy nó quét ngang cái đuôi to phụt hỏa cầu mục tiêu công kích đều là địa hỏa tích dịch chung quanh nó sự thật đã chứng minh, phán đoán của Lam Hiên Vũ là hoàn toàn chính xác, khi bọn hắn dùng tiểu tổ làm đơn vị hành động, đầu địa hỏa xích long không thể đối kháng nổi này cũng không còn truy kích bọn hắn. Chương 156 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. 7 người, 1 phần 3 số học viên của lớp thiếu niên năng động, cũng vì không phán đoán được tình thế một cách rõ ràng mà đã xong khảo hạch. Không thể nghi ngờ, bọn hắn còn chưa được bày ra thực lực của bản thân thậm chí có thể nói là biệt khuất, thế nhưng trong cái khảo hạch này thì căn bản là không có cơ hội thứ hai. Những người còn lại đều cảm thấy rất may mắn trong nội tâm cảm ơn bội phục đối với Lam Hiên Vũ không thôi. Nếu không có nhắc nhở của hắn thì dù mấy người tổ kim tường cùng Lữ Thiên Tầm coi như là có thể tránh thoát nhưng nói không chừng tránh xong sẽ tụ hợp lại. Mà năm người phía dưới nếu cứ tiếp tục tụ tập ở một chỗ thì căn bản là không có khả năng chịu nổi một lần công kích nữa. Lúc này tuy sau khi bọn hắn tách ra thì tình cảnh vẫn khó khăn như trước, bởi vì phải đối mặt với đại lượng địa hỏa tích dịch trùng kích, nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với đầu địa hỏa xích long kia. Mà lúc này đây, ba người Lam Hiên Vũ đã tới đỉnh núi dưới sự dẫn dắt của Lưu Phong. Sau khi bọn hắn leo lên đến đỉnh núi thì không khỏi hít một hơi khí lạnh, bởi vì lúc này bọn hắn đã thấy rõ đỉnh núi bên kia là cái gì rồi. Là sơn cốc, bên kia cũng là một cái sơn cốc thật lớn nhưng trọng yếu hơn là bọn hắn thấy được tình huống y hệt ở sơn cốc bên kia, cũng là một đàn địa hỏa tích dịch và một đầu địa hỏa xích long, khổng lồ còn có vài tên hồn sư thiếu niên đang chạy chối chết. Không hề nghi ngờ, sơn cốc bên kia chính là một chiến trường khác của hải tuyển. Hơn nữa tình huống bên kia còn càng kém hơn lúc này, cũng chỉ còn không đến 5 người rồi. Nhanh cúi xuống, tiền lỗi đột nhiên hét lớn một tiếng. Làm hiên vũ không chút do dự mà kéo lưu phong, một phát ba người vừa mới đứng trên đỉnh núi đột một ngồi trồm hổm xuống. Lúc này, hai hỏa cầu cực lớn đang bay vụt đến phía bọn hắn từ đỉnh núi hai bên. Lam Hiên Vũ đem hồn lực rót vào người Lưu Phong, Lưu Phong cầm theo Bạch Long Thương, ba người nhanh chóng theo vách núi mà phóng đi. Căn bản không cần Lam Hiên Vũ nói, Lưu Phong cùng tiền lỗi cũng hiểu bọn hắn đã gặp phải tình huống gì. Lên tới đỉnh núi, thứ phải đối mặt không chỉ là sông kích của một đầu địa hỏa xích long, mà là hai bên địa hỏa xích long giáp công. Ba người kim tường cũng đang phải đối mặt tình huống như vậy, mới vừa ngóc lên thấy được tình huống bên kia thì đã gặp phải hỏa cầu khổng lồ, bọn hắn sợ tới mức lập tức bay xuống dưới có điều có thể phi hành vẫn là rất có lợi bởi vì địa hỏa tích dịch không biết bay ít nhất thì trong suy nghĩ của kim tường là nghĩ như vậy nhưng ngay nháy mắt sau đó bọn hắn liền gặp tai họa ngập đầu một cây hỏa trụ đỏ rực đột nhiên bắn ra từ miệng địa hỏa xích long nó không phun vào người mà lại phun lên bầu trời hỏa trụ phóng lên trời chỉ sau một khắc cả vùng trời cũng đã nổi lên hỏa lưu tinh vũ đây là công kích phạm vi cực lớn đứng mũi chịu xào đúng là người bay cao nhất chính là ba người tổ kim tường những hỏa lưu tinh vũ kia lại giống như có mắt mà oanh kích. Căn bản là kêu thảm thiết bọn hắn cũng không kịp phát ra, cứ như vậy mà biến mất. Kê sát vách núi, nhanh. Lam Hiên Vũ đột nhiên kéo mạnh Kim Văn Lam Ngân Thảo, cùng lúc đó, tay phải hắn chụp tới, năm ngón tay hoàn toàn khảm vào vách đá. Từng hỏa hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng, cả sơn cốc đã hóa thành một cái biển lửa. Khi Lưu Phong cùng Tiền Lỗi quay đầu nhìn lên đều không khỏi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch lúc này bọn hắn mới biết, thì ra công kích của hồn thú có thể khủng bố tới như vậy. Nhưng thứ làm cho bọn hắn rất kinh ngạc là, hỏa lưu tinh vũ uy lực khủng bố như vậy, nhưng lại không có một viên nào bay tới hướng bọn hắn, tất cả đều xẹt qua từ nơi xa trên không trung rồi đánh xuống mặt đất. Những công kích đối với hồn sư phi hành, thì sao hải tuyển sử lai khắc lại có lỗ hổng được đây? Ba người kim tường bọn hắn rõ ràng là nghênh ngang mà bay trên không trung, đây không phải muốn chết sao? Làm hiền vũ có chút bất đắc dĩ mà nói. Đúng vậy, không có lỗ hổng, Trận hải tuyển này, có cơ hội nhưng không có lỗ hổng, đối với bất kỳ năng lực gì của hồn sư cũng vậy. Kề sát vách núi là vì công kích trên không trung sẽ không tới vách. Nhưng nếu Lưu Phong vẫn tiếp tục nhảy nhảy, một khi nhảy cách vách núi quá xa thì nói không chừng bọn hắn sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ làm ra những phán đoán chuẩn xác trước tiên. Quả nhiên phán đoán này đã giúp bọn hắn tránh được một đại nạn nhưng những người khác lại không có vận khí tốt như vậy năm người phía dưới chỉ còn lại có hai người một tổ kia đã bị hỏa lưu tinh vũ thôn phệ từ sớm những tổ ba người khác thì đỡ hơn một ít bởi vì khoảng cách tới vách núi tương đối gần nên cũng tránh được hỏa lưu tinh vũ thế nhưng địa hỏa tích dịch cũng tránh né hỏa lưu tinh vũ ở chỗ đó bởi vậy bọn hắn tới bên này lại gặp càng nhiều địa hỏa tích dịch hơn mắt thấy đã sắp không ngăn cản nổi nửa vời như vậy là không đúng kê sát vách núi mới là phương pháp tốt nhất để ứng đối với khảo hạch sinh tồn này đã có những biến hóa liên tiếp lúc trước nên giờ đây, trong nội tâm Lam Hiên Vũ đã có chút phán đoán. Cứ việc đã có địa hỏa tích dịch bò lên theo vách núi nhưng số lượng cũng không nhiều. Trận khảo hạch sinh tồn này là khảo thí sức chiến đấu sao? Rõ ràng không phải. Nếu có thể đoán được đặc tính của địa hỏa xích long kia ngay từ đầu, thì cho dù tu vi yếu kém cũng có sinh tồn thêm một đoạn thời gian. Thì ra khảo hạch của Sử Lai Khắc là như vậy sao? Lúc này Lữ Thiên Tầm cũng đã thể hiện ra trí tuệ của mình, hắn vừa ngăn cản địa hỏa tích dịch bò lên cùng đồng bạn, lại vừa chú ý tới hướng đi của Lam Hiên Vũ bên này. Mắt thấy hỏa lưu tinh vũ đã rơi đến, hắn liếc Lam Hiên Vũ bên này một cái, lại thấy ba người Lam Hiên Vũ kề sát vách núi, vì vậy hắn lập tức kéo Diệp Linh Đồng cùng thường kiếm giật cũng làm như vậy, quả nhiên lại tránh thoát được một hồi tai nạn. Hơn nữa, đại lượng hỏa lưu tinh vũ rơi xuống đã làm đám địa hỏa tích dịch đang trèo lên kia giảm bớt rất nhiều, lại cho bọn hắn chút cơ hội tranh thủ thở dốc thời gian từng phút từng giây trôi qua, địa hỏa xích long còn đang mải tàn sát bùa bãi ở phía dưới, thế nhưng không biết từ chỗ nào địa hỏa tích dịch chạy đến càng lúc càng nhiều. Một tổ còn lại dưới sơn cốc kia, sau khi giữ vững được chừng 3 phút thì cũng bị địa hỏa tích dịch nuốt sống. Lớp thiếu niên năng động tiến vào sơn cốc 21 người, 7 tổ, mà hiện tại cũng chỉ còn lại hai tổ Lam Hiên Vũ cùng Lữ Thiên Tầm. Lúc này, địa hỏa tích dịch cũng bắt đầu trèo lên dọc theo vách núi càng lúc càng nhiều. Lam Hiên Vũ làm sao bây giờ? người có phương pháp xử lý gì tốt không lữ thiên tầm lớn tiếng mà hô sang hướng lam hiên vũ bên này ngay từ lúc bắt đầu khảo hạch hải tuyển mấy người lam hiên vũ đã làm ra những lựa chọn cực chính xác bây giờ nhìn lại thì còn hai tổ bọn hắn nhưng trên thực tế thì tiêu hao của ba người lam hiên vũ rõ ràng không lớn lắm khi địa hỏa tích dịch leo lên vách núi thì uy lực công kích của chúng sẽ nhỏ hơn rất nhiều hơn nữa ba người lam hiên vũ lại đang tiếp cận đỉnh núi nên số lượng địa hỏa tích dịch leo lên cũng không nhiều lắm từ lúc bắt đầu đến giờ Lam Hiên Vũ, vẫn không phán đoán sai chút nào hơn nữa thật sự là gia hỏa này quá giảo hoạt. Hắn đang thi triển thủy nguyên tố khống chế xuống phía dưới hóa ra từng tầng băng băng bao trùm, lấy vách núi thì trở nên cực bóng loáng đám địa hỏa tích dịch, mới bò lên được một chút liền trượt xuống những công kích có thể chạm, tới người bọn hắn có thể nói là phượng mau lân giác. Cứ tiếp tục như vậy, thì không hề nghi ngờ mấy người Lam Hiên Vũ sẽ có thể kiên trì thời gian rất dài, Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lữ Thiên Tầm bên này bất đắc dĩ mà nói, ta cũng không có biện pháp gì hay hiện tại chỉ có thể hao tổn. Không phải thời gian càng dài thì thành tích khảo hạch của chúng ta lại càng tốt sao? Lữ Thiên Tầm trầm mặc một lát rồi nói, chẳng lẽ không có sơ hở gì sao? Lam Hiên Vũ nhún vai rồi lại tiếp tục hoàn thành tạo băng đại nghiệp. Lúc này Lưu Phong đã cắm Bạch Long Thương vào vách núi chế tạo ra một chỗ nghỉ ngơi. Tiền lỗi cùng Lưu Phong ngồi trên bạch long, thương Lam hiên vũ thì cắm tay phải trên vách núi đá tay trái hướng phía dưới, mà phóng thích băng xương tận khả năng mở rộng phạm vi băng bao trùm. Địa hỏa xích long có muốn bỏ lên, cũng chính là khó càng thêm khó một khi trượt ở nơi cao như vậy thì chính là như, lăn cây lôi thạch lại có thể đánh ngã được một chút địa hỏa tích dịch đang bỏ lên, nên hiện tại chỗ mấy người Lam Hiên Vũ hiển nhiên là an toàn nhất. chương 157 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Tiền lỗi cười lớn, lớp trưởng đừng có gấp chịu đựng chút, diệp linh đồng nhướng mày lên mà nói dây sâu tiền ngươi bớt ngồi đó mà châm chọc đi nàng vừa nói vừa chém ra một quyền đánh bay một đầu địa hỏa tích dịch trong tổ lữ thiên tầm này người đánh lui địa hỏa tích dịch nhiều nhất lại là diệp linh đồng không phải nàng mạnh hơn lữ thiên tầm mà vì những hồn kỹ của lữ thiên tầm hồn kỹ đều rất tiêu hao hồn lực uy lực lớn nhưng lại không thể dùng nhiều lần gia đình diệp linh đồng lại có tiếng là nguồn gốc học giỏi từ nhỏ đã luyện cổ võ thuật chẳng những võ hồn mạnh mẽ mà thực lực bản thân nàng cũng rất mạnh đệ nhất hồn kỹ thiên cương phách thể của nàng khi đã phụ cộng lên thân thể thì căn bản là không sợ thuộc tính hòa của địa hỏa tích dịch. Hơn nữa đệ nhị hồn kỹ là sao bắt đầu, chấn động xong quyền huy động mỗi kích đều là thế lớn lực trầm hực tế nàng am hiểu nhất là đánh lâu dài sức chịu đựng rất mạnh. Mà tác dụng của thường kiếm giật cũng hiện ra ở thời điểm này ba đại hồn kỹ phụ trợ đệ nhất hồn kỹ chỉ hoãn, đệ nhị hồn kỹ hỗn loạn đệ tam hồn kỹ khát máu. Hiệu quả của hồn kỹ hỗn loạn kia vô cùng tốt làm cho rất nhiều địa hỏa tích dịch tự giết lẫn nhau, cho nên tình huống trước mắt của hai tổ này cũng coi như là tương đối khá nhưng cũng vừa lúc đó một tình huống mới lại xuất hiện tiền lỗi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên rồi hoảng sợ nói phía trên lam hiên vũ và lưu phong cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không biết từ lúc nào một mảnh dài địa hỏa tích dịch đang chậm rãi ló đầu ra từ trên đỉnh núi hơn nữa nó cũng đang bắt đầu thử leo xuống đây là địa hỏa tích dịch bên kia sơn cốc sao cũng chính là chiến trường mà mấy người lam hiên vũ thấy lúc trước lam hiên vũ lập tức hiểu ra nhất định là những người khảo hạch bên kia đã bị loại toàn bộ rồi lúc này mới đưa đến việc địa hỏa tích dịch xuất hiện ở phía trên bọn hắn trên dưới giáp công bọn hắn đã rơi vào tình huống khó rồi khỏi cần phải nói dù là mấy đầu địa hỏa tích dịch này đánh từ bên trên xuống cũng là uy hiếp không nhỏ đối với bọn hắn lưu phong cùng tiền lỗi đều nhìn về phía lam hiên vũ Phía dưới ba người Lữ Thiên Tầm cũng nhìn thấy tình huống này thường kiếm giật, không khỏi mỉm cười, có vẻ bọn hắn ra sớm một chút rồi lời này ít nhiều gì, cũng có chút hà hê ba người Lam Hiên Vũ đã tiếp cận đỉnh núi đúng là, gần với địa hỏa tích dịch, hơn một ít cũng lại càng dễ trúng công kích của bọn nó. Hiên Vũ làm sao bây giờ? Lưu Phong vội vàng hỏi. Đại não Lam Hiên Vũ, cấp tốc vận chuyển thoáng qua hắn liền làm ra một cái quyết định dành cho người can đảm, Trước đó khi áp lực của bọn hắn còn chưa quá lớn Lam Hiên Vũ đã cẩn thận nhớ lại lời nói của vị Lăng Y Y đến từ sử lai khắc, học viện kia. Lúc ấy Lăng Y Y đã nói rất rõ ràng lần hải tuyển này, một là muốn xem thời gian sinh tồn của bọn hắn thời gian càng dài, thì điểm đạt được sẽ càng cao. Một phương diện khác là, dựa theo số lượng hồn thú bị đánh chết hơn nữa sẽ căn cứ vào từng loại hồn thú, mà cộng điểm. Trước mắt về phần thời gian sinh tồn, thì bọn hắn đang ngang bằng với tổ lữ thiên tầm nhưng về phương diện đánh chết hồn thú, thì lại kém hơn dù sao bọn hắn cũng ít tiếp xúc trực tiếp tiếp với địa hỏa tích dịch, mà cái gọi là hồn thú khác nhau thì điểm sẽ khác, hiện tại là hai loại hồn thú, đơn giản chính là địa hỏa tích dịch cùng địa hỏa xích long. Vậy chẳng lẽ nói địa hỏa xích long cũng có thể đánh chết sao? Từ trên lý luận mà nói thì hồn sư ở cái tuổi này như bọn hắn, làm sao có thể giết được địa hỏa xích long? Đây quả thực là người si nói mộng, nhưng từ tình huống phía trước mà xem, mỗi câu lăng y y nói đều có ý nghĩa, như vậy thì nói cách khác, hồn sư tầm tuổi bọn hắn cũng không hẳn không thể đánh chết Địa Hỏa Xích Long. Vậy giết nó như thế nào? Hiển nhiên không thể đơn thuần bằng vào thực lực bản thân. Như vậy thì khả năng cùng huyền bí để đánh chết Địa Hỏa Xích Long, hẳn là ở trong sơn cốc này. Hơn nữa, lúc Quý lão sư cũng đã nói qua, bọn họ là đang cạnh tranh cùng toàn bộ thiếu niên thiên tài của Thiên La Tinh, muốn vào được vòng tiếp theo thì cần phải có những biểu hiện thập phần nổi trội mới có thể vượt qua những người khác lúc này địa hỏa tích dịch bên kia sơn cốc đã bắt đầu leo lên hướng bên này rồi như vậy thì những địa hỏa xích long bên kia cũng sẽ tới đây sao nếu nó tới sẽ như thế nào đây ai cũng không rõ vậy thì so với việc ở chỗ này ngồi chờ chết không bằng đánh cược một lần từ hình huống toàn quân bị diệt ở bên kia sơn cốc là có thể nhìn ra được thời gian mấy người lam hiên vũ kiên trì được đã rất dài rồi cho dù không tìm được cơ hội đánh chết địa hỏa xích long thì bọn hắn cũng có thể đánh chết thêm nhiều địa hỏa tích dịch sẽ đạt được số điểm cộng nhiều hơn hiện tại năng lực của tiền lỗi còn chưa có phát huy được trên vách núi đá hắn cũng không cách nào triển khai bởi vì trong những sinh vật hắn triệu hoán ra thì loài có thể bay là vô cùng ít bởi vậy lam hiên vũ quyết định xuống dưới lưu phong tay phải lam hiên vũ lần nữa bắt lấy lưu phong tay trái bắt lấy tiền lỗi lưu phong giật mình mà nhìn hắn một cái nhưng cũng rút ra bạch long thương ngay lập tức bọn hắn ở cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy sớm đã có sự ăn ý hoàn hảo Lam Hiên Vũ cũng đã rất nhiều lần chứng minh hắn đáng giá tín nhiệm, nên tuy Lưu Phong cũng không rõ tại sao phải bỏ khu vực an toàn này, nhưng hắn vẫn thi hành lập tức yêu cầu của Lam Hiên Vũ. Lưu Phong phóng người lên, mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi lao xuống dưới núi. Lúc này còn chưa tới phạm vi công kích của đám địa hỏa tích dịch mới leo lên từ bên kia sơn cốc. Bọn hắn điên rồi sao? Khi thấy ba người Lam Hiên Vũ lao xuống dưới, Diệp Linh Đồng không khỏi giật mình mà nói: lúc trước tổ phía dưới bị vây công như thế nào bọn hắn cũng đã thấy rất rõ ràng lam hiên vũ lại ngốc đến mức lao xuống dưới đây lữ thiên tầm có chút do dự tất cả phán đoán lúc trước của lam hiên vũ đều cực chính xác hơn nữa chắc chắn hắn sẽ không làm việc vô vị vậy hiện tại bọn hắn có nên lao xuống theo hay không nếu như làm theo thì bọn hắn cũng phải nhảy đi xuống hơn nữa địa hòa xích long sẽ công kích mục tiêu quần thể bọn hắn sẽ không thể hợp lại cùng lam hiên vũ chỉ có thể từng người tự chiến sau thời gian phán đoán ngắn ngủi, Lữ Thiên Tầm vẫn quyết định tiếp tục thủ tại chỗ này. Không thể nghi ngờ, chỗ sườn núi này là có lợi nhất cho bọn hắn, mà ở chỗ này bọn hắn cũng có thể kiên trì lâu hơn. Nếu xuống dưới sẽ không thể khống chế tình huống, nhất là hắn còn không biết mục đích của Lam Hiên Vũ là gì. Lữ Thiên Tầm không nhúc nhích, mà ba người Lam Hiên Vũ rất nhanh đã rơi xuống dưới núi rồi. Khoảng cách phía dưới càng gần thì số lượng địa hỏa tích dịch cũng càng nhiều. Vào lúc này, thực lực của Lưu Phong dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ cũng đã bày ra Bạch Long thương hắn cầm trong tay không ngừng vung vẩy ra từng mảnh tàn ảnh. Hắn không chỉ mang theo Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi lao xuống, mà còn không ngừng đánh bay địa hỏa tích dịch. Vì địa hỏa tích dịch rất đông nên nhiệt độ ở dưới đã trở nên nóng rực. Những địa hỏa tích dịch này biết phun lửa, tuy phạm vi ảnh hưởng chỉ có chừng một mét, không tính lợi hại, nhưng bản thân nó lại có lực phòng ngự rất mạnh. Dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng chọc thủng thân thể bọn nó. Thế nhưng việc này cũng kéo chậm tốc độ của hắn. Cho nên, Lam Hiên Vũ yêu cầu Lưu Phong chỉ đánh bay địa hỏa tích dịch mà không giết bọn nó, bởi vì bây giờ còn không phải lúc để giết những thứ này. Bọn hắn đã cách mặt đất càng ngày càng gần. Lam Hiên Vũ nói, nhảy tới hướng xa xa kia, càng xa càng tốt, làm hết sức tránh bầy địa hỏa tích dịch phía dưới. Rõ rồi Lưu Phong đáp lại một tiếng, đem chuối bạch long thương điểm mạnh lên vách núi, thậm chí bạch long thương có chút uốn lượn vì cái phát lực này của hắn. Sau đó, ba người mượn phản lực mà bắn mạnh sang một bên, Lam Hiên Vũ cũng đạp mạnh hai chân lên vách núi đá. Ba người lao ra chừng 15 mét mới rơi xuống. Đệ nhị hồn hoàn trên người lưu phong sáng lên, bạch long thương phát ra một tiếng ngâm nga, một đạo bạch quang lập tức tràn vào cơ thể hắn. Làn da hắn cũng hiện ra một tầng bạch quang, thân thể quất mạnh xuống từ trên không trung, trong miệng phát ra tiếng long ngâm, mang theo Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi trượt tới hướng trước. Chương 158 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Đây chính là đệ nhị hồn kỹ của Lưu Phong, Bạch Long Phản hắn dẫn huyết mạch bạch long của bạch long thương phản hồi bản thân, làm bản thân tạm thời có được đặc tích của huyết mạch bạch long. Nếu do chính hắn tự sử dụng thì da của hắn cũng không biến sắc, thời gian cũng chỉ có 10 giây, nhưng dưới sự tăng phúc của Kim Văn Lam Ngân Thảo, thì thời gian có thể gia tăng gấp đôi, uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Chỉ một lát này, ba người bọn hắn đã trượt ra trọn vẹn 30 mét, tránh được đám địa hỏa tích dịch dày đặc dưới núi. Tuy vẫn có địa hỏa tích dịch đang lao tới hướng bọn hắn, nhưng số lượng đã bớt đi nhiều, Vừa lúc đó, có vẻ đầu địa hỏa xích long kia cảm nhận được có người phi hành, nó ngửa mặt lên trời mà giống một tiếng vẫn nộ, lại hướng không chung mà phụt lên một cây hỏa trụ cực lớn. Lưu Phong cùng tiền lỗi đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lúc này, khoảng cách của bọn hắn tới vách núi còn hơn 40 mét, hơn nữa chung quanh vách núi đều là địa hỏa tích dịch, muốn trở về là không thể nào, nhưng chỉ một chút nữa hỏa lưu tinh vũ sẽ rơi xuống. Đi, toàn lực phóng tới địa hỏa xích long, Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hắn quyết định thật nhanh, lập tức nói với Lưu Phong. Chết thì chết. Lưu Phong cắn răng một cái, mãnh liệt phóng tới hướng địa hỏa xích long. Theo hỏa Lưu Tinh Vũ xuất hiện, những địa hỏa tích dịch kia đều sợ hãi mà cuộn mình, cho nên một đường chạy này của bọn hắn đã trở nên thông suốt, cũng không có gặp bất kỳ ngăn trở nào. Ưu thế tốc độ của Lưu Phong đã hoàn toàn bày ra rồi, mặc dù hắn còn mang theo hai người, nhưng dưới tăng phúc của Kim Văn Lam Ngân Thảo, thì tốc độ vẫn như trước là nhanh vô cùng, Hỏa lưu tinh vũ muốn giáng xuống từ trên trời là cần có thời gian, hơn nữa, vì lúc trước ba người kim tường ở trên không nên mới gặp tai họa ngập đầu. Mà vừa rồi bọn Lam Hiên Vũ lại chỉ trượt đi, nên dĩ nhiên là không hưởng thụ loại đãi ngộ được hỏa lưu tinh vũ bắn trụng này. Qua giây lát, Lam Hiên Vũ liền bình tĩnh lại, tránh hỏa lưu tinh vũ trên mặt đất cũng không tính là quá khó khăn, nhưng thứ phiền toái là hỏa lưu tinh vũ sẽ nổ tung thành biển lửa. Lúc này tiền lỗi đã hoàn toàn sợ tới choáng váng, Đầu địa hỏa xích long kia vẫn đang ngửa đầu phun hỏa trụ, mà những địa hỏa tích dịch kia hoặc là cuộn mình bất động, hoặc là điên cuồng mà chạy thục mạng, cả sơn cốc tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng. Đến dưới bụng địa hỏa xích long đi." Lam Hiên Vũ kêu với Lưu Phong. Ánh mắt Lưu Phong sáng lên, lúc này hắn đã hiểu được ý nghĩ của Lam Hiên Vũ. Địa hỏa xích long còn đang ngửa đầu gào thét nên thân thể nó sẽ không phát động công kích, bởi vì nó còn phải bảo trì uy lực của hỏa lưu tinh vũ. Từ tình hình trước đó mà phân tích là quá trình này là chừng 20 giây. Nói cách khác, trong 20 giây này, chỗ an toàn nhất trong sơn cốc sẽ là dưới bụng địa hỏa xích long. Cái này vốn không phải sụp diện Lam Hiên Vũ muốn đối mặt, ban đầu hắn nghĩ rằng sau khi tiến vào sơn cốc thì lập tức rời xa đàn địa hỏa tích dịch, rồi lại đi xem tình huống khác trong sơn cốc. Nhưng lúc này lại đột nhiên gặp phải tình huống trước mắt, hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lúc này ba người Lữ Thiên Tầm đã không có lựa chọn nào khác, đối mặt với hỏa lưu tinh vũ, bọn hắn vội vàng lại gần sát vách núi, Lúc này bọn hắn cũng đã chẳng quan tâm nhìn Lam Hiên Vũ đang làm gì nữa rồi, bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn thì ba người này đã xong. Lúc này Lưu Phong vẫn còn đang trong trạng thái Bạch Long phản, chính là thời điểm tốc độ nhanh nhất. Hắn như một tiểu Bạch Long, thân thương hợp nhất, chỉ dùng 7-8 giây đã mang Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đến gần Địa Hỏa Xích Long. Lúc này cũng đã bắt đầu có hỏa lưu tinh vũ rơi xuống mặt đất, phát ra từng trận nổ vang, từng luồng sóng lửa nóng bỏng đang từ bốn phương tám hướng mà xâm nhập đến. Làm Hiên Vũ nhíu chặt đôi mày, nhưng thần sắc hắm vẫn vô cùng lạnh lùng, hắn vừa phóng thích băng xương mù, giúp đỡ hai vị đồng bạn hóa giải hỏa độc, đồng thời cũng không ngừng quan sát hỏa lưu tinh vũ, dùng chính kim văn lam ngân thảo đang quấn trên người Lưu Phong mà trợ giúp hắn tránh hỏa lưu tinh. Loại thao tác cải biến phương hướng này bọn hắn đã luyện tập quá nhiều lần. Làm Hiên Vũ một tay bắt chặt theo tiền lỗi, dưới chân không ngừng bước dài, phối hợp Lưu Phong mà bay nhanh về phía trước, mà Lưu Phong lại như đầu xe mang theo bọn hắn vậy, ba người nhất thể, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Oanh! Một viên hỏa lưu tinh nổ tung ngay gần bọn hắn, luồng khí lãng khổng lồ lập tức kéo tới. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, trong mắt hào quang thoáng hiện lên, tường băng bỗng nhiên xuất hiện nhưng lại ẩm ẩm nổ tung ngay sau đó, hắn thử dùng lực bạo tạc nổ tung để ngăn cản luồng sóng khí nóng bỏng đang tràn tới kia. Ở thời điểm này, Lưu Phong cũng đã liều mạng, hắn không hề giữ lại mà toàn lực phóng thích hồn lực, chống bạch long thương xuống mặt đất, lại mang ba người bay đi. Tuy thân thể bọn hắn vẫn bị sóng xung kích đụng lệch ra vài phần, nhưng cuối cùng cũng đã ngã vật được xuống dưới bụng địa hỏa xích long. Luồng sóng khí nóng bỏng lại đập vào mặt, mới tiếp cận địa hỏa xích long, ba người Lam Hiên Vũ ba người đã cảm thấy toàn thân nóng rực. May mắn là Lam Hiên Vũ có thể khống chế thủy nguyên tố, hắn tận khả năng mà điều tiết nhiệt độ được một chút. Ba người rơi xuống, gần như là sát mặt đất mà trượt tới, trên đỉnh đầu chính là nhiệt lưu nóng bỏng, đó chính là thân thể địa hỏa xích long ba người đã cách bụng nó rất gần, nên càng có thể cảm nhận được phần khủng bố của nó, bởi vì nó quá khổng lồ. Trên người địa hỏa xích long, từng khối lân phiến tản ra hơi thở nóng bỏng, cả người nó đều đang rung động kịch liệt. Bên ngoài đã là một biển lửa, giờ khắc này, chỉ còn dưới bụng nó là có chút an toàn, lúc này cả ba người Lam Hiên Vũ, Lưu Phong cùng tiền lỗi đều có cảm giác trái tim như muốn ngừng nhảy. Thật sự là quá mạo hiểm rồi. Nhưng trong nội tâm bọn hắn lại cảm thấy rất kích thích, chung quanh là biển lửa ngập trời trên đỉnh đầu là địa hỏa xích long kinh khủng, ba người bọn họ lại có thể còn sống, cái này liệu có phải là một loại may mắn hay không đây? Lại qua mười mấy giây, tiếng giống giận dữ của địa hỏa xích long mới dần ngừng lại. Làm hiên vũ dùng năng lực khống chế thủy nguyên tố của, mà bản thân mà hóa ra từng tầng băng sương mù, bảo hộ lấy thân thể ba người. Làm sao bây giờ? Tiền lỗi thấp giọng hỏi. Ở thời điểm này, hiển nhiên bọn hắn đã không còn cách nào lao ra, bởi vì bên ngoài đã là biển lửa, tuyệt không phải cái tu vi này của bọn hắn có thể đối phó được, đi ra ngoài cũng sẽ bị chết cháy. Lam Hiên Vũ không chút do dự mà nói, Địa Hỏa Xích Long chạy đi đâu thì chúng ta liền chạy theo tới đó. Hình thể của nó quá lớn, chưa hẳn đã có thể phát hiện chúng ta ở dưới bụng. Đợi đám lửa chung quanh yếu bớt chúng ta lại tìm cơ hội đi ra ngoài. Tốt cũng chỉ có thể như thế nếu bọn hắn lựa chọn sông tới liều một chút thì chính là chuẩn bị cho việc mạo hiểm nhất cái này dù sao cũng là đấu la thế giới cũng không phải thế giới chân thật sau khi địa hỏa xích long phóng xuất ra hỏa lưu tinh vũ thì có vẻ nó cũng có chút mỏi mệt rồi nó đứng tại chỗ mà thở dốc một lát rồi mới tiếp tục đi tới hướng bên cạnh ba người làm hiên vũ cũng vội vàng đuổi theo địa hỏa xích long thân thể địa hỏa xích long quá khổng lồ nên cũng đủ cho bọn hắn đứng thẳng mà đi dưới bụng nó bên dai bọn hắn đang là từng tiếng ùng ùng trầm thấp. Mỗi bước địa hỏa xích long bước ra đều làm chấn động mặt đất. Nhưng ở thời điểm này, không biết vì cái gì, trong đầu Lam Hiên Vũ lại đột nhiên hiện ra hình ảnh đường nhạc một cước dẫm trên chiến hạm lúc trước, sau đó là tám đầu kim long cuồn cuộn hủy diệt chiến hạm. Cảm giác đầu địa hỏa xích, long này dẫm đạp mặt đất có vẻ khá giống một cước kia của đường nhạc. Ba người hãi hùng khiếp vía mà theo sát địa hỏa xích long. Nó cứ bỗng nhiên đi chậm, rồi lại bỗng nhiên ra tốc vọt tới trước, quả thực đã làm bọn hắn rất mệt mỏi may mắn là dốc độ của địa hỏa xích long cũng không nhanh. Hỏa diễm chung quanh dần dần dập tắt, lộ ra rừng màng đất lớn đã cháy đen. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng, lưu phong, sau đó chúng ta sẽ lao ra từ chân trái của nó. Bên này có khả năng là điểm mù của nó. Được. Lưu Phong không chút do dự mà đáp ứng. Chương 159 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Chuẩn bị, đi. Lam Hiền Vũ hét lớn một tiếng, lần nữa tăng phúc giúp Lưu Phong tăng phúc, đồng thời lôi kéo tiền lỗi, ba người lập tức xông ra từ chân trái địa hỏa xích long, nháy mắt đã ra đến bên ngoài. Làm Hiền Vũ lựa chọn thời cơ này là, vừa lúc là địa hỏa xích long xông về phía trước, đi tấn công địa hỏa tích dịch, cho nên sau khi bọn hắn xông ra ngoài liền kéo giãn khoảng cách với địa hỏa xích long. Dây sâu tiền, chuẩn bị triệu hoán. Làm Hiền Vũ nói dồn dập với tiền lỗi. Được. Tiền lỗi lập tức phóng xuất ra triệu hoán kim tiền, từ khi tiến vào Sơn Cốc, tiền lỗi vẫn luôn ở dưới sự bảo vệ của Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong, còn chưa có phát ra bất cứ tác dụng gì. Hiện tại, rút cuộc đã cần dùng đến triệu hoán của hắn, thì sao hắn có thể không cố gắng biểu hiện đây? Một mảnh đất chống quanh địa hỏa xích long đã không còn địa hỏa tích dịch, bởi vì địa hỏa tích dịch còn không chạy được với nó, nên tất nhiên sẽ không dám đi tới phía trước, cho nên, ở thời điểm này bọn hắn lại được an toàn nhất. Nháy mắt sau đó, một tiếng nổ vang đất rung núi chuyển đột nhiên vang lên. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ vách núi bên kia, đột nhiên có từng khối tảng đá lớn đang lăn xuống, vách núi bị tạc ra một lỗ hồng cực lớn, sau đó là một cái đầu cực lớn ngó ra, chính là đầu địa hỏa xích long còn lại kia. Mà nơi hắn xuất hiện, cũng khá gần mấy người lữ thiên tầm đang đau khổ chống chọi với đám địa hỏa tích dịch. Trong nháy mắt đầu địa hỏa xích long kia xuất hiện, ba người lữ thiên tầm đã sợ tới mức hồn bay lên trời. Mới chỉ là một con địa hỏa xích long cũng đã khủng bố như thế rồi, vậy mà lúc này lại xuất hiện thêm nữa. Đây là cái tình huống gì vậy? địa hỏa xích long khổng lồ như thế vẫn có thể leo núi. Cũng ngay trong nháy mắt đầu địa hỏa xích long thứ hai xuất hiện, cả sơn cốc đột nhiên xẹt qua một đạo quang mang màu vàng. Hai đầu địa hỏa xích long đều rung động một lát, nháy mắt sau đó, ánh mắt của chúng đồng thời tập trung đến ba người lữ thiên tầm, thường kiếm giật cùng diệp linh đồng. Hải tuyển khảo hạch tiến vào giai đoạn thứ hai. Mà phương thức khảo nghiệm của giai đoạn thứ hai này chính là vô luận nhân số bao nhiêu, địa hỏa xích long sẽ ưu tiên công kích tất cả nhân loại. Hai cái hỏa cầu khổng lồ, vừa lên một lát đã đồng thời bay tới hướng ba người Lữ Thiên Tầm. Lữ Thiên Tầm trừng to mắt, hắn quá to, nhảy. Hai tay hắn giữ chặt lấy thường kiếm giật cùng Diệp Linh Đồng, rồi lập tức thả người nhảy xuống. Hắn cũng phóng thích ra hoàng kim sư tử hống ngay lúc đó, đánh bi toàn bộ địa hỏa tích dịch chung quanh. Tiếng nổ vang kịch liệt lại một lần nữa vang lên, vô số nham thạch ráng xuống từ trên trời ráng xuống, đáng sợ hơn là đầu địa hỏa xích long trên núi cũng nhảy xuống, một đôi cánh không thể phi hành cũng cánh mở ra làm chậm lại thế sông, nó cứ thẳng hướng ba người bọn hắn mà rơi. Một màn nào đã bị ba người Lam Hiên Vũ thấy rõ, tiền lỗi hít sâu một hơi, hắn biết rõ, nếu bọn hắn còn trên vách núi lúc trước sẽ có hậu quả như thế nào hậu quả. Không thể không nói, tổ này của bọn hắn không chỉ là Lam Hiên Vũ ưng đối tốt, tự ý nào đó mà nói, vận khí tốt cũng đứng về phía bọn hắn. Triệu hoán, nhanh, làm Hiền Vũ vỗ vỗ Lưu Phong, Lưu Phong nhanh chóng dừng lại, Bạch Long thương quét ngang mà ra, từng đạo thương mang đánh bay một đám địa hỏa tích dịch chung quanh. Tiền lỗi phóng thích triệu hoán kim tiền, đệ nhất hồn kỹ, triệu hoán chi môn. Triệu hoán chi môn chậm rãi mở ra, theo tinh thần lực cùng hồn lực tăng lên, hiện tại tốc độ triệu hoán của tiền lỗi đã nhanh hơn rất nhiều. Thần sắc của Lam Hiên Vũ vẫn không thay đổi, ở thời điểm này thì ít nhất bọn hắn cũng đã có thể xác định, trong lớp thiếu niên năng động này bọn hắn đã có thể lấy được thành tích số 1. Tuy tiểu tổ của Lữ Thiên Tầm đánh chết khá nhiều địa hỏa tích dịch, nhưng lúc này bọn hắn còn phải đối phó với hai đầu địa hỏa xích long. Mấy người Lam Hiên Vũ quẹo qua một cái, vừa vặn trốn sau một vách núi. Đây chính là nơi đầu địa hỏa xích long thứ hai kia xuất hiện, cũng đủ cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đạo quang mang kim sắc vừa rồi kia Lam Hiên Vũ cũng chú ý tới. Hắn cũng hiểu được mơ hồ, địa hỏa xích long trực tiếp công kích ba người như vậy, hẳn là có liên quan tới đạo quang mang kia. Lăng y y cũng đã nói, quan trọng nhất là sinh tồn, chỉ cần bọn hắn có thể sinh tồn thời gian dài nhất là sinh tồn được dưới tình huống địa hỏa xích long trực tiếp tiến công điểm đạt được nhất định không phải ít nhưng mục tiêu của lam hiên vũ còn lớn hơn thế nữa bởi vì hắn muốn xem mình còn cơ hội đạt điểm cao hơn nữa hay không tay phải hắn phóng xuất ra kim văn lam ngân thảo mà quấn quanh tại triệu hoán chi môn chính mình thì nhìn về xa xa phía trước địa hỏa xích long ban đầu chính là đi ra từ nơi này mà ở phía trước không quá xa hắn thấy được một cái ao nham thạch lớn không sai chính là ao nham thạch có không ít địa hỏa tích dịch đang bỏ ra từ trong đó mà đi tới bên này. Một tiếng gầm vang lên, làm hiền vũ quay đầu nhìn lại, một thân thể trắng kiện chui ra từ triệu hoán chi môn, chiều cao của nó chừng hơn 7 mét, toàn thân bao trùm một tầng lân phiến màu đen, trên sống lưng là một đường gai nhọn giữ tợn lan tràn đến phần đuôi, cả người có vài phần giống địa hỏa xích long. Một đôi mắt lớn màu vàng lộ vẻ hung quang, toàn thân nó bắn ra một luồng khí tức rất cường đại, Thiết Bối Long, một loại địa long bọn hắn đã từng triệu hoán nhiều lần, thuộc loại á long không có năng công kích từ xa quá mạnh mẽ, nhưng lực phòng ngự siêu cường, lực lượng cực lớn, am hiểu quần đấu. Khi thấy thứ được triệu hoán ra là Thiết Bối Long, Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, bởi vì Triệu hồi ra một hồn thú quen thuộc dù sao cũng tốt hơn một hồn thú không biết chút nào. Ít nhất bọn hắn cũng rất rõ ràng về trạng thái và sức chiến đấu của Thiết Bối Long, chỉ cần tiến hành lợi dụng là được rồi. "Tiền lỗi, người bên trên Thiết Bối Long, ở phía trước, ta cùng Lưu Phong đi theo ngươi." làm hiên vũ một phát bắt lấy tiền lỗi trực tiếp đáp hắn tới hướng thiết bối long tiền lỗi vừa duỗi hai tay ra liền bắt được lưng thiết bối long mà ngồi vững vàng lên lưng nó thiết bối long là vật hắn triệu hoán ra nên nó hoàn toàn có thể chiến đấu dựa theo ý nghĩ của hắn phóng tới ao nham thạch kia làm hiền vũ hét lớn một tiếng sau đó hắn cũng chạy theo lưng thiết bối long cùng lưu phong thiết bối long mãnh liệt mà xông về phía trước nó cũng không cần kỹ xảo gì, quả thực là vọt tới như một cái máy ủi đất vậy, những đầu địa hỏa tích dịch mới cao chừng hai thước kia thì căn bản là công kích không tới nó, những nơi nó đi qua, địa hỏa tích dịch cứ như vậy mà bị đánh bay, căn bản là không thể ngăn cản nó tiến lên. Tay phải Lam Hiên Vũ tay phải phóng xuất ra kim văn lam ngân thảo, quấn quanh người Lưu Phong không cần hắn nói Lưu Phong cũng biết mình nên làm gì. Những đầu địa hỏa tích dịch bị đánh bay kia rất dễ lộ ra sơ hở dưới bụng thương mang bạch long thương bắn ra bốn phía, thừa cơ mà đánh chết một đám địa hỏa tích dịch. Đây đều là điểm tích lũy A, à, là thứ bọn hắn không thể bỏ qua. Lam Hiên Vũ vừa chạy theo sáu thiết bối long, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về sau lưng. Bên kia, có lẽ ba người lữ thiên tầm đã dùng hết phần vận khí tốt của mình. Sau khi nhảy xuống từ giữa sườn núi, gần như bọn hắn đã sử dụng ra tất cả vốn liếng mới hóa giải được thế sông, nhưng lại phải đối mặt với địa hỏa xích long vừa lao ra, từ vách núi cùng đầu địa hỏa xích long đang nhào tới, Bọn hắn có khả năng làm lúc này chính là phóng thích tất cả hồn kỹ của bản thân, hao hết hồn lực, tận khả năng mà rơi xuống trước đầu địa hỏa xích long, trên đầu mình kia cố gắng mà đánh chết thêm một ít địa hỏa tích dịch. Sau đó thì bọn hắn cũng sẽ bị đàn thú khổng lồ kia thôn phệ. Vang oanh trong tiếng nổ vang cực lớn, đầu địa hỏa xích long kia đã ngang nhiên mà rơi xuống đất, trận chiến đấu bên này đã xong. Mà đầu địa hỏa xích long, còn lại kia cũng đã vọt tới bên cạnh nó mà thở từng ngụm hào hển. Hai đầu địa hỏa xích long đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó, bọn chúng lại đồng thời xoay người, cái mũi co rút lại, có vẻ chúng đã ngửi thấy được gì đó, một tích tắc sau chúng liền đuổi theo ba người Lam Hiên Vũ. Chương 160 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nghe được tiếng bước chân rồn dập như sấm sau lưng, sắc mặt Lam Hiên Vũ lập tức đại biến, hắn biết, hai đầu địa hỏa xích long này cũng không vì lãnh địa mà sinh ra xung đột. Nói cách khác, dựa theo trình tự thiết lập, thì bọn chúng chỉ muốn giết toàn bộ nhân loại bước vào lãnh địa của mình, Bọn hắc cũng đã sắp chạy đến trước ao nham thạch rồi, nhưng trừ vách núi cùng ao nham thạch, Lam Hiên Vũ cũng không nhìn thấy được gì khác, đằng sau là tiếng bước chân càng ngày càng gần, ba người bọn hắn cũng sắp lâm vào tuyệt cảnh. Hiên Vũ, Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, tiền lỗi đang ngồi trên lưng thiết bối long cũng là như thế. Ở thời điểm này, bọn hắn càng cần Lam Hiên Vũ đến quyết định việc cần phải làm tiếp theo. Chẳng lẽ người xếp đặt thiết kế trận khảo hạch hải tuyển này, thật không cho bọn hắn một đường sinh cơ sao? Thế nhưng vì cái gì Lăng Y y lại nói, giết chết hồn thú bất đồng thì điểm tích lũy sẽ không giống nhau đây. Ở chỗ này rõ ràng chỉ có hai loại hồn thú, trừ rồi địa hỏa tích dịch chính là địa hỏa xích long. Nói cách khác, địa hỏa xích long hẳn là có khả năng bị giết chết. Thế nhưng cho dù là một gã thất hoàn hồn thánh đối đầu với một địa hỏa xích long cũng không nhất định có thể thắng, chớ nói chi là mấy đứa nhỏ 12, 13 tuổi bọn hắn. Cho nên hẳn là vẫn còn cơ hội, thế nhưng cuối cùng là cơ hội ở nơi nào đây? Lam Hiên Vũ không có lên tiếng, mà chỉ nhìn về phía trước, lại nhìn một chút chung quanh. Hắn bước tới bên bờ ao nham thạch nóng chảy. Xác thực, nơi đây trừ ao nham thạch nóng chảy này thì không còn bất kỳ thứ gì. Sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, còn có địa hỏa tích dịch chui lên dưới ao nham thạch đó. Thiết bối lòng hung ác mà công kích địa hỏa tích dịch chung quanh, bảo hộ lấy ba người Lam Hiên Vũ. Đợi đã nào? Ánh mắt Lam Hiên Vũ đột nhiên sáng lên, có vẻ như hắn vừa nghĩ ra được cái gì, Địa hỏa tích dịch là chui ra từ dưới ao nham thạch nóng chảy sao. Những thứ này chẳng qua là 10 năm, tối đa cũng chỉ là trăm năm, có thể chịu nổi nhiệt độ của nham thạch sao. Điều này sao có thể? Cho dù là hồn thú nghìn năm cũng không có khả năng sinh tồn trong nham thạch nóng chảy, dù hồn thú vạn năm cũng phải là những loại vực kỳ đặc thù như địa hỏa xích long, mới có thể. Nói cách khác, ao nham thạch này có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ đã thông suốt. Không sai, đây chính là cơ hội người thiết lập để lại trong trận khảo hạch hải tuyển này nhanh chúng ta tiến vào ao nham thạch trực tiếp nhảy vào lam hiên vũ quyết định thật nhanh thậm chí hắn còn không có thử một chút cứ thế mà nhảy thẳng một cái cả người liền rơi vào trong ao nham thạch nóng chảy thiếu chút nữa thì lưu phong cùng tiền lỗi đã trừng rớt cả mắt ra ngoài đây chính là ao nham thạch nóng chảy sao có thể nhảy vào chứ phục một tiếng cả người lam hiên vũ đã nhập vào trong ao trong nội tâm hắn làm sao không khẩn trương đây nếu phán đoán của hắn là sai lầm thì hắn sẽ lập tức bị cái sai lầm này giết chết nóng bỏng, cảm giác nóng bỏng lập tức truyền khắp toàn thân, làm cả người Lam Hiên Vũ đều chịu căng thẳng, nhưng chỉ nháy mắt sau đó hắn đã có một loại cảm giác khác. Cái ao nham thạch này nhìn qua rất đặc dính, sau khi nhảy vào thì cảm giác cũng không khác nước là mấy, mặc dù vẫn có hòa nguyên tố nồng đậm quanh quẩn, nhiệt độ thực vẫn rơi vào chừng 6-70 độ. Lam Hiên Vũ phóng thích hồn kỹ khống chế thủy nguyên tố, tận khả năng mà hạ nhiệt độ, ngay sau đó hắn đã có thể thích ứng, thò đầu ra khỏi mặt ao thì thấy tiền lỗi cùng Lưu Phong vẫn còn ngơ ngác, mà nhìn bên này. Mà bên kia, hai đầu địa hỏa xích long cực lớn đã chạy qua, đang một trước một sau mà lao tới. Mau xuống đây, các ngươi còn chờ cái gì? Hai chân Lam Hiên vũ rậm trên nham thạch nóng chảy, làm cơ thể mình lơ lửng được nửa trên, vẫy vẫy tay với bọn hắn. Khi thấy hắn ngoi đầu lên, tiền lỗi cùng Lưu Phong mới ý thức được ra vấn đề, vội vàng nhảy xuống ao nham thạch nhưng hiển nhiên thiết bối long rất sợ hãi nham thạch, nói cái gì cũng không chịu nhảy xuống. Tiền lỗi quyết định thật nhanh, mệnh lệnh nó trực tiếp quay người mà phóng tới hai đầu địa hỏa xích long, chính mình thì ngày xuống cùng lưu phong. Lam Hiên Vũ phóng xuất ra hai cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh trên người bọn hắn, khiến cơ thể bọn hắn xuất hiện một tầng băng trước khi tiến vào trong ao nham thạch. Hai người thả người vào ao nham thạch, lập tức cảm thấy nóng hổi, nhưng cũng chỉ là nóng hổi mà thôi. Lam Hiên Vũ một cái kéo liền đem hai người bọn hắn tới bên người mình, từ sau khi Lam Hiên Vũ tiến vào cảnh giới xong hoàn hắn đã có thể thoải mái mà tăng phúc đồng thời cho hai người bọn họ chuẩn bị nín thở Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi ba người đã ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lập tức hiểu ý của hắn cùng há to mồm hít sâu một hơi sau đó chìm ngập xuống ao dưới cái kéo của Lam Hiên Vũ Trung quanh là một mảnh nóng rực thậm chí bọn hắn còn không dám mở to mắt cho dù đang ở trong ao nham thạch nóng chảy bọn hắn cũng có thể nghe thấy những tiếng bước chân ùng ùng ngoài kia rất rõ ràng không hề nghi ngờ thiết bối long không thể ngăn cản hai đầu địa hòa xích long khủng bố như thế rất nhanh tiền lỗi đã mất cảm ứng với vật được triệu hoán tiếng bước chân kia vẫn tiếp tục dồn đến phụ cận ao nham thạch mới dừng lại ba người cũng đần khẩn trương tới mức tim muốn nhảy lên cổ họng thân ở trong ao nham thạch nóng chảy lúc này bọn hắn chính là dê đợi làm thịt chỉ cần hai đầu địa hòa xích long kia phát hiện bọn hắn sẽ phải chết lập tức bọn hắn cũng không có khả năng nín thở mãi nhưng thân là hồn sư nên bọn hắn vẫn mạnh hơn người bình thường với cái tu vi trước mắt thì tối đa cũng có thể nín được 5 phút, nhiều một giây là tốt một giây. Cái này chính là ý nghĩ của Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, nhưng suy nghĩ của Lam Hiên Vũ lại không giống vậy. Nếu cái ao nham thạch này có đường sống, vậy có nghĩa là người thiết kế cũng không vô duyên vô cớ mà xếp đặt thiết kế này, nhất định có ảo diệu gì đó trong này. Tiếng bước chân của Địa Hỏa Xích Long dừng lại chừng nửa phút, nên bọn hắn ở trong ao nham thạch không còn gặp công kích. Cái này có nghĩa là hai đầu Địa Hỏa Xích Long kia cũng không biết chỗ huyền bí của cái ao nham thạch này ba người cũng thở dài được một hơi, coi như là về sau thò đầu ra bị giết chết, thì bọn hắn cũng có thể kiên trì thêm 5 phút đồng hồ. Trong những khảo hạch ở trình độ này thì có thể kiên trì thêm một giây, điểm tích lũy cũng sẽ có thêm, có thể kiên trì thêm 5 phút đồng hồ đã là thành tích phi thường tốt. Đúng lúc này, đại địa lại một lần nữa chấn động lên, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc lại vang vọng khắp trời. Những chấn động kịch liệt đó thậm chí còn làm ao nham thạch nổi sóng gió cuồn cuộn. Làm hiên vũ vội vàng kéo hai người bơi xuống nơi sâu hơn, khi cả ba đều đã sắp nhịn không nổi mới lén lút ló đầu ra từng ngụm từng ngụm mà hô hấp những luồng khí nóng bỏng nháy mắt sau đó bọn hắn cũng đã thấy được nguyên nhân của đợt chấn động này vì đã mất mục tiêu công kích nên hai đầu địa hỏa xích long đã hung hăng mà đụng vào nhau công kích lấy đối phương thân hình của chúng nhìn qua không chênh lệch lắm thủ đoạn công kích cũng cùng loại với nhau nên trong khoảng thời gian ngắn là hỏa quang bắn ra tranh đấu kịch liệt cũng triển khai ngay sau đó bọn chúng không ngừng va đập vào lẫn nhau dùng chân trước cái đuôi răng nhọn mà lưu lên người đối phương từng vết thương lớn lúc này đã không còn bóng dáng địa hỏa tích dịch chung quanh hiển nhiên cũng đã chạy mất toàn bộ bờ đất đã thành một cái biển lửa ngược lại chỉ có ao nham thạch bên này là tịnh thổ lúc này tiền lỗi cùng lưu phong đã bội phục sát đất với lam hiên vũ đây là cái đầu óc gì mới có thể nghĩ ra phương pháp tị nạn trong ao nham thạch nóng chảy như vậy à khi bọn hắn nhìn về phía lam hiên vũ đã phát hiện trong cặp mắt to của hắn trần đầy hào quang sáng ngời không sai lam hiên vũ đã thấy được cơ hội chính như phán đoán lúc trước của hắn, mỗi câu nói của Lăng Y Y đều có thâm ý, cơ hội đã tới. Mập mạp, chuẩn bị hồn kỹ thứ hai cho tốt, chờ ta thông báo. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói với tiền lỗi bên người. Người muốn làm gì? Tiền lỗi nghi ngờ hỏi. Khói miệng Lam Hiên Vũ lộ ra một tia cười xấu xa, nhặt tiện nghi. Thấy nụ cười xấu xa này của hắn, tiền lỗi dơ ngón tay cái lên mà nói, Hiên Vũ, ta phục rồi, về sau ngươi chính là ca ca của ta, những thứ khác không nói, ta và ngươi đều là hơn 400 điểm tinh thần lực, nhưng thực sự là cái tố chất tâm lý này của ngươi quá tuyệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.